Triệu Phong thanh niên ngồi cùng xe buýt, kinh ngạc nói, đúng vậy, Dương Thiệu đến từ Trung Nguyên là người ở Dễ, không lẽ thần tượng không chỉ là người ở Dễ mà còn là chủ của Long Môn? Không phải chứ, đám người ở Giang Nam có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ của Long Môn tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới là người ở Dễ. Đây là đang nói nhảm hả? Bạch Hồng Đô, lão Long Vương nhà họ Bạch nhìn hai cha con Bạch Tinh Hải, Bạch Quỳnh rồi giận. Giữ mắng, láo xược, dám vô lễ với Long Chủ Điện Hạ, hai người các con chê sống lâu hả? Bồ ông y hai cha con Bạch Tinh Hải và Bạch Quỳnh lần lượt thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết rất rõ ông già có tính tình kỳ lạ, coi Long Môn là trên hết. Nếu Dương Tiêu thật sự là Long Chủ vô cùng tài hoa, bọn họ xúc phạm Dương Tiêu, thì ông già thật sự sẽ không nghĩ tới quan hệ huyết thống. Bạch Hồng Đồ mắng, còn không mau chào hỏi Long Chủ Điện Hạ. Chào hỏi Long Chủ Điện Hạ. Hai cha con Bạch Tỉnh Hải và Bạch Quỳnh nhìn nhau với vẻ mặt cay đắng. Lúc này, trong lòng hai người suy sụp giống như sông Hoàng Hà vỡ đê, bọn họ thật sự không thể tin được Dương Tiêu sẽ là Long Chủ. Tôi nói chuyện hai người coi như gió thối qua tai hả? Bạch Hồng Đồ tức giận hét lên. Như thế nếu hai người bọn họ còn không mau chào hỏi Dương Tiêu, ông ấy sẽ vì đại nghĩa không quản người thân, tự tay đánh chết hai người không biết tốt xấu này. Đúng vậy, trong mắt Bạch Hồng Đồ, sự uy nghiêm của Long Môn là trên hết. Mạng của ông ấy là Long Chủ tiền nhiệm cho, nếu không có Long Môn thì nhà họ Bạch to lớn đã chia năm xẻ bảy. Tất cả những vinh dự của nhà họ Bạch bây giờ đều do Long Môn ban tặng. Mặc dù Dương Tiêu là Long Chủ kế nhiệm, Bạch Hồng Đồ vẫn tôn kính anh. Ông ta tin sự lựa chọn của Long Chủ thế hệ trước sẽ không bao giờ sai. Bạch Tỉnh Hải nhận ra cha mình đang thực sự tức giận, ông ta sợ hãi đến mức toàn thân giật mình nhìn Dương Tiêu nói, Bạch Tinh Hải nhà họ Bạch ra mắt Điện Hải. Tôi, Bạch Quỳnh cảm thấy, khó chịu như vừa ăn phải một con ruồi chết. Anh ta tưởng ông nội mình tới, nhất định sẽ hạ gục được Dương Tiêu. Không ngờ cuối cùng ông nội của anh ta không chỉ quỳ lạy người khác, mà còn liên tục gọi người ta là Long Chủ. Bạch Hồng Đồ lạnh lùng nói, sao hả, cháu dám không theo, Tinh Hải, con đang tuổi tráng niên, có thể cân nhắc một đứa khác. Đứa con khác, chẳng phải điều đó có nghĩa là ông nội từ bỏ mình sao? Nghĩ đến đây, hồn phách của Bạch Quỳnh rét run vội vàng cúi đầu với Dương Tiêu, Bạch Quỳnh nhà họ Bạch ra mắt Long Chủ Điện Hải. Hít, nhìn thấy ba thế hệ nhà họ Bạch cùng tỏ lòng kính trọng với Dương Tiêu, đám đông không kìm được hít một hơi lạnh chập trùng. Không biết Long Chủ tới đây là vì chuyện gì? Bạch Hồng Đồ cung kính hỏi. Dương Tiêu chỉ vào hoa mộ tranh với vẻ mặt uy nghiêm, cháu trai Bạch Quỳnh của ông cướp đoạt con gái nhà lành, ép người ta kết hôn, ông nói xem nên làm thế nào. Cái gì, còn có chuyện như thế? Mắt Bạch Hồng Đồ bắn ra tia sáng lạnh lẽo, khóa chặt Bạch Quỳnh. Bị ông nội của mình nhìn chằm chằm. Bạch Quỳnh sợ chết khiếp, vội vàng nói, ông nội, cháu không có. Cháu tuyệt đối không làm ra chuyện cướp đoạt con gái nhà lành. Không có, phải không? Dương Tiêu khít mũi. Bạch Hồng Đồ sửng sốt, Bạch Quỳnh, cướp đoạt gái nhà lành, cháu thật to gan. Bóp, hai ngày sau đó, Bạch Hồng Đồ vung tay, tát mạnh vào mặt Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh nào có thể chịu được sức màn của Bạch Hồng Đồ, cái tát của Bạch Hồng Đồ khiến anh ta choáng váng đầu óc ong ong. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Bạch Quỳnh biết một khi ông nội tức giận, anh ta chắc chắn không có quả ngon để ăn. Trong chốc lát, anh ta ôm chặt gò má nóng rực, Bạch Quỳnh không còn kiêu ngạo nữa, trên mặt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Tinh Hải, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hồng Đồ quay lại nhìn Bạch Tinh Hải, chủ nhà họ Bạch. Sắc mặt Bạch Tinh Hải cũng tái nhợt, ông ta biết cha ông ta chưa từng hỏi chuyện gia đình. Nếu Dương Tiêu thật sự là Long Chủ, nghĩ tới vừa rồi bọn họ đã xúc phạm Dương Tiêu, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tinh Hải khó khăn nuốt nước bọt ừng ực nhìn Bạch Hồng Đồ, bó, người còn nhớ không? Khi mẹ còn sống, bà ấy đã đích thân sắp đặt hôn sự cho Quỳnh nhỉ. Cô gái đó là Hoa Mộ Tranh, cô chủ nhà họ Hoa ở Trung Nguyên đứng trước mặt bồ này. Họ hai Bạch Hồng Đồ nhướng mày. Nếu chuyện này không được đề cập đến, ông ấy đã thực sự quên nó. Đúng vậy, khi vợ ông còn sống, quả thật đã định hôn ước từ nhỏ cho cháu trai. Tuy nhiên, chuyện này đã qua lâu rồi. Ông gần như đã quên mật, không ngờ Long Chủ lại đến vì chuyện này. Bạch Hồng Đồ nhìn Hoa Mộ Tranh, cô gái, bản bằng lòng gả cho Bạch Quỳnh cháu nội của tôi không? Cháu không bằng lòng, dưới hơi thở không lộ của Bạch Hồng Đồ, Hoa Mộ Tranh căn răng nghiêm nghị nói.
Hoa Mộ Tranh là phụ nữ có EQ cao, và cô sẽ không bao giờ cho phép mình giao phân đời còn lại của mình trong tay của một kẻ cặn bã. Bạch Hồng Đồ nghe vậy liếc mắt nhìn Bạch Quỳnh, con gái người ta không bằng lòng, sao hôm nay lại tổ chức đám cưới? Cháu không phải cưỡng đoạt gái nhà lành thì là gì? Ông nội, cháu sai rồi, cháu không dám nữa. Dưới áp lực mạnh mẽ của Bạch Hồng Đồ, sắc mặt Bạch Quỳnh tái xanh, vững vàng quỳ xuống trước mặt Bạch Hồng Đồ. Mặt mày Bạch Tinh Hải cũng không còn chút máu, ông ta tham gia vào toàn bộ chuyện này, bây giờ cha ông ta đích thân ra mặt, ông ta không thể che chở Bạch Quỳnh. Hừ, Long chủ điện hạ, người nói xem muốn tôi xử lý tên khốn này như thế nào. Mặt mày Bạch Hồng Đồ lạnh lẽo hỏi. Dường như chỉ cần Dương Tiêu gật đầu, ông ta sẽ tự tay giết chết Bạch Quỳnh thằng cháu bất tài này. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Quỳnh, vẻ mặt cũng rất lạnh lẽo. Bạch Quỳnh này không chịu nghe lời khuyên, không chỉ cưỡng đoạt Hoa Mộ Tranh, mà còn thuê tứ đại thần bắn tỉa Giang Nam bắn tỉa Anh, thật là đáng ghét. Nhưng dù sao Bạch Hồng Đô cũng là một trong tứ đại nguyên lão của Long Môn, Dương Tiêu không nhìn mặt sư cũng phải nhìn mặt Phật. Bây giờ anh chưa từng quản lý Long Môn, cũng không muốn gây quá nhiều phiền phức. Long chủ điện hạ, tôi sai rồi, Bạch Quỳnh biết sai rồi, Bạch Quỳnh NS sẽ khổ bao giờ dám xúc cây SN, đến uy nghiêm của người nữa. Bạch Quỳnh hồi hận đút ruột. Nếu anh ta biết Dương Tiêu sẽ là Long chủ, đánh chết anh ta cũng sẽ không dám khinh nhờn quyền hành của Dương Tiêu. Long chủ, đó là người đàn ông đứng trên đỉnh cao của thế giới. Chỉ với một ý nghĩ, có thể chôn hàng triệu xác chết, máu me bê bết, vạn bộ xương khô héo. Tồn tại kinh hoàng như vậy, anh ta không chịu nổi. Bây giờ, Bạch Quỳnh không quan tâm anh là Long chủ hay không, giữ lại cái mạng nhỏ của mình trước đã rồi nói sau. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh, cô định xử lý anh ta như nào? Bỏ đi, Hoa Mộ Tranh thấp giọng nói với vẻ mặt phức tạp. Dương Tiêu có thể đưa cô ra khỏi biên khô, Hoa Mộ Tranh đã thay hài lòng, cô đương nhiên cũng không muốn gây quá nhiều rắc rối cho Dương Tiêu. Dương Tiêu hiểu ý của Hoa Mộ Tranh. Lạnh lùng lược nhìn Bạch Quỳnh đang quỳ trên mặt đất, còn không mau xin lỗi Mộ Tranh. Vâng vâng vâng, Mộ Tranh, tôi bị mỡ lợn che mắt, xúc phạm cô, tôi biết sai rồi, tôi vô cùng hối hận. Bạch Quỳnh hoảng sợ nói. Hoa Mộ Tranh lại thấp giọng nói, Dương Tiêu, bỏ đi. Mộ Tranh đã không so đo với anh, nên chuyện này đến đây thôi. Dương Tiêu gật đầu. Cảm ơn Long chủ đại nhân, cảm ơn Mộ Tranh lòng dạ bao dung. Nghe vậy. Bạch Quỳnh như được miễn tội chết. Lúc này, Bạch Quỳnh toát mồ hôi lạnh không ngừng, vừa rồi anh ta cảm thấy mình vừa đi qua quỷ môn quan một lượt, cảm giác bức bách đó anh ta không muốn thử lại lần nữa. Nếu vừa rồi Dương Tiêu thật sự tức giận, ông nội sẽ thật sự dê anh ta. Bạch Hồng Đồ, lão Long Vương nhà họ Bạch là người thông minh, ông liếc mắt nhìn toàn bộ biệt thự to lớn của nhà họ Bạch rồi trầm giọng nói, cuộc hôn nhân này đến đây thôi. Ai còn dám nhắc tới việc này thì đừng trách Bạch Hồng Đồ tôi tàn nhẫn. Vâng, đám gia đình quý tộc ở Giang Nam không rét mà run. Nếu lão Long Vương nhà họ Bạch tức giận, chỉ cần vung tay thì một gia tộc hàng đầu đã có thể tan thành mây khói. Dương Tiêu cũng trầm giọng nói, chuyện này tôi cũng không muốn chuyện ra ngoài, nếu ai dám truyền ra, để người đó câm miệng vĩnh viễn hiểu không? Điện hạ, tôi hiểu, Bạch Hồng Đồ nghiêm nghị nói. Cảm nhận được uy nghiêm áp lực trên người Dương Tiêu và Bạch Hồng Đồ, hàng nghìn người ở Giang Nam lần lượt im miệng. Ai dám lộ thân phận Long chủ của Dương Tiêu, người đó nhất định sẽ chê. Một khi Long chủ nổi giận, ngay cả một quốc gia lớn trên thế giới cũng có thể không chống lại được, huống chỉ là một gia tộc nhỏ đứng trước mặt Long Môn chỉ như con kiến. Đến nước này, chuyện của Hoa Mộ Tranh đã giải quyết xong hoàn toàn đi đến hôi kệt. Dương Tiêu không muốn để lộ thân phận của mình, cho dù anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước hay là Long chủ hiện tại, trước khi Dương Tiêu chưa đủ thực lực, anh sẽ không để lộ thân phận. Điều quan trọng nhất là bây giờ Dương Tiêu chỉ muốn sớm đến nhà họ Dương ở Đề Đô đòi lại công bằng, đưa thủ phạm thực sự đằng sau vụ khu tị mưa nhiệt đới 5 năm trước ra trước công lý, bái tế nhiều thành viên trong đội đặc chiến Đông Phương Thần Ứng trên trời có linh thiêng. Sau đó đồng hành cùng Đường Mộc Tuyệt cùng chung quãng đời còn lại, vì nhân loại tạo thế hệ tiếp theo. Dương Tiêu nhìn Bạch Hồng Đồ, không bao lâu nữa tôi sẽ phụ trách Long Môn, tôi đi đây. Sau khi chào Bạch Hồng Đồ, Dương Tiêu rời khỏi nhà họ Bạch ở Giang Nam. Cung tiễn Long chủ điện hại tư thế của Bạch Hồng Đồ vô cùng khiêm tốn. Thân là tứ đại nguyên lão của Long Môn, Bạch Hồng Đồ biết rõ Dương Tiêu đã trở thành tân Long chủ từ lâu, chỉ là anh vẫn chậm chạp chưa xuất hiện mà thôi. Chuyện này cũng không sao,
chờ Long chủ hoàn thành tâm pháp tối cao của Long môn thì sẽ dẹp tan tất cả những kẻ phản nghịch bên trong Long môn. Sau khi rời khỏi nhà họ Bạch, Dương Tiêu và Hoa Mộ Tranh đi xe về thành phố Trung Nguyên. Trong xe, đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh chớp động nhìn Dương Tiêu, rốt cuộc anh là người như thế nào? Tôi không chỉ là thần chết, mà còn là Long chủ thời nay. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Cái gì? Vừa là thần chết vừa là Long chủ thời nay. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh muôn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Mặc dù cô đã dự đoán được Dương Tiêu có lai lịch không bình thường, nhưng không ngờ thân phận của Dương Tiêu lại gây chấn động như vậy. Dương Tiêu cười thần bí nhìn Hoa Mộ Tranh ở khoảng cách gần nói, cô Hoa, chuyện này nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Nhìn thấy Dương Tiêu đang nhìn chằm chằm mình ở khoảng cách gần, không hiểu sao trái tim Hoa Mộ Tranh run lên, khuôn mặt xinh xắn đã đỏ bừng. Dương Tiêu không có ý định che giấu thân phận của mình với Hoa Mộ Tranh bởi vì Dương Tiêu biết trước mặt Hoa Mộ Tranh, một người phụ nữ có chỉ số IQ như quỷ giấu dêm cũng vô ích. Thà thẳng thắn còn hơn che giấu. Anh tin rằng với sự khôn ngoan của Hoa Mộ Tranh, nên biết lựa chọn như thế nào sẽ thích hợp. Tôi hiểu, Hoa Mộ Tranh xấu hổ cúi đầu, trong lòng có nai nhỏ chạy loạn không ngừng. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ từ sâu trong lòng Hoa Mộ Tranh nảy mầm, sắc đỏ ửng trên khuôn mặt xinh xắn vẫn còn lưu lại rất lâu. Ngay lúc này, tại sân bay thành phố Trung Nguyên, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính râm chậm rãi bước xuống máy bay tư nhân. Cậu chủ Lón, một nhóm người mặc đồ đen đã đứng sẵn bên ngoài sân bay. Người này là cậu chủ lớn của nhà họ Giang ở Đế Đô, Dương Bân Hàn anh trai cùng cha khác mẹ của Dương Tiêu. Sau khi xuống máy bay, Dương Bân Hàn nở một nụ cười thật tươi. Đây là thành phố Trung Nguyên hả? Em trai tốt của tôi, anh cả đen rồi. Năm đó không giết cậu, bây giờ cậu đã sẵn sàng chết chưa? Nụ cười của Dương Bân Hàn vô cùng tà ác, vui đùa như ma cà rông khiến người khác không rét mà run. Lần này, Dương Bân Hàn trở về từ nước ngoài với mục đích chính là dê Dương Tiêu, sau đó hợp lẽ trở thành chủ nhà họ Dương ở Đế Đô. Chỉ cần Dương Tiêu chết, cho dù nhà họ Dương ở Đế Đô không hài lòng thế nào, vị trí chủ nhà vẫn sẽ nằm trong túi của anh ra. Cậu chủ lớn, một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm bước tới, đưa cho Dương Bân Hàn một điều xì gà quý giá. Cầm điều xì gà lên, người mặc đồ đen châm lửa cho Dương Bân Hàn, hút một hơi xì gà, Dương Bân Hàn lạnh lùng hỏi, Dương Tiêu đâu? Thưa cậu chủ lớn, chúng tôi vừa xác nhận cậu chủ nhỏ đã đến Giang Nam rồi ạ. Vệ sĩ báo cáo. Cái gì, đến Giang Nam? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ Dương Tiêu biết tin tức chạy đến Giang Nam lánh nạn? Đờ ti một tiếng, Dương Bân Hàn vung tay lên tát vào mặt tên vệ sĩ, đám thùng cơm các người làm ăn như thế nào vậy hả? Sao bây giờ mới nói cho tôi biết tin quan trọng như vậy? Tên vệ sĩ đã bị tát cũng rất ấm ức. Cậu chủ lớn, chúng ta vừa mới tới Trung Nguyên. Trung Nguyên không phải sân nhà của chúng ta, muôn lây được tin tức cũng không dễ dàng. Đờ mời nghe nói Dương Tiêu đã đến Giang Nam, Dương Bân vô cùng tức giận. Anh ta cứ nghĩ hôm nay đã có thể giết Dương Tiêu rồi mau chóng ra nước ngoài, ai biết lúc này Dương Tiêu đã bỏ chạy. Thời gian Dương Bân Hàn ở lại nước không nhiều, và ở nước ngoài vẫn còn rất nhiều việc cần phải do anh ta tự mình xử lý. Vệ sĩ lại nói, tuy rằng cậu chủ nhỏ đi Giang Nam, nhưng chúng tôi đã xác nhận được tung tích của mợ chủ nhỏ. Ồ, vợ của em trai tốt của tôi. Tốt lắm, lập tức đi qua, tôi muốn xem gả cho thằng em trai phế vật của tôi rốt cuộc là loại phụ nữ kỳ lạ nào. Theo quan điểm của anh ta, chỉ cần có thể thu phục Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sẽ không thể chạy trốn. Vẻ on ngay sau đó, hơn chục chiếc ô tô sang trọng khởi hành về phía biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, nhân viên trực vây tay hỏi, ai? Cậu chủ lớn, ra vào cần phải kiểm tra, làm sao bây giờ? Tài xế hỏi. Dương Bân Hàn cười khinh thường, một khu biệt thự nhỏ ở Trung Nguyên mà còn cần kiểm tra an ninh. Nực cười, xông vào. Vâng, tài xế trả lời ngay lập tức. Trong chốc lát, hơn chục chiếc ô tô hạng sang cứ thế đâm vỡ lan can, xông vào khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Các nhân viên bảo vệ sững sờ, anh ta nhanh chóng hét vào bộ đàm, có người đột nhập biệt thự, bắt bọn họ lại. Cái gì, ai lại láo xược như vậy? Nhóm nhân viên bảo vệ nội bộ đều rất tức giận. Ở đây là khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, khu biệt thự sang trọng nhất ở thành phố Trung Nguyên, công tác an ninh cực mạnh, không có nơi thứ hai. Chưa đến một phút, nhóm người lập tức dừng trước xe của đám người Dương Bân Hàn. Tài xế hỏi,
cậu chủ lớn, có người chặn đường. Phải làm sao? Cử hai người xuống giải quyết bọn họ, Dương Bân Hàn khinh thường nói. Trong chốc lát, hai người đàn ông vạm vỡ xuông xe. Bốp 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 bóp bóp. Hai tên vạm vỡ lật tung toàn bộ nhân viên bảo vệ của khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh với tốc độ bưng tai sét đánh. Trời ơi! Có không ít chủ các căn biệt thự trong này nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi há hốc mồm. Phải biết rằng, những nhân viên bảo vệ này hầu hết đều là những quân nhân xuất ngũ, vậy mà bị ân ai là đối thủ của hai tên vạm vỡ này. Dương Bân Hàn nhìn đám nhân viên bảo vệ năm la liệt dưới đát, mở cửa số xe nhổ một ngụm nước bọt, BEINI, một lũ rác rưởi, dám chặn đường của bổn thiêu. Nhổ nước bọt xong, Dương Bân Hàn đóng cửa số, đi nhanh về phía hòn đảo trung tâm Hồ Nhạn Minh. Những người mà anh ta mang theo đều là những cao thủ đẳng cấp thế giới, đối phó với nhóm nhân viên bảo vệ đơn này giản như cầm dao mổ trâu. Người vừa rồi là anh Dương, Dương Tiêu. Nhìn thấy Dương Bân Hàn đóng cửa số xe lại, nhân viên bảo vệ đứng đầu ôm bụng kinh hãi kêu lên. Không thể không nói Dương Bân Hàn và Dương Tiêu giống nhau đến ít nhất 9 phân, nếu không nhìn kỹ thì cứ ngỡ như in từ một mặt ra. Lúc này, Dương Tiêu và Hoa Mộ Tranh đang trên đường cao tốc trở về thành phố Trung Nguyên. Dung dung. Đột nhiên, đúng lúc này Lý Thần Chiến gọi tới. Dương Tiêu kinh ngạc nhìn cuộc gọi, vừa nghe điện thoại lập tức nghe thấy tiếng đối phương truyền đến. Điện hạ, có một nhóm người bí ẩn đã đến Trung Nguyên, không chỉ điều tra tin tức của anh, mà hình như bây đã tới khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, phải chăng đã tấn công? Cái gì, còn có chuyện như vậy? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Người thần bí đến thành phố Trung Nguyên, điều tra tin tức của mình. Bây giờ đang đi về phía biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Đột nhiên, linh quang của Dương Tiêu lóe lên, Lý Thần Chiến lập tức huy động tất cả mọi người đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, phải ngăn bọn họ lại cho tôi. Dương Tiêu chỉ nghĩ thôi cũng có thể đoán được đó chắc chắn là Dương Bân Hàn, anh trai cùng cha khác mẹ với anh. Dương Bân Hàn, anh đừng đi quá xa, đừng ép tôi giết anh. Trong tích tắc, một loại sát khí mạnh mẽ trào ra từ trong cơ thể Dương Tiêu. Dương Bân Hàn đi về phía bờ Hồ Nhạn Minh, chắc chắn là vì đường Mộc Tuyết. Nói trắng ra đường Mộc Tuyết là đầu quả tim của anh, người nào dám động vào ngón tay của đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong biệt thự đảo nhỏ ở trung tâm Hồ Nhạn Minh. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm từ huyện Thiên Sơn trở về, đường Mộc Tuyết đích thân đến nhà ga đón bọn họ bang. Đột nhiên, cửa biệt thự bị đạp tung. Bước vào là bóng dáng Dương Bân Hàn. Theo sau Dương Bân Hàn là nhóm vệ sĩ lần lượt đi vào. Triệu Cầm ngồi tàu xe mệt mỏi, nhìn thấy Dương Bân Hàn đạp cửa, trong lòng lập tức nổi lửa, Dương Tiêu cậu được lắm, thật to gán, không chỉ đạp cửa, còn mang theo một nhóm người về nhà, cậu muốn làm gì? Lật trời hả? Dương Tiêu, đừng tưởng cậu tìm được hung thủ hạ độc bà cụ ở huyện Thiên Sơn, cậu có thể ở trong cái nhà này không kiếng nể gì cả. Đường Kiên Quốc cũng tức giận. Đường Mộc Tuyết sững sờ, Dương Tiêu. Không phải anh đi Giang Nam à? Sao lại trở về sớm như vậy? Không thể không nói, Dương Bân Hàn và Dương Tiêu trông giống nhau đến mức không quen thuộc với họ thì không thể nhận ra. Ban đầu Dương Bân Hàn ngạc nhiên, sau đó không nhịn được bật cười. Anh ta biết mình trông rất giống Dương Tiêu, trong lòng không khỏi nảy ra ý sâu. Đúng vậy, tôi là Dương Tiêu, tôi không kiêng nề gì cả thì làm sao? Không phục thì tới đánh tôi đi. Khuôn mặt của Dương Bân Hàn vô cùng méo mó, cười điên cuồng. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều kinh ngạc, rốt cuộc Dương Tiêu này làm sao vậy? Dương Tiêu trước mặt thật sự rất là lạ, toàn thân toát ra hơi thở tà ác khiến người khác vô cùng khó chịu. Triệu Cầm nổi cơn tam bành, phế vật cậu được lắm, bây giờ cậu càng ngày càng kiêu ngạo, cút đi rót một cốc nước ấm cho bà đây ngay. Rót một cốc nước ấm, được, không thành vấn đề. Dương Bân Hàn nở một nụ cười u ám. Ngay sau đó Dương Bân Hàn cầm một cốc nước nóng bước đến chỗ Triệu Cầm. Triệu Cầm tỏ vẻ buồn bực, phế vật chính là phế vật, mình bảo cậu ta đi rót nước còn chẳng phải vẫn ngoan ngoãn rót cho mình đó thôi. Tuy nhiên, ngay sau đó xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Đột nhiên Dương Bân Hàn cầm cốc nước nóng bước tới chỗ Triệu Cầm, đổ tất cả lên mặt Triệu Cầm. Ao bị một lượng nước nóng đổ lên mặt, Triệu Cầm đột nhiên hét lên. Nhìn cảnh tượng thê thảm của Triệu Cầm. Dương Bân Hàn cười xấu xa, không phải bảo tôi rót nước cho bà à? Uống đi, sao bà không uống? Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Mộc Tuyết và Đường Kiên Quốc đều thay đổi sắc mặt. Đổ nước nóng lên mặt Triệu Cầm.
Đây vẫn là Dương Tiêu sao? Đây rõ ràng là một con quỷ. Ngồi trong xe, mí mắt phải của Bư Tiêu nhảy loạn xạ, điềm báo không lành ngày càng mạnh. Kết quả là Dương Tiêu nói với Tài, bác Tài, dừng xe vào lề đường, để tôi lái. Tình huống nguy cấp, nhìn thấy Dương Tiêu căng thẳng như vậy, Hoa Mộ Tranh không nhịn được lau mồ hôi cho Dương Tiêu. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, rất nguy cấp. Nghe thấy thế tài xế đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức đổi ghế lái cho Dương Tiêu. Vẻ hoa ngồi vào vị trí lái xe, Dương Tiêu nhìn thăng đạp ga, trong nháy mắt chiếc xe phóng vèo, cây xanh xung quanh hóa thành bóng mỏ, lóe lên rồi biên mắt. Dương Bân Hàn, đừng ép tôi tự tay giết anh. Ánh mắt Dương Tiêu cực kỳ lạnh lẽo. Đường Mộc Tuyết là đầu quả tim của Dương Tiêu. Dương Tiêu không hề nghĩ tới khi mình đến Giang Nam, Dương Bân Hàn người anh cùng cha khác mẹ với mình sẽ tấn công thành phố Trung Nguyên. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, người anh trai cùng cha khác mẹ này vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, Dương Tiêu chỉ có thể thầm cầu nguyện Đường Mộc Tuyết được bình an vô sự. Đồng thời cùng lúc đó, trong biệt thự đảo nhỏ ở trung tâm Hồ Nhận Minh, bị tạt nước nóng lên mặt, mặt Triệu Cầm lập tức nổi nhiều mụn nước nhỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Triệu Cầm đau đớn suýt ngất xỉu. Đường Mộc Tuyết nhìn kỹ Dương Bân Hàn, gương mặt xinh đẹp tái lại, anh không phải Dương Tiêu, rốt cuộc anh là ai hai? Mặc dù người trước mặt trông rất giống Dương Tiêu, nhưng chắc chắn không phải là Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết rất chắc chắn về điều này. Cậu ta không phải Dương Tiêu thì còn có thể là ai? Thăng, phế vật này biến thành cho tàn mẹ cũng có thể nhận ra. Còn dám tạt nước nóng vào mặt bà đây, tôi liều mạng với cậu. Ánh mắt Triệu Cầm toát ra một ngọn lửa hừng hực, bà ta dương nanh múa vuốt lao về phía Dương Bân Hàn. Tìm chết, ánh mắt vệ sĩ Cầm đầu lóe lên, người anh ta như sao băng đạp một cú nặng nề lên người Triệu Cầm. Triệu Cầm đâu có thể là đối thủ của vệ sĩ chuyên nghiệp, bà ta bị đá vào bụng dưới, cả người như diều đứt dậy bay về phía sau mây mét, nặng nề ngã xuống. A an, trong giây tiếp theo, Triệu Cầm hét thảm thiết như heo kêu, khóe miệng xuất hiện một vết máu. Sức mạnh của vệ sĩ chuyên nghiệp quá nhanh và hung bạo, là một người bình thường Triệu Cầm suýt chút nữa mất nửa mạng. Gầm cảm mẹ Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết lần lượt thay đổi sắc mặt. Hại người vội vàng bước tới đỡ Triệu Cầm dậy, Triệu Cầm có chống đỡ đau đớn, hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, điên nôi, Dương Tiêu phế vật nhà cậu muôn tạo phản rồi. Nhìn chằm chằm Triệu Cầm thê thảm không nỡ nhìn. Trên mặt Dương Bân Hàn tràn đầy nụ cười tà ác. Dương Tiêu à Dương Tiêu, tuy rằng hôm nay không bắt được cậu, nhưng tôi có thể làm nhục bố mẹ vợ cậu, còn có thể hưởng thụ người phụ nữ của cậu. Dương Tiêu, cậu thật to gan. Đường Kiên Quốc tức giận cả người run lên, nắm chặt tay nhào vào Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn chế nhạo, không biết tốt xấu. Vừa nói, Dương Bân Hàn vừa phất tay, vệ sĩ Cầm đâu lại ra tay lần nữa. Vẻ on trong tích tắc. Cú đấm của Đường Kiến Quốc còn chưa kịp rơi vào người Dương Bân Hàn, vệ sĩ Cảm Đâu đã hung hăng đánh vào mặt Đường Kiên Quốc. Bếp, nắm đấm sắt rơi xuống, khuôn mặt già nua của Đường Kiên Quốc run lên, toàn thân bị năm đâm đánh bay. Ngồi trên mặt đất, đầu óc của Đường Kiên Quốc rối loạn, suýt nữa thì ngất xỉu. Bói, Đường Mộc Tuyết hoảng sợ hét lên. Nhìn thấy bố mẹ mình liên tiếp bị đánh ngã, không cần nói lúc này Đường Mộc Tuyết đã tuyệt vọng như thế nào. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết xinh đẹp, Dương Bân Hàn cười sâu xa, thật sự là người đẹp vô song, ánh mắt thằng phê vật này tốt đấy. Nhìn kỹ gương mặt của Đường Mộc Tuyết, Dương Bân Hàn le lưỡi liếm láp như khám phá ra một thế giới mới, hai xương hông vẻn vẹn khép, thế mà cô vẫn còn hoàn hảo. Đồ vô dụng Dương Tiêu này, không phải phương diện đó không được đấy chứ. Cũng tốt, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, người phụ nữ đẹp như vậy vừa hay hời cho mình. Đường Mộc Tuyết quá xinh đẹp. Xinh đẹp không gì sánh được khiến Dương Bân Hàn tim đập thình thịch. Dương Bân Hàn thường xuyên du tâu giữa đồng phụ nữ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra Đường Mộc Tuyết vẫn còn hoàn hảo. Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, anh đừng làm loạn, nếu Dương Tiêu biết sẽ không tha cho anh. Bị Dương Bân Hàn cười tà ác nhìn chằm chằm, Đường Mộc Tuyết lảo đảo lùi lại. Dương Bân Hàn trêu chọc, người đẹp, tôi là Dương Tiêu, tôi là chồng của cô, nào, chúng ta hãy cùng nhau chế tạo. Nói xong, Dương Bân Hàn nhào về phía cơ thể xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết sao có thể để Dương Bân Hàn thành công, cô nhanh chóng tránh sang một bên, lệnh công tránh được Dương Bân Hàn. Anh không phải Dương Tiêu, anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Đầu óc Đường Mộc Tuyết tỉnh táo kỳ lạ. Dương Bân Hàn mê gái cười nói, tôi đương nhiên ta là chồng của em Dương Tiêu rồi,
lại đây cho tôi. Nói xong, Dương Bân Hàn mắt kiên nhẫn, lại lao về phía Đường Mộc Tuyết. Mẹ kiếp, dám vô lễ với cô Đường, tôi thấy anh chê sông lâu hả? Lên, mẹ nó, lên hết cho tôi. Ngay lúc này, Lý Thần Chiến dẫn đầu hàng trăm đàn em tỉnh nhuệ đến hiện trường. Lên, hàng trăm đàn em của Lý Thần Chiến vô cùng tức giận, lao về phía nhóm người của Dương Bân Hàn. Vốn Dương Bân Bân đang muốn động tay động chân với Đường Mộc Tuyệt lập tức thay đổi sắc mặt, đờ mờ, từ đâu chui ra nhiều người như vậy. Xử lý bọn họ, tên vệ sĩ cầm đầu mặt mày không gợn sóng hét lên. Lý Thần Chiến nhìn chằm chằm Bích Bân Hàn, hả? Điện hạ? Không, anh không phải điện hạ, anh là Bang Bân Hàn, cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đề Đô. Đi theo Dương Tiêu nhiều năm như vậy, Lý Thần Chiến đương nhiên biết Dương Tiêu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Có thể trông giống Dương Tiêu đến như vậy sợ rằng cũng chỉ có Dương Bân Hàn, anh trai cùng cha khác mẹ với Dương Tiêu. Yêu y thế mà một nơi nhỏ bé như thành phố Trung Nguyên này lại có người biệt tôi, thật thú vị. Chỗ này giao cho các người, đừng quây dây nhã hứng của tôi với người đẹp. Dương Bân Hàn không hề sợ. Bịch 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 bị chi trong tích tắc, nhóm vệ sĩ của Dương Bân Hàn ra tay như sắm chớp, đàn em của Lý Thần Chiến đâu phải đối thủ của bọn họ, lần lượt bị hất tung. Lý Thần Chiến thay đổi sắc mặt, các người là vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế. Anh ta đã từng là lính đánh thuê, vừa nhìn cũng có thể nhận ra thuộc hạ của Dương Bân Hàn đều là vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế. Anh biết quá muộn rồi, vệ sĩ cầm đầu phất tay. Vèo 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 on ngay sau đó, mấy vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế lao về phía Lý Thần Chiến. Sắc mặt Lý Thần Chiến thay đổi điên cuồng, mặc dù kỹ năng của anh ta không tầm thường, nhưng năm đấm của anh ta khó có thể đánh bại bốn chân. Rất nhanh đã bị đám người kia áp đảo. Chết tiệt, bả vai bị đè xuống, Lý Thần Chiến phẫn hận trong lòng không thôi. Lúc này, Dương Bân Hàn đã ép Đường Mộc Tuyết vào một góc. Đường Mộc Tuyết lộ ra vẻ sợ hãi, cô hoảng sợ nhìn Dương Bân Hàn, anh đừng qua đây. Đừng qua đây, người đẹp, đi theo thằng em phê vật của tôi, chưa từng thử qua mùi vị của đàn ông đúng không? Hôm nay tôi sẽ thỏa mãn côi ha 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 ha. Dương Bân Hàn xoa hai tay, đè lên vai Đường Mộc Tuyết. Triệu Cầm tức giận gào thét điên cuồng, thằng khốn, buông con gái tôi ra. Cầm thú, cậu dám động thử vào một ngón tay của con gái tôi xem. Đường Kiên Quốc vừa tỉnh táo lại cũng đau lòng tức giận hét lên. Đường Mộc Tuyết càng tuyệt vọng. Hơn, chẳng lẽ hôm nay số mệnh của cô sẽ rơi vào tay bọn sâu sao? Dương Bân Hàn cười ác độc. Đã không thể phản kháng thì hãy tận hưởng đi người đẹp. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, thân thể bồn chồn không thôi, anh ta rất muốn lập tức giải quyết Đường Mộc Tuyết ngay tại chỗ. Nếu anh lại động vào một sợi tóc của cô ấy, anh sẽ chê. Ngay lúc Dương Bân Hàn sắp được nước lần tới, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nháy mắt trên cô Dương. Bân Hàn xuất hiện một con dao găm lạnh lẽo. Hả, làm sao có thể? Nhìn thấy bóng dáng này nhanh chóng khuất phục Dương Bân Hàn. Nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế đã vô cùng kinh ngạc. Bóng dáng này xuất hiện như không khí, khiến bọn họ không thể đề phòng. Cảm nhận được khí lạnh đột kích, đôi tay đang xâm phạm của Dương Bân Hàn đột ngột dừng lại. Dám uy hiếp tôi, cô biết tôi là ai không? Bồn Thiệu đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô, bớt xen vào chuyện của người khác sao sao sao. Dương Bân Hàn tức giận măng. Anh ta không ngờ khi anh ta đang tiến hành xâm phạm Đường Mộc Tuyết, thế mà lại có người xen vào. Nhìn thấy người tới, Đường Mộc Tuyết sững sờ, ba người Đường Kiến Quốc, Triệu Cảm, Lý Thần Chiến đều sững sờ. Bởi vì họ không để ý người phụ nữ này đến như thế nào. Người phụ nữ này giống như một bóng ma, vừa đến đã khuất phục được Dương Bân Hàn. Người phụ nữ mặc đồ đen này không phải ai khác mà chính là Lăng Ảnh Huyên, cựu đội phó của đội đặc chiến Đông Phương Thân Ưng. Trong khoảng thời gian này, Lăng Ảnh Huyên vẫn ẩn náu ở Trung Nguyên bảo vệ Dương Tiêu, không hề xoa ợt hiện. Khi Dương Tiêu đến Giang Nam, cô giúp Dương Tiêu bảo vệ Đường Mộc Tuyết, thấy tình huống vừa rồi rất nguy cấp, cô nhanh chóng ra tay. Lăng Ảnh Huyên mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen không động đậy, nghe thấy Dương Bân Hàn vẫn còn đe dọa mình, con dao găm lạnh lẽo lập tức cắt qua da của Dương Bân Hàn. Tí te chi tí te trồ, con dao găm cực kỳ sắc bén, cổ họng của Dương Bân Hàn lập tức rỉ máu. Dương Bân Hàn sợ tới mức lập tức giơ tay lên, tôi đầu hàng, nữ hiệp, tôi đầu hàng, đừng. Đừng manh động. Đứng trước cái chết, Dương Bân Hàn kinh hãi ngay tại chỗ. Tuy Đường Mộc Tuyết xinh đẹp, nhưng anh ta không có mệnh hưởng. Lăng Ảnh Huyên đá vào bắp chân Dương Bân Hàn loạng choạng quỳ xuống.
Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Ảnh Huyên lóe lên, cô lại đá mạnh vào ngực Dương Bân Hàn. Trong chốc lát, cơ thể của Dương Bân Hàn bị Lăng Ảnh Huyên đá bay như một quả bóng, ngã điên đảo. Cậu chủ lớn, nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế vội vàng tiền lên. Dương Bân Hàn ôm ngực tái mặt măng, mẹ kiếp, một đứa danh con lại dám ra tay với tôi, lên, đánh cô ta cho tôi. Xử lý con danh con này, vệ sĩ cầm đầu hùng thần ác liệt lao về phía Lăng Ảnh Huyên. Đường Mộc Tuyết hét lên, chị gái, cẩn thận. Cô gái cẩn thận, Lý Thần Chiến cũng hét lên. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng trước mắt hoàn toàn khiến mọi người choáng váng. Hây yô vệ sĩ cầm đầu lập tức giáng một cú đấm sắt hung dữ về phía đầu Lăng Ảnh Huyên. Vùi năm đâm sát còn chưa kịp rơi xuống, bàn tay phải của Lăng Ảnh Huyên đã nắm lấy nắm đấm của vệ sĩ cầm đầu, đột nhiên dùng lực, cánh tay phải của người đó ngay lập tức bị phê. A An cảm nhận được cánh tay phải của mình bị phế, vệ sĩ cầm đầu thốt ra một tiếng rên rỉ xuyên thấu. Lăng Ảnh Huyên ra tay lần nữa, lòng bàn tay rơi vào ngực vệ sĩ cầm đầu. Vệ sĩ cầm đầu chỉ cảm thấy như bị một chiếc xe tải lớn đâm phải, cả người bay hơn 10 mét, đập mạnh vào tường. Chết đi, trên tay một vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế khác xuất hiện một con dao, hung hăng đâm vào ngực Lăng Ảnh Huyên. Vẻ on đôi mắt xinh đẹp của Lăng Ảnh Huyên đông cứng lại, cơ thể xinh đẹp bay lên không trung, chân phải thon dài trượt xuống như một bóng ma. Bị chiêu tên vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế cầm dao như bị sét đánh, đầu óc ù đi ngã quy xuống. Đánh cô ta! Các vệ sĩ còn lại cùng nhau hét lên. Bịch 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 bị trồ dưới ánh mắt của mọi người, không đến 10 giây, toàn bộ vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế mà Dương Bân Hàn dân theo đều ngã xuống. Trời ạ, nhìn thấy tất cả vệ sĩ của mình đều bị đánh ngã, Dương Bân sững sờ. Khi nhìn thấy rõ hình đầu chim ưng được khắc trên mặt nạ đen của Lăng Ảnh Huyên, anh ta dường như đã nhận ra điều gì đó không khỏi thốt lên, cô. Cô là người của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Logo đầu chim ưng này có nguồn gốc từ đội đặc chiến Đông Phương Thần đệ nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc. Dẫn người của anh đi, cút, Lăng Ảnh Huyên nói với vẻ mặt chán ghét. Biết được thân phận của Lăng Ảnh Huyên, Dương Bân Hàn rông như chim sợ cành cong, anh ta kinh hãi hét lên, rút lui, mau rút lui, rút lui rút lui rút lui íp. Người của Đông Phương Thần ưng, trời ạ, mau rút lui, đám vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế vội vàng bỏ chạy, không màng đến vết thương của họ. Đội đặc chiến Đông Phương Thần ưng là đội đặc chiến lớn nhất nước, tất cả thành viên trong đó đều là những cao thủ hàng đầu, không thể xúc phạm những nhân vật như vậy. Sau khi đuổi Dương Bân Hàn đi, Lăng Ảnh Huyên đi chậm bước ra ngoài biệt thự. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy Lăng Ảnh Huyên chuẩn bị rời đi, vội vàng nói, chị gái, chị là ai, hay có thể để lại tên được không? Tôi họ Lăng, Lăng Ảnh Huyên thấp giọng nói, bóng dáng lạnh lùng nhanh chóng biên mật khỏi phòng khách biệt thự. Đường Mộc Tuyết lầm bẩm một mình, họ Lăng. Cô nghĩ kỹ một lúc, nhưng cô không nghĩ khi nào thì cô quen bia một người bạn họ Lăng. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết cực kỳ thông minh, cô biết được từ trong lời nói kinh L âng sở Dương Bân Hàn vừa rồi, Lăng Ảnh Huyên đến từ đội đặc chiến Đông Phương Thần ưng. Dương Tiêu đã từng là quân nhân, vậy người phụ nữ này có phải là đồng đội cũ của Dương Tiêu không? Là cô ta, đúng vậy, là cô ta, Triệu Cầm kích động hô lên. Đường Mộc Tuyết hỏi. Mẹ, là ai hai? Cô ta là bồ của Dương Tiêu, người lúc trước muôn dê mẹ. Triệu Cầm kinh hãi không thôi. Lăng, Ảnh, Huyên xuất hiện hai lần, mỗi lần đều để lại bóng ma tâm lý rát lớn trong lòng Triệu Cầm. Vừa nãy Lăng Ảnh Huyên xuất hiện, Triệu Cầm đã chết lặng. Lý Thần Chiến vội vàng nói, cô Đường, việc này không nên chậm trễ, tôi đưa mọi người đến bệnh viện. Phiền anh rồi, Đường Mộc Tuyết cũng không do dự. Cả bố và mẹ đều bị thương nặng phải vào bệnh viện. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra sức khỏe, Đường Kiên Quốc bị chấn động nhẹ, Triệu Cầm bị bỏng nặng trên mặt, hai người chỉ có thể nhập viện để hồi phục sức khỏe. Hầu như tất cả thuộc hạ của Lý Thần Chiến đều bị thương, cũng được sắp xếp nhập viện. Rời khỏi Hồ Nhạn Minh, Dương Bân Hàn nổi trận lôi đình, tức giận. Đánh tài xế, mẹ kiếp, sao người của đội đặc chiến Đông Phương Thần ưng lại tham gia vào? Thân phận đã từng là lưỡi dao sắc bén của đát nước của Dương Tiêu được chính phủ giữ bí mật tuyệt đối, Dương Bân Hàn biệt thì mới có quỷ. Cậu chủ lớn, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tài xế hỏi. Dương Bân Hàn đâu sẽ nuốt trôi cơn tức này, chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi anh ta đã đẩy ngã được Đường Mộc Tuyết. Đáng tiếc đối mặt với Lăng Ảnh Huyên, anh ta bát lực. Người của chính phủ, cho dù có cho người đó trăm lá gan cũng không dám xúc phạm anh ta. Dương Bân Hàn nhìn đồng hồ, thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa.
nhanh chóng tìm ra kẻ thù lớn nhất của Dương Tiểu ở thành phố Trung Nguyên. Cho dù bây giờ tôi không thể giết được thằng phê vật này, tôi cũng phải để lại cho cậu ta một quả bom mồ. Vâng, cậu chủ lớn, tài xế cung kính đáp. Lúc này, Dương Tiêu vội vàng tức tốc lái xe vào bệnh viện nhân dân số 1. Biết được Đường Mộc Tuyết bị sỉ nhục, Đường Kiên Quốc bị chấn động nhẹ, Triệu Câm bị thương nặng, sắc mặt Dương Tiêu lạnh như gió tuyết tháng 2. Lý Thân Chiên thập giọng nói, may mà vừa nãy có một cô gái họ Lăng cứu kịp thời. Nếu không chuyện sau đó thật sự không dám tưởng tượng, điện hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nên làm gì, những người sỉ nhục người nhà của tôi, nên chém không thương tiếc. Lý Thân Chiến, nhanh chóng điều tra định vị của Dương Bân Hàn cho tôi, hôm nay tôi sẽ đích thân nghiền anh ta thành cho. Dương Tiêu vô cùng tức giận, tim rỉ máu liên tục. Hôm nay, tính cả thù mới thù cũ, Dương Bân Hàn, hôm nay Dương Tiêu tôi sẽ tự tay diệt NHTL. Vâng, điện hạ. Lý Thần Chiến cung kính đáp. Vảy ngược của rồng, vừa chạm vào liên tức giận. Tức giận, lần này Dương Tiêu hoàn toàn tức giận. Nghĩ đến việc Dương Bân Hàn bày mưu tính kế mình còn bé trục xuất mình khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, nghĩ đến việc bây giờ Dương Bân Hàn dám mơ ước Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chỉ muốn diệt Dương Bân Hàn ngay lập tức. Đường Mộc Tuyết, biết Dương Tiêu nổi trận lôi đình, cô nhanh chóng nói, Dương Tiêu, chuyện này anh không được bốc đồng, dù sao thì Dương Bân Hàn cũng là anh của anh. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Đường Mộc Tuyết biết được người đàn ông đó là người nhà họ Dương ở Đề Đô, là anh trai cùng cha khác mẹ với Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết không tiện can thiệp chuyện nhà họ Dương ở Đề Đô. Nhưng Đường Mộc Tuyết rất lo lắng cho Dương Tiêu, và cô không hy vọng vì mình mà Dương Tiêu gây chuyện với nhà họ Dương ở Đề Đô. Mộc Tuyết, em đừng lo, trong chuyện này anh sẽ đòi lại công bằng cho em, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng cho tên khôn này. Dương Tiêu tức sùi bọt mép. Đường Mộc Tuyết biết Dương Tiêu từ nhỏ đã có hiềm khích với Dương Bân Hàn anh trai cùng cha khác mẹ, cô thở dài, Dương Tiêu, em không thể xen vào chuyện của nhà họ Dương ở Đề Đô, nhưng em thật sự không muốn anh có bất kỳ sơ suất nào, em không thể không có anh. Trong tình huống này, Đường Mộc Tuyết thổ lộ nỗi lòng, cô muốn dùng tình cảm để Dương Tiêu hiểu Dương Tiêu quan trọng với cô như thế nào. Mộc Tuyết, anh hiểu, chăm sóc bố mẹ thật tốt, anh đi sẽ về ngay. Dương Tiêu cười dịu dàng. Anh hiểu Đường Mộc Tuyết thực sự rất lo lắng cho mình. Đường Mộc Tuyết biết mình không thể ngăn cản Dương Tiêu, nên cô trịnh trọng gật đầu nói, đi đi, mọi việc cẩn thận. Ừ, Dương Tiêu lại cười dịu dàng. Sau khi xoay người, khuôn mặt của Dương Tiêu như được bao phủ bởi một tầng sương, một luồng hơi thở tức giận trào ra khỏi người Dương Tiêu. Dám chám mút Đường Mộc Tuyết, dám làm bị thương người nhà anh, Dương Bân Hàn, lần này Dương Tiêu tôi sẽ tự tay giết chết tên rác rưởi nhà anh. Lý Thân Chiên không chần chừ lập tức huy động mọi mối liên hệ trong vùng xám điều tra tung tích của Dương Bân Hàn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, bên khu biệt thự cạnh Hồ Nhãn Minh gọi điện thoại tới, anh Dương, anh không sao chứ? Tôi không sao, bên các anh thế nào? Dương Tiêu hỏi. Bên biệt thự thở dài một hơi, vừa rồi có người rất giống anh Dương xông vào đánh bị thương máy nhân viên bảo vệ tuần trai. Được rồi, tôi hiểu, nhanh chóng đưa người đi kiểm tra, Dương Tiêu tôi sẽ chịu mọi chi phí. Dương Tiêu trầm giọng nói, chuyện này là do mình, Dương Tiêu không thể trốn tránh, chỉ cần người bị thương vì mình, anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Cúp điện thoại, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia chờ mong, ảnh huyên, rốt cuộc em cũng xuất hiện rồi sao? Anh đã biết được từ miệng của Lý Thần Chiến về sự xuất hiện của người phụ nữ mặc đồ đen ra tay nhanh chóng, cộng với người phụ nữ mặc đồ đen đeo chiếc mặt nạ hình đầu chim ưng màu đen, Dương Tiêu rất chắc người này có lẽ là Lăng Ảnh Huyên. Cựu đội phó của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Ngoài ra, trước khi đi người phụ nữ mặc đồ đen nói họ của cô ấy là họ Lăng, đó chắc chắn là Lăng Ảnh Huyên. Biết Lăng Ảnh Huyên chưa chết, tảng đá lớn trong lòng Dương Tiêu đã rơi xuống. 5 năm trước, Dương Tiêu dẫn đầu các thành viên của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng hoàn thành một nhiệm vụ, khi đi qua khu rừng mưa nhiệt đới thì bị phục kích. Lúc ngàn cân treo sợi tóc Lăng Ảnh Huyên đã ra tay, ngăn chặn vô số sát thủ tầm cỡ thế giới. Câu giờ để bọn anh trốn thoát thành công. Sau trận chiến khu rừng mưa nhiệt đới, 2/3 thành viên của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng đã chết, và hầu hết 1/3 còn lại bị thương nặng. Thân là đội trưởng, Dương Tiêu mất hết sức lực, Dương Tiêu ngủ đông trong nhà họ Đường suốt 5 năm. Dương Tiêu không bao giờ dám quên mối hận đẫm máu này. Ảnh coi cô như em gái của mình, mỗi khi nhớ đến bóng lưng ảm đạm của Lăng Ảnh Huyên, Dương Tiêu đều không kìm được đau lòng.
Nói một cách hợp lý thì đáng lẽ ra anh thân là đội trưởng phải ở lại câu giờ, nhưng vì đê mình sông, Lăng Ảnh Huyện đã không ngần ngại lây thân bị thương của mình để họ rời đi trước. Kể từ đó, trong 5 năm Dương Tiêu đã không nghe nói gì về Lăng Ảnh Huyện. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trái tim của Dương Tiêu lại rất đau. Bây giờ, khi biết Lăng Ảnh Huyện vẫn chưa chết, Dương Tiêu cảm thấy như chút được gánh nặng. Ảnh Huyện, em vẫn còn sống, tại sao em không xuất hiện gặp anh? Dương Tiêu thở dài, rất khó hiểu. Vù vùi ngay lúc này, một người phụ nữ mặc đồ đen đứng trên tòa nhà cao gần bệnh viện. Người phụ nữ mặc đồ đen nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu trong đám đông, lẩm bẩm một mình, ảnh Dương Tiêu, ảnh Huyện đã yêu anh sâu đậm từ rất lâu rồi, sao có thể gặp anh được? Đời này, hãy để ảnh Huyện âm thầm bảo vệ anh nhé. Yêu mà không có được, vô cùng đồ đã không thể quên, Lăng Ảnh Huyện liền biến cách bảo vệ. Dương Tiêu không hề biết Lăng Ảnh Huyện âm thầm bảo vệ anh rất kỹ. Vào lúc này, Dương Bân Hàn đã tìm ra kẻ thù lớn nhất của Dương Tiêu. Đường Hạo, Đường Dĩnh. Dương Bân Hàn cười có ý sâu xa. Tài xế báo cáo, đúng vậy, cậu chủ lớn, Đường Hạo và Đường Dĩnh đều là người nhà họ Đường. Cậu chủ nhỏ vào nhà họ Đường ở rễ 5 năm vẫn luôn bị Đường Hạo và Đường Dĩnh sỉ nhục. Những ngày này, cậu chủ nhỏ đã tiến hành một cuộc dọn dẹp lớn, trục xuất hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh ra khỏi nhà họ Đường. Bởi vì chuyện này, bà cụ Đường choáng váng đang sống sờ sờ bị tức chết. Bây giờ hai anh em nhà này đang ở nghĩa trang núi Tử Vân. Tốt lắm, tôi không có nhiều thời gian ở lại, mau chóng đến nghĩa trang núi Tử Vân đi. Dương Bân Hàn hài lòng gật đầu. Lúc này, trong nghĩa trang núi Tử Vân, Đường Hạo và Đường Dĩnh đang đốt dây tang, Hiếu Thuận quỳ gối trước mộ cụ bà Đường. Bà cụ Đường không nuốt nổi cơn tức này đang sông sờ sờ bị tức chết, Đường Hạo và Đường Dĩnh là con cháu phải vay mượn hết người thân, bạn bè hỏa táng cho bà cụ. Quỳ trước mộ bà cụ Đường, hai mắt Đường Hạo đỏ ngâu, trầm giọng nói, bà nội, bà yên tâm, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết thiêu nợ bà, cháu trai Đường Hạo này sớm muộn gì cũng giúp bà lấy lại. Cuối cùng sẽ có một ngày, cháu sẽ khiến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đích thân quỳ trước mộ bà sám hối sâu sắc. Hận, một tia căm hận bùng lên từ trong cơ thể Đường Hạo. Nghĩ đến việc nhà họ Đường xáo trộn, nghĩ đến việc Đường Mộc Tuyết trở thành chủ của nhà họ Đường, nghĩ đến việc anh ta và em gái Đường Dĩnh trở thành chó nhà có tang, ngay cả bà nội của anh ta cũng bị tức chê, không cần nói Đường Hạo hận Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đến nhường nào. Bà nội, bà an tâm nhắm mắt, mối thù đâm máu này, đời này Dĩnh Dĩnh sẽ không bao giờ quên. Dĩnh Dĩnh hứa với bà chỉ cần Dĩnh Dĩnh còn sống, cháu sẽ không dễ dàng buông tha cho đôi câu nam nữ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Vẻ mặt Đường Dĩnh phẫn uất như rắn độc, cô ta nắm chặt tay, muốn tự tay giết chết Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết ngay lập tức. Không ai đến tiễn đưa bà cụ Đường trong chặng đường cuối cùng. Đường Hạo và Đường Dĩnh đập đầu ba cái nặng nề trước mộ bà cụ Đường. Làm lễ xong, Đường Dĩnh nhìn Đường Hạo, anh, tiếp theo anh định làm như thế nào? Định làm như thế nào? Đường Hạo cười chua xót. Bây giờ, anh ta là người vô gia cư, lại còn nợ Lý Minh Hiên hàng trăm triệu tệ tiền bồi thường, anh ta muốn trở lại ngày xưa, thực sự có lòng mà không có lực. Đường Dĩnh cũng tái mặt, cô ta biết bây giờ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã đứng trên đỉnh cao mà đời này bọn họ phải ngước nhìn. Nếu không có những khả năng nào khác, có lẽ đời này bọn họ sẽ không thể trả thù môi thù đẫm máu này. Đúng lúc Đường Hạo và Đường Dĩnh đang tuyệt vọng, Dương Bân Hàn dân người chính thức đền. Nhìn thấy Đường Hạo và Đường Dĩnh, Dương Bân Hàn nở nụ cười đáng sợ, hai người, khát vọng quyền lực không? Nhìn thấy Dương Bân Hàn dẫn theo nhiều người như vậy, Đường Hạo và Đường Dĩnh đều rất kinh ngạc. Anh là ai? Đường Hạo kinh hãi hỏi. Đường Dĩnh sợ tới mức nuốt nước bọt, hai người bọn họ chỉ sợ người trước mặt này tới đây giết người diệt khẩu. Dương Bân Hàn cười hung ác nói, đừng sợ, tôi không có ác ý với hai người, tôi tới đây giúp hai người. Dương Tiêu. Rốt cuộc anh muốn làm gì, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám diệt người trước mộ. Bà nội, không lẽ anh không sợ linh hồn của bà nội tìm anh gây phiền phức hả? Đường Dĩnh bị dọa sợ không nhẹ. Đường Hạo giật mình, đúng vậy, Dương Tiêu, cậu đừng bắt nạt người quá đáng. Dương Bân Hàn cùng Dương Tiêu thực sự quá giống nhau, Đường Hạo và Đường Dĩnh chỉ cảm thấy Dương Bân Hàn trước mặt này chính là Dương Tiêu. Dương Bân Hàn không nhịn được bật cười, hai vị. Tôi không phải thằng em trai phế vật của tôi kia đâu. Tôi là anh cả của nó, Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn, anh là Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đê Đô. Đường Dĩnh giật nây người.
Đường Hạo cảnh giác nhìn Dương Bân Hàn, sợ người trước mặt là Dương Tiêu giả vờ. Dương Bân Hàn sờ túi, lấy ra một tấm thẻ căn cước, đây, nhìn thấy chưa? Nhìn chăm chú, trên thẻ căn cước viết ba chữ Dương Bân Hàn rất to. Đối với Dương Bân Hàn, Đường Hạo và Đường Dĩnh là kẻ thù lớn nhất của Dương Tiêu, chỉ cần thu phục được hai người này, lãng phí chút thời gian cũng đáng. Trong khoảng thời gian này, anh ta ở châu Âu chủ yếu xử lý công việc kinh doanh ở nước ngoài của nhà họ Dương ở Đề Đô. Thật sự là Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô. Đường Dĩnh trợn tròn mắt. Dương Bân Hàn cất thẻ căn cước, đúng vậy, tôi là Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đế Đô. Đừng sợ, tôi tới đây giúp hai người. Anh giúp chúng tôi như thế nào? Đường Hạo cảnh giác nói. Hiện giờ, Đường Hạo và Đường Dĩnh đã có bóng ma tâm lý rất lớn đối với người của nhà họ Dương ở Đế Đô, cả hai đều sợ Dương Bân Hàn sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Dương Bân Hàn hài hước nói, không phải bây giờ nhà họ Đường đã phá sản rồi sao? Vậy thì tôi sẽ hỗ trợ hai người xây dựng một nhà họ Đường mới. Chỉ cần anh em hai người không chịu thua kém, báo thù cho bà cụ Đường, cầm dao giết, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chỉ là chuyện thời gian ngắn hay dài. Chuyện này là thật, Đường Hạo và Đường Dĩnh vừa nghe, hai mắt lập tức rực cháy điên cuồng. Lúc này, họ thực sự giống như chó nhà có tang, cùng Đường bí lồi. Bọn họ nóng lòng muốn trở lại ngày xưa ngay lập tức, khiến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chết trong tuyệt vọng. Dương Bân Hàn búng tay nói thần bí, thật hay không thì đi cùng tôi sẽ biết. Nói xong, Dương Bân Hàn xoay người quay lại xe. Đường Hạo và Đường Dĩnh liếc nhau, nhìn thấy vẻ vô cùng kinh ngạc trong mắt đối phương. Anh, bây giờ làm thế nào? Đường Dĩnh hỏi. Đường Hạo nghiến răng, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, dù sao bây giờ anh em chúng ta cũng không còn chỗ nào để đi, anh không tin tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ, đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người cực kỳ khao khát mạnh mẽ, chỉ muốn dâm lên Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết ngay lập tức. Như này là đúng rồi. Thấy hai người lên xe, Dương Bân Hàn nói đùa. Dẫn hai người họ đi, Dương Bân Hàn đến ngân hàng lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên. Tình gồ đột nhiên, điện thoại trong tay Đường Hạo nhắc nhở có tin nhắn. Anh Đường Hạo thân mến, anh đã nhận được chuyển khoản, số tiền là 100.001. 10 tỷ, nhìn thấy tin nhắn, Đường Hạo lập tức há to miệng. 10 tỷ, Đường Dĩnh cũng sửng sốt, cực kỳ hoảng sợ. Chuyên khoản xong, Dương Bân Hàn vỗ vai Đường Hạo, tôi đã cho anh em hai người cơ hội rồi, nếu hai người làm tôi thất vọng, tôi sẽ khiến hai người biến mất khỏi thế giới này, hiểu không? Vâng, cậu Dương, thân thể Đường Hạo và Đường Dĩnh kích động run lên. 10 tỷ, là 10 tỷ tròn trấn, từ nhỏ bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hai người kích động đến mức suýt ngất xỉu. Với số tiền này, việc bọn họ nghiền nát Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết có khác gì chơi với quả hông mềm đâu. Nhìn hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh phần khích, Dương Bân Hàn cười nói với tài xế, sắp đến giờ rồi, ra sân bay đi. Vâng, cậu chủ lớn, tài xế cung kính đáp. Nhìn Dương Bân Hàn rời đi, Đường Hạo và Đường Dĩnh chỉ cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mộng. Đường Hạo còn đặc biệt tự nhéo mình. Cảm giác đau nhói nói cho anh ta biết mọi thứ trước mắt đều là thật. Đường Dĩnh kích động nói, anh, cậu Dương, Dương Bân Hàn thật sự đã chuyển 10 tỷ cho chúng ta. Đúng vậy, với số tiền này, chúng ta có thể trở lại ngày xưa, có thể xây dựng một nhà họ Đường mới, có thể khiến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết quỳ gối trước mặt chúng ta sám hối. Vẻ mặt Đường Hạo đầy ý cười, như thể Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã quỳ xuống trước mặt anh ta vậy đuôi như trỏ mừng chủ. Lúc này, Lý Thân Chiên còn chưa tra ra được vị trí của Dương Bân Hàn, ngược lại là Hoa Mộ Tranh đã gọi điện thoại đến trước. Dương Tiêu, người anh muốn tìm đang trên, đường ra sân bay, Hoa Mộ Tranh nhắc nhở. Dương Tiêu vừa nghe thấy vậy lập tức trả lời, cảm ơn. Cúp máy, Dương Tiêu lập tức đạp ga lao về phía sân bay. Dương Bân Hàn, anh gây sóng gió giờ còn muốn chạy, đâu sẽ dễ dàng như vậy. Trong xe, tài xế rất khó hiểu. Cậu chủ lớn. Đưa 10 tỷ cho anh em nhà họ Đường, đây có phải là hơi nhiều không? Dương Bân Hàn cười xấu xa, nhiều hả? 10 tỷ đối với nhà họ Dương ở Đề Đô chỉ như chín châu mắt một sợi lông, đừng quên, nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta có thể so sánh với nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Phải biệt nhìn xa trông rộng, chỉ cần 10 tỷ này có thể chuyên hướng chú ý của Dương Tiêu trong một tháng sau chờ tôi ra tay trở lại nhà họ Dương ở Đề Đô, sẽ là lúc tôi năm quyên nhà họ Dương ở Đề Đô.
Nội bộ nhà họ Dương ở Đề Đô thâm sâu, để lấy được vị trí chủ nhà nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Bân Hàn đã không ngần ngại đập ra 10 tỷ. Trước mắt điều quan trọng nhất là Dương Bân Hàn vẫn chưa hoàn toàn đứng vững ở nước ngoài, anh ta cần thời gian một tháng. Nếu trong một tháng này Dương Tiêu trở lại Đề Đô, làm vui lòng bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô, trái sân sau đói với Dương Bân Hàn sẽ có bất lợi rất lớn cho việc nam quyền trong nhà họ Dương. Vì vậy, Dương Bân Hàn đã không ngần ngại chỉ rất nhiều tiền cho Đường Hạo và Đường Dĩnh. Dương Bân Hàn tin Đường Hạo và Đường Dĩnh lấy được tiền sẽ như con trỏ điên trả thù Dương Tiêu. Chờ một tháng sau mình trở về nhà họ Dương ở Đề Đô nắm quyền, trở thành chủ nhà họ Dương, 10 tỷ thì có là gì? Cậu chủ lớn thông minh Hồ tài xế chợt nhận ra. Đúng vậy, so với quyền lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô, 10 tỷ thì tính là gì? Một nhóm người đi nhanh về phía sân bay thành phố Trung Nguyên. Sau khi xuống xe, Dương Bân Hàn lại nhìn về phía thành phố Trung Nguyên, nói đùa, thật là chán, tiếc thật không giết được tên khốn Dương Tiêu này, em trai tốt, xem ra chúng ta chỉ có thể tháng sau gặp nhau tại nhà họ Dương ở Đề Đô. Nhiều năm trước, cậu không phải là đối thủ của tôi. Nhiều năm sau, cậu vẫn phải run rẩy bỏ tới trước mặt tôi. Như thể trong cuộc chiến tranh giành quyền lực gia tộc này, người chiến thắng cuối cùng là Dương Bân Hàn chứ không phải Dương Tiêu. Ngay lúc Dương Bân Hàn chuẩn bị xoay người đi vào sân bay, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Thật không, Dương Bân Hàn, anh có tự tin quá rồi không? Làm sao anh biết năm đó tôi không dùng lời ngon tiếng ngọt làm hài lòng bà cụ, sau bao nhiêu năm sẽ không mạnh đến mức khiến anh phải dùng mình? Kít với tốc độ nhanh như chớp, một chiếc Maserati màu trắng lao ra, thân hình thẳng như kiếm của Dương Tiêu lập tức bước xuống xe. Sau khi xuống xe, ánh mắt của Dương Tiêu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Dương Bân Hàn đang chuẩn bị vào sân bay, một luồng sát khí dữ dội bùng lên ngay lập tức. Một luồng sát khí mạnh phả vào mặt, khiến Dương Bân Hàn vui mừng. Ngay lập tức, Dương Bân Hàn quay lại, bốn mắt nhìn vào nhau. Dương Bân Hàn nở nụ cười u ám, Dương Tiêu, em trai tốt của tôi, cậu vẫn dũng cảm như trước kia, vừa nãy tôi không tìm được cậu, không ngờ bây giờ cậu lại chủ động đưa tới cửa. Tốt, rất tốt. Đúng lúc trước khi rời đi có thể giải quyết nguy hiểm tiềm ẩn này. Bịch 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 bị trồ nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế xung quanh Dương Bân Hàn đột nhiên quay lại, nhanh chóng bao vây Dương Tiêu. Bọn họ đều rất hung dữ, có vẻ như chỉ cần Dương Bân Hàn ra lệnh, bọn họ sẽ chém chết Dương Tiêu. Giải quyết tôi, anh nghĩ hão huyền thật đây. Anh thực sự cho rằng tôi vẫn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa như năm đó hả? Đôi mắt Dương Tiêu toát ra lửa giận hừng hực. Nếu đôi mắt có thể giết người, e rằng Dương Bân Hàn đã bị chia năm xẻ bảy. Tức giận, cơn giận không ngừng bốc lên từ trong lòng Dương Tiêu, hận thù bay vút tận trời xanh. Nhìn chằm chằm Dương Bân Hàn, đôi mắt của Dương Tiêu đỏ ngay tại chỗ. Anh không thể không nhớ lại những cảnh tượng tại nhà họ Dương ở Đề Đô, vì để giành lấy quyền lực của nhà họ Dương, Dương Bân Hàn không ngần ngại hãm hại anh. Đó là một đêm mưa tuyết, anh trai cùng cha khác mẹ của anh, Dương Bân Hàn nói chị họ của anh bị ôm, nhờ anh đưa thuốc qua. Thuốc là do Dương Bân Hàn đưa cho anh, Dương Tiêu không hề nghĩ nhiều cầm thuốc bước vào phòng chị họ. Vốn chị họ đang bệnh nặng đột nhiên la hét, đặc biệt còn ex-sido ngủ, mặt mũi xanh mét hoảng sợ trong bộ quần áo tả toi. Cùng với tiếng la hét, Dương Bân Hàn nhanh chóng dẫn mọi người đến kịp thời, đồng thời chửi bới Dương Tiêu nhỏ tuổi không bằng cầm thú, lại có ý nghĩ sâu với chị họ. Bà cụ nghe phong phanh mà đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà cụ vô cùng tức giận. Sau khi kiểm tra, thuốc trong tay Dương Tiêu là thuốc kích tình. Dưới sự phẫn nộ và mắng mỏ của Dương Bân Hàn, tất cả người nhà họ Dương đều mắng chửi Dương Tiêu. Mẹ anh đứng ra bênh vực anh, quản gia Trịnh Thu cũng đứng ra bênh vực anh. Đáng tiếc người nhà họ Dương đã bị Dương Bân Hàn mua chuộc từ lâu, cộng thêm năm đó Dương Bân Hàn làm bà cụ hài lòng. Trong lời ngon tiếng ngọt của Dương Bân Hàn, dưới trời mưa tuyết lớn Dương Tiêu chính thức bị nhà họ Dương ở Đề Đô trục xuất. Dương Bân Hàn nhìn chằm chằm Dương Tiêu khinh thường nói, hừ. Không phải tên nhóc miệng còn hôi sữa năm đó thì sao? Chẳng phải cậu vẫn không đánh được tôi như cũ à? Trước khác nay khác, Dương Bân Hàn, anh thực sự nghĩ mình có thể hoành hành ngăn chặn được. Dương Tiêu căm hận nói. Dương Bân Hàn chế nhạo nói, hồi đó, tôi và chị họ của cậu tính kế trục xuất cậu rời khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, chẳng phải cậu vẫn phải ngoan ngoãn cút đi đó thôi. Nhiều năm qua, cậu lớn mạnh thì thế nào? Vậy mà tới nhà người ta ở dễ, thật sự khiến nhà họ Dương ở Đề Đô mát hết mặt mũi. Thật không? Dương Tiêu cười lạnh. Nếu không phải trận chiến 5 năm trước,
Dương Tiêu hoàn toàn không bước vào nhà họ Đường. Anh đã sớm thành danh diệt vào nhà họ Dương ở Đề Đô. Tất nhiên, Dương Tiêu cũng muốn cảm ơn trận chiến 5 năm trước. Nếu không phải trận chiến đó, anh đã không bước vào nhà họ Đường, cũng không gặp được Đường Mộc Tuyết tốt nhất trên đời này. Dương Bân Hàn cười đùa, sao? Không phải à, Dương Tiêu, năm đó cậu bị tôi bắt nạt, chẳng phải bây giờ vẫn mặc cho tôi chơi đùa đó thôi. Không thể không nói, em dâu Đường Mộc Tuyết rất xinh đẹp, rất thơm, gương mặt xinh đẹp, loại hương vị đó khiến người khác mê luyến không thôi. Dương Bân Hàn, anh tìm chết. Thân thể Dương Tiêu run lên. Đường Mộc Tuyết là vảy ngược của anh, kẻ nào dám chấm mút Dương Tiêu sẽ không buông tha cho kẻ đó, huồng chỉ là Dương Bân Hàn kẻ thù cũ của anh. Nhìn thấy Dương Tiêu tức giận, Dương Bân Hàn cười điên cuồng, ha 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 ha. Thật sự không tệ đâu. Rất đẹp, rất thơm, chỉ một chút nữa thôi tôi đã đẩy ngã Đường Mộc Tuyết lên giường, hưởng thụ mùi vị tuyệt vời của người đẹp xô một trung nguyên. Mà này, em dâu Đường Mộc Tuyết vẫn còn non nét. Dương Tiêu, em trai tốt của tôi, không phải phượng diện đó của cậu không được đây chứ. Cậu yên tâm, chờ cậu chết, tôi nhất định sẽ giúp cậu chăm sóc em dâu. Dám mơ tưởng Mộc Tuyết, Dương Bân Hàn, anh tìm chết, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn NHTL Dương Tiêu nổi trận lôi đình. Hận thù, mãnh liệt. Lửa giận sôi trào. Vùi ngay sau đó, thân thể Dương Tiêu bật ra lao về phía Dương Bân Hàn. Hận mới kết hợp với hận cũ khiến Dương Tiêu muốn giết Dương Bân Hàn ngay lập tức. Nhìn thấy Dương Tiêu ra tay nhanh chóng, vệ sĩ riêng của Dương Bân Hàn tức giận nói, bảo vệ cậu chủ lớn, ngăn anh ta lại. Giết thằng súc sinh này cho tôi. Dương Bân Hàn hung dữ hét lên. Cũng như vậy, Dương Bân Hàn cũng muốn dê Dương Tiêu ngay lập tức. Dương Tiêu đã chủ động đưa tới cửa, cho dù là ban ngày ở gần sân bay, anh ta cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào giết Dương Tiêu. Chỉ cần Dương Tiêu chết, quyền lực của nhà họ Dương ở Đề Đồ sẽ hoàn toàn nằm trong tay anh ta, không ai có thể tranh đoạt với anh ta nữa. Giết anh ta, vệ sĩ bên cạnh Dương Bân Hàn tàn nhân hét lên. Vù 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 vùi. Nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế tinh nhuệ đồng loạt lao về phía Dương Tiêu. Tất cả đều trông rất dữ tợn, đều tấn công hung dữ vào các bộ phận quan trọng của Dương Tiêu. Dương Bân Hàn cười điên cuồng, em trai tốt của tôi, đừng trách anh cả này độc ác tàn nhẫn. Nhà giàu vô tình, xuống địa ngục đi. Bảo tôi xuống địa ngục, vậy anh thật sự coi thường tôi rồi. Dương Tiêu tức giận nói. Dương Bân Hàn cười khẩy, người anh ta dẫn theo đều là người ưu tú, không tin không giết được Dương Tiêu. Vệ sĩ mạnh nhát bên cạnh anh ta lập tức đi tới, con dao găm màu đen trong tay nhanh chóng rơi về phía cổ họng của Dương Tiêu. Cút, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Vùi khoảnh khắc tiếp theo. Dương Tiêu giơ tay phải như sâm chớp giữ miệng người đàn ông. Người này muốn thoát ra, nhưng vô cùng kinh ngạc khi thấy tay phải của Dương Tiêu giữ chặt như một chiếc kìm lớn, khiến anh ta không thể thoát ra được. Dương Bân Hàn hung ác nói, nhiều người như vậy, tôi không tin cậu không chết, mau giải quyết cậu ta. Giải quyết anh ta, nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế còn lại vồ lên như sói đói. Cút hết cho tôi, Dương Tiêu vô cùng tức giận. Trong phút chốc, Dương Tiêu đột nhiên xuất lực. Anh tóm lấy vệ sĩ mạnh nhất như mang theo một cây gậy dài quét qua bốn phía. Bịch 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 bịch. Đám vệ sĩ xông tới đều bị quét qua, N cả đều bị đau tức ngực ngã xuống A. Làm xong tất cả những chuyện này, Dương Tiêu đá tên vệ sĩ mạnh nhất lên không trung, lạnh lùng nhìn Dương Bân Hàn, xem bây giờ ai sẽ tới bảo vệ NHTL. Cậu, kỹ năng của cậu giỏi từ khi nào? Dương Bân Hàn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Anh ta loạng choang lùi lại. Cảm giác khủng hoảng khiến anh ta rùng mình. Như thể Dương Tiêu là thần chết, có thể lấy mạng nhỏ của anh ta bất cứ lúc nào. Bộp bộp bộp. Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị ra tay đánh Dương Bân Hàn, một nhóm cảnh sát vũ trang tuần tra ở sân bay nhìn thấy cảnh tượng này đã lao tới. Bọn họ nhận ra Dương Tiêu là phần tử nguy hiểm, lập tức cầm vũ khí áp vào Dương Tiêu, anh là ai? Mau ôm đầu ngồi xôm xuống, nếu không, đừng trách chúng tôi dùng biện pháp đặc biệt. Chết tiệt. Thấy các nhân viên chấp hành pháp luật của sân bay quay dây, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi. Nhìn thấy rất nhiều nhân viên chấp nhận pháp luật bước tới, Dương Bân Hàn như túm được cọng rơm cứu mạng, đột nhiên cười nói, ông trời không ngăn cản tôi, ông trời thật sự không ngăn cản tôi, Dương. Tiêu, cậu có thể đánh thì sao? Cậu tiếp tục nhúc nhích xem, lại nhúc nhích sẽ cho cậu một phát súng. Mau ôm đầu ngồi xuống, nhân viên chấp hành pháp luật đi đầu mắng. Đối mặt với tình huống này,
Dương Tiêu nghiền răng, giật không cam lòng làm một động tác đầu hàng. Không cần biết anh có thân phận là gì, cho dù sức mạnh của anh đã hồi phục đến đâu, thì việc đối đầu với các nhân viên chấp, hành pháp luật cũng không có lợi thế. Thấy Dương Tiêu đầu hàng, các nhân viên chấp hành pháp luật thả lỏng, trong khi Dương Bân Hàn cười hả hê, Dương Tiêu, cậu thật sự khiến tôi ngạc nhiên, yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết được cậu. Hôm nay cậu không giết được tôi, chờ tôi giải quyết xong việc ở nước ngoài, tôi không chỉ phải tự tay giết cậu, mà còn yêu thương em dâu, ha 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 ha. Nói xong, Dương Bân Hàn nhận ra không còn bao nhiêu thời gian nữa, trước mắt chưa xử lý được Dương Tiêu, vì vậy xoay người đi về phía bên trong sân bay. Nhóm nhân viên chấp hành pháp luật đã bỏ vũ khí, muốn bắt giữ Dương Tiêu. Ảm ly. Đột nhiên, một âm thanh như chớp vang dội vang lên. Dương Bân Hàn quay đầu nhìn theo bản năng. Vùi vào lúc này, Dương Tiêu vốn đang làm một động tác đầu hàng, đột nhiên bước đi, cơ thể của anh như mũi tên lập tức tung ra một đòn chí mạng về phía Dương Bân Hàn. Dương Tiêu, cậu muốn làm gì? Thấy Dương Tiêu nổi giận, vẻ mặt của Dương Bân Hàn thay đổi điên cuồng, anh ta muốn né tránh nhưng đã hoàn toàn muộn. Bóp! Trong tích tắc, chân phải của Dương Tiêu hóa thành bóng mờ, đá mạnh vào ngực Dương Bân Hàn. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại sân bay, Dương Bân Hàn bị Dương Tiêu đánh trúng, cả người anh ta bỗng chốc bay lên không trung. Phụt phụt! Dưới cái nhìn của hàng nghìn người, thân hình của Dương Bân Hàn đang bay lên không trung như diều đứt dây, máu tươi nở rộ trong không khí. Ảm ly! Cuối cùng, cơ thể của Dương Bân Hàn bị Dương Tiêu đá bay hơn 10 mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Tí tách chạm mặt đất, trước ngực Dương Bân Hàn rỉ máu. Máu tươi trào ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khóe miệng Dương Bân tràn đầy tơ máu, anh ta ôm ngực vô cùng đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu càng thêm kinh hãi. Đánh chết anh ta, Dương Bân Hàn cũng không ngờ tới Dương Tiêu sẽ đột nhiên nổi giận, giáng một đòn chí mạng vào anh ta. Dương Bân Hàn, chúc anh sống lâu. Sau khi làm tất cả những điều này, cơn tức giận của Dương Tiêu mới tiêu tan không ít. Ở khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt Dương Tiêu bộc phát. Tuy rằng không làm hết khả năng, nhưng lực lượng này không phải thứ người thường có thể chịu được. Một chân này rơi xuống, không biết đã Dương Bân Hàn bị gãy bao nhiêu chiếc xương sườn, máu từ trong cơ thể trào ra. Dương Tiêu hoàn toàn chắc chắn, lần này Dương Bân Hàn hơn một nửa đã cửu tử nhật sinh. Dương Bân Hàn há to miệng, trông đau khổ đến cùng cực, như thế anh ta đang kêu cứu. Ngoài cảnh tượng này diễn ra quá nhanh khiến ai cũng không ngờ tới. Đột nhiên, hàng nghìn người tỉnh táo lại, bọn họ không thể tin được nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Cậu chủ lớn, đám vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế đều kinh ngạc sợ hãi. Nhóm nhân viên chấp hành pháp luật lực lập tức giơ vũ khí chỉ vào Dương Tiêu khiên trách, giơ tay đầu hàng, lại dám hành hung, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với cậu, mau chóng đầu hàng. Nhìn chằm chằm Dương Bân Hàn đang thở không nổi, Dương Tiêu cười lạnh lúc này mới giơ tay lên. Đến lúc này, trò hề của Dương Bân Hàn bao phủ thành phố Trung Nguyên hoàn toàn kết thúc. Lần này động tĩnh thực sự quá lớn, thu hút sự chú ý của vô số người. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Tiêu bị bắt. Tên, nhân viên Thẩm Vân hỏi. Mặt Dương Tiêu không chút gợn sóng nói, Dương Tiêu. Người ở đâu? Nhân viên Thẩm Vân tiếp tục hỏi. Dương Tiêu thấp giọng, trước đây tôi là công dân ở Đê Đô, nhưng bây giờ hộ khẩu ở Trung Nguyên. Tại sao anh lại phạm tội? Nhân viên Thẩm Vân vừa hỏi vừa ghi chép. Vẻ mặt của Dương Tiêu bỗng trở nên trịnh trọng và uy nghiêm. Bởi vì tôi là đàn ông. Cái gì? Bởi vì tôi là đàn ông. Nghe câu trả lời của Dương Tiêu, nhân viên Thẩm Vân bị sốc, ánh mắt nhìn Dương Tiêu thay đổi. Ừ vậy, bởi vì Dương Tiêu là đàn ông, vợ anh Đường Mộc Tuyết bị làm nhục, bố mẹ vợ lần lượt bị thương. Cùng với mối hận năm xưa, nếu Dương Tiêu không ra tay, anh cùng tên hèn nhát có gì khác nhau? Đặc biệt là lời nói báng bổ của Dương Bân Hàn tại sân bay đối với Đường Mộc Tuyết càng kích thích cơn giận dữ đang hoành hành của Dương Tiêu. Kết thúc cuộc thẩm vấn, Dương Tiêu bị giam ở đó. Hình Kiến biết được tin tức chạy đến. Sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể, Hình Kiến nở một nụ cười khổ, chuyện này khó làm. Mở cửa phòng, Hình Kiến đến phòng giam của Dương Tiêu. Vâng, nhân viên phòng tạm giam thấy rõ người tới tất cả đều kính nể lạ thường. Bên trong phòng tạm giam, Dương Tiêu bình tĩnh uống một ngụm trà. Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn có tâm trạng uống trà, Hình Kiến dở khóc dở cười, cậu Dương, cậu đúng là lịch sự tao nhã. Nếu không thế thì là gì? Dương Tiêu cười nhẹ. Sau khi dạy dỗ Dương Bân Hàn,
nỗi uất hận đè nén trong lòng nhiều năm bỗng chốc tan biến đi rất nhiều. Cơn tức này đã bị tồn đọng nhiều năm. Trong những năm qua, đã không biết bao nhiêu lần Dương Tiêu muốn đích thân dạy dỗ Dương Bân Hàn, nhưng đều không có cơ hội. Đã từng, anh từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, vẫn luôn chấp hành làm nhiệm vụ, phục vụ Tổ quốc. Sau đó, bị thương nặng ân mình trong thành phố Trung Nguyên 5 năm. Lần này, cú đá này, không cần nói Dương Tiêu đã hả hê như thế nào. Bây giờ, Dương Bân Hàn không rõ sống chết, nếu Dương Bân Hàn mất mạng thì quả thật khiến lòng người vui vẻ. Hình Kiến cười khổ, cậu Dương, cậu biết lần này cậu đã gây ra họa lớn như nào không? Biết, Dương Tiêu gật đầu. Từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, anh biết rất rõ hành hung trong loại đầu mối giao thông quan trọng như nhà gạ và sân bay sẽ phải trả cái giá như thế nào. Hơn nữa, khi anh ra tay, có ít nhất hàng nghìn người trong sân bay đã chứng kiến. Đây không phải là chuyện nhỏ, một khi bị đưa lên mạng, không biết sẽ gây ra chuyện lớn gì trong nước. Hình Kiến hít một hơi, cậu Dương đã biết, tại sao cậu vẫn làm chuyện này. Cậu làm như vậy khiến tôi không thể can thiệp. Ông ta là người của nhân dân, chuyện nhỏ nhặt thì không sao, nhưng tội gây rồi trật tự công cộng thì là chuyện lớn. Cho dù ông ta ra mặt cũng chỉ có thể giảm nhẹ hình phạt, cho Dương Tiêu xuống mức nhẹ nhật. Mộc Tuyết bị sỉ nhục, bố mẹ vợ tôi cũng gặp khó. Tôi là đàn ông nếu, không ra tay, đâu sẽ còn có khí cốt của đàn ông. Dương Tiêu hỏi ngược lại. Chuyện này, Hình Kiến không nói nên lời. Ông ta đã hiểu rõ sự việc, chính xác là Dương Bân Hàn gây chuyện trước, Dương Tiêu tức sủi bọt mép mới dẫn đến tình huống hiện tại. Ông ta có thể hiểu được tâm trạng của Dương Tiêu, nếu người nhà của mình bị làm nhục, có lẽ ông ta còn cực đoan hơn Dương Tiêu. Cuối cùng, Hình Kiến bắt lực nói, cậu Dương, chúng tôi đã cố gắng hết sức ngăn sự việc lan rộng. Tốt hơn hết là cậu nên cầu nguyện mình bình an vô sự, không truy cứu trách nhiệm của cậu. Không sao, những chuyện này, đều là chuyện nhỏ, Dương Tiêu nhếch miệng cười. Anh đã từng bị rất nhiều quốc gia trên thế giới truy nã, còn bị giam ở một nhà tù tâm cỡ thế giới, chuyện này đối với Dương Tiêu mà nói thì là chuyện nhỏ. Hình Kiến thật sự phục Dương Tiêu, đến nước này mà cậu ấy vẫn lạc quan như vậy. Hình Kiến rời đi, ảnh hưởng của sự việc quá ác liệt, bên trên đều biết, ông ta chỉ có thể cố gắng hết sức giúp Dương Tiêu thoát khỏi vòng vây. Lúc này, Điền Lộc, người đứng đầu nhà họ Điền của tập đoàn dược phẩm Điền Thị, nhận được tin tức, nhanh chóng liên lạc với Tạ Quần, người đứng đầu nhà họ Tạ, một trong 10 đại gia hàng đầu ở Trung Nguyên. Chủ nhà Tạ, tôi là Điền Lộc, ông biết chuyện vừa nãy ở sân bay không? Dương Tiêu phạm tội, đây là cơ hội tốt để chúng ta trả thù Dương Tiêu, nếu lợi dụng hợp lý, có lẽ có thể khiến Dương Tiêu ăn cơm tù cả đời. Điền Lộc vội vàng nói, con trai ông ta là Điền Trấn Hưng bị một chiếc xe to đâm chết. Giá trị thị trường của tập đoàn dược phẩm Điền Thị giảm mạnh, Điền Lộc thực sự muốn tự tay nghiền nát xương thịt của Dương Tiêu. Chủ nhà Tạ, một trong 10 đại gia hàng đầu nghe vậy kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy. Được, tôi đã muốn dọn sạch tên rác rưởi. Dương Tiêu này từ lâu rồi, dám hành hung ở sân bay, xem lần này tôi giết cậu ta không. Không thê không nói, đứng sau nhà họ Tạ là một ông lớn, mỗi lần Tạ Quần gặp rắc rối đều sẽ nhờ ông lớn này ra tay. Bất kể Dương Tiêu làm mình xấu hổ trước mặt Kim Đại Trung, đối thủ một mắt một còn trong hội nghị giám định bảo vật, hay Dương Tiêu biên mình thành trò cười trong bữa tối từ thiện, Tạ Quần đều hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Có cơ hội tốt dọn dẹp Dương Tiêu như vậy, Tạ Quần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi làm rõ sự việc, Tạ Quần lập tức liên hệ với ông lớn đứng sau nhà họ Tạ. Sự việc là như vậy, Tạ Quần gọi điện thoại nói rõ mọi chuyện. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói uy nghiêm, Dương Tiêu. Tôi nhớ rồi. Cúp điện thoại, Tạ Quần nói một tiếng Điền Lộc. Biết ông lớn ở Trung Nguyên ra mặt, Tạ Quần và Điền Lộc đều rất phân khích, như thể Dương Tiêu đã chết không có chỗ chôn. Kít. Không lâu sau, mấy chiếc xe công vụ đến phòng tạm giam. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lạnh lùng nói, Dương Tiêu bị nhốt ở đây đúng không? Mang người đi cho tôi. Trong chốc lát, gió nổi lên. Vào lúc này, trong đề đô của Thiên Phủ Chi Quốc, một đoạn video về một vụ hành hung ở sân bay đã được đăng tải. Sau khi xem đoạn video, một người đàn ông đã đặc biệt bị sốc. Đây là thần chết điện hạ, biến mất tròn 5 năm, cuối cùng thần chết điện hạ đã xuất núi. Sau khi xác định được thân phận của Dương Tiệu, người đàn ông đột nhiên thay đổi sắc mặt đứng dậy hét lớn, mau, chuẩn bị xe. Không lâu sau, người đàn ông mang đoạn vi ít đến một khu văn phòng được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
Khi chiếc xe đến nơi, hai nhân viên cầm súng đứng ở cửa nhìn thấy người đàn ông lập tức kính lễ. Bước vào khu văn phòng, người đàn ông lấy tốc độ nhanh nhất tìm một ông già có tinh thần khỏe mạnh, lão thủ trưởng, mau, người mau xem đoạn video này. Hóa ra là Tiểu Kiệt à, có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Ông lão mặc thường phục lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đàn ông tên Tiểu Kiệt này là một nhân vật quan trọng ở một khu vực trong Đế Đô, đồng thời cũng là người đảm nhiệm trách nhiệm của Đồng Phương Thần Ưng. Trong ấn tượng của ông lão, người đàn ông Tiểu Kiệt này là người trầm ổn, bình tĩnh, chưa bao giờ hoảng hốt như vậy. Người đàn ông đưa điện thoại cho ông lão với vẻ mặt cung kính, lão thủ trưởng, người nhìn xem L. Ông lão kinh ngạc, cầm điện thoại nhìn thấy, bóng dáng người hành hung ở sân bay Trung Nguyên, con người của ông lão đột nhiên co rút lại, thần chết Dương Tiêu. Sao thằng nhóc này lại ra tay? Lúc này, khuôn mặt già nua của ông lão đầy vẻ thất lễ, hiển nhiên ông lão không ngờ người trong video lại chính là thần chết Dương Tiêu năm xưa. Phải nói rằng sau cuộc chiến trong rừng mưa nhiệt đới 5 năm trước, Dương Tiêu đã trực tiếp nộp đơn xin soát ngũ. Sự biến mất của Dương Tiêu đã gây ra một chấn động lớn trong nước, và vô số người đang điều tra tung tích của Dương Tiêu. Cuối cùng, Dương Tiêu đã không để lại dấu vết tìm ra, trước áp lực. Chính phủ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố Thiên Kiêu một đời có biệt danh là thần chết, lưỡi dao sắc bén của đất nước chính thức xuất ngũ. Vô số người cho rằng Dương Tiêu đã chết, nhưng rất nhiều người tin Dương Tiêu vẫn còn sống. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ông lão nhìn người đàn ông. Người đàn ông cung kính nói, lão thủ trưởng, vừa rồi tôi cũng tình cờ biết được, xác nhận là thần chết điện hạ, lập tức đến báo cho người luôn. Thằng nhóc này ở đâu? Ông lão nghiêm nghị hỏi. Người đàn ông nói thật, hình như bị bên Trung Nguyên giam giữ. Cái gì, bị giam giữ, đám người đó muốn làm gì? Người đâu, lập tức gọi cho bên Trung Nguyên kia ngay, dám giam giữ thằng nhóc chết bâm Dương Tiêu này, muốn lật trời hả? Ông lão vừa nghe thấy lập tức nổi trận lôi đình. Ngay sau đó, tại một đơn vị nào đó ở thành phố Trung Nguyên. Trên trán một người đàn ông trung niên đổ mồ hôi như mưa, vâng, lão tiền bồi yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Cúp điện thoại, người đàn ông trung niên như bị chút hết sức lực, cả người gần như sắp ngã quy xuông. Vừa rồi, khi bên Đế Đô gọi tới khiến người đàn ông trung niên gần như sợ hãi. Bí thư, có chuyện gì vậy ạ? Thư ký hỏi. Người đàn ông trung niên liên tục hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, khốn kiếp, kẻ nào dám giam giữ thần chết điện hạ. Cha cho tôi. Cha kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu để tôi biết có người có lòng sâu nhắm vào thần chết điện hạ, tôi sẽ lột da của kẻ đó. Dương Tiêu bị giam giữ, toàn bộ thành phố Trung Nguyên nổi lên sóng ngầm. Nhà họ Cung nhận được tin tức, nhà họ Lưu nhận được tin tức, nhà họ Hoa nhận được tin tức, đám người Kim Đại Trung lần lượt nhận được tin tức. Kít trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các gia đình giàu có đều đi về phía mà Dương Tiêu bị giam giữ. Ngay lúc này, thanh niên canh giữ Dương Tiêu ở bên ngoài phòng giam nhìn người đàn ông trung niên uy nghiêm trước mặt, cung kính nói, xin lỗi thủ trưởng, ngài muốn đưa Dương Tiêu đi thì phải được sự đồng ý của cấp trên tôi. Cấp trên của cậu, Hình Kiến, hừ, tôi muốn dẫn người đi, Hình Kiến dám ngăn cản, người trung niên cười lạnh. Thanh niên phòng giam giữ cười khổ, thủ trưởng, thực xin lỗi, tôi không thể để cho ngài đưa Dương Tiêu đi được. Anh ta có trách nhiệm với Hình Kiến có trách nhiệm với người trung niên này. Tuy rằng người trung niên là lãnh đạo của anh ta, nhưng nếu không có sự đồng ý của Hình Kiến, thanh niên sẽ không để người trung niên đưa Dương Tiêu đi. Sao, cậu dám ngăn cản tôi? Tránh ra, người trung niên tức giận mắng. Thanh niên phòng giam giữ trông rất hoảng sợ, anh ta bất lực trước vị thủ trưởng này. Cửa phòng bị cưỡng chế mở ra, người trung niên bước vào phòng giam nhìn Dương Tiêu, nghiêm nghị nói, cậu là Dương Tiêu đúng không? Sao hả? Tôi vừa vào đây đã có nhiều ông lớn đầu trâu mặt quỷ đến gặp. Dương Tiêu khịt mũi. Nói thật, nếu Dương Tiêu muốn rời đi, ai có thể giữ lại? Chỉ là Dương Tiêu không muốn rời đi, anh muốn xem sau khi anh đi vào rốt cuộc sẽ có ông lớn nào ở thành phố Trung Nguyên tới gây rồi cho mình. Người Trung R niên cười giễu cợt, trông cậu rất bình tĩnh. Đưa thằng nhóc này đi cho tôi. Vâng, hai người đàn ông đứng sau người trung niên tiên lên bắt giữ Dương Tiêu. Dương Tiêu rất hợp tác, anh biết sớm muộn gì mình cũng sẽ trở lại Đế Đô. Trước khi rời đi, Dương Tiêu phải đảm bảo môi trường ở thành phố Trung Nguyên được an toàn, Đường Mộc Tuyết sẽ không bị kẻ xấu tấn công. Vừa ra khỏi phòng tạm giam, một giọng nói uy nghiêm vang lên,
Lý Hồ, đưa cậu Dương đi, ông muốn làm gì? Nhìn kỹ hơn, Hình Kiến không giận mà uy bước về phía trước. Thì ra là Hình Kiến, mũi của Ôn Thính thật đấy, tôi vừa đưa người đi, ông đã ngửi thấy rồi. Người trung niên tên Lý Hồ chê nhạo. Đúng vậy, người đàn ông trung niên tên là Lý Hồ, ông ta là cấp trên cao nhất của Hình Kiến, đồng thời là ông lớn đứng sau nhà họ Tạ, một trong 10 đại gia hàng đầu ở Trung Nguyên. Hình Kiến vẫn luôn mâu thuẫn với Lý Hồ, ngay cả khi ông ta là lãnh đạo của mình, thì trong công việc Hình Kiến cũng sẽ không nề mặt ông ta. Hơn nữa, Dương Tiêu đã từng cứu cha ông, Hình Kiến nào có thể trơ mắt nhìn Lý Hồ đưa Dương Tiêu đi. Hình Kiến nghiêm mặt nói, Dễ Hồ, chuyện này thuộc thẩm quyền của tôi. Không đến lượt ông can thiệp, phải không? Hình Kiến, tôi biết ông có quan hệ tốt với thằng nhóc này, nhưng vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp là một tội lớn, chắc ông cũng hiểu rõ. Tôi muốn đưa người đi, ông còn muốn ngăn cản tôi. Lý Hồ nheo mắt cười lạnh. Ông ta là lãnh đạo trực tiếp của Hình Kiến, người đứng đầu áp chế Hình Kiến, nếu Hình Kiến dám xen vào chuyện này, ông ta cũng sẽ dọn dẹp Hình Kiến. Ông, Hình Kiến tức giận. Đúng vậy, Lý Hồ là cấp trên cao nhất của ông, bị cấp trên chèn ép, không cần nói Hình Kiến tức giận như thế nào. Tránh ra, Lý Hồ mắng. Hình Kiến nghiền răng, khuôn mặt rất xấu xí. Tôi nói lại lần cuối, tránh ra, Lý Hồ trầm giọng mắng. Dương Tiêu biết Hình Kiến đang ở trong tình thế khó xử, anh cười nhẹ, ông Hình, không sao, chuyện nhỏ thôi. Nếu vì tôi mà ảnh hưởng tới ông, tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Lý Hồ là cấp trên của Hình Kiến, quan lớn nghiền nát đến chết, Dương Tiêu không muốn liên lụy Hình Kiến. Cậu Dương, Hình Kiến nói với vẻ mặt xúc động. Chuyện nhỏ, Dương Tiêu cười lắc đầu. Nói xong, Dương Tiêu dẫn đầu đi về phía trước. Chuyện này không liên quan gì đến ông Hình, đi thôi. Đi, Lý Hồ Diễu còn nói, đợi mình đưa người đi, thằng nhóc này sẽ hoàn toàn xong đời. Nhìn thấy Dương Tiêu bị mang đi, trong lòng Hình Kiên khá khó chịu. Trước khi lên xe, Lý Hồ trêu đùa, nhóc con, không còn sớm, mau lên xe đi. Nếu nhanh, có lẽ tối nay cậu còn kịp ăn cơm mồ. Thật không, vậy thì tôi thực sự mong đợi. Dương Tiêu nhếch miệng cười. Anh có thể cảm nhận được. E là Lý Hồ này có ác ý với mình. Lý Hồ cười lạnh trong lòng không thôi, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, chờ đến nơi sẽ tiễn cậu về Tây Thiên. Dương Tiêu bước lên xe, ngay lúc Lý Hồ đang định đưa Dương Tiêu đi, đột nhiên vang lên một tiếng vang âm vang. Hỗn láo, ông già này muốn xem, hôm nay ai dám đưa nhóc Dương đi. Trong tích tắc, một chiếc Rolls Royce Phantom phóng nhanh dừng trước xe của Lý Hồ. Bộp bộp, ngay sau đó, ông cụ cung. Cung Thiên Tề nhà họ Cung mặt lạnh bước xuống. Lão Cung, nhìn thấy rõ người tới, Lý Hồ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao lão già này lại tới đây? Nhìn thấy Cung Thiên Tề, vẻ mặt của Lý Hồ rất kinh ngạc, hiển nhiên ông ta thực sự không ngờ Cung Thiên Tề sẽ đích thân tới. Dương Tiêu kinh ngạc nói, ông Cung. So với Lý Hồ, Dương Tiêu còn kinh ngạc hơn. Anh bị giam giữ, các gia tộc lớn của Trung Nguyên sẽ lần lượt tới, Dương Tiêu cũng đã đoán được. Vốn Dương Tiêu nghĩ người nhà họ Cung đến sẽ là cung mình chủ nhà họ Cung, nhưng không ngờ ông cụ cung, Cung Thiên Tề lại đích thân đến hiện trường. Không biết rằng, khi biết tin Dương Tiêu bị giam giữ Cung Thiên Tề đã vô cùng sửng sôi. Nhìn chằm chằm Lý Hồ trong xe, Cung Thiên Tề nói, Lý Hồ, không gấp 3 ngày, thật sự phải lau mắt mà nhìn, đúng là cánh cứng cáp, muốn bay lên trời. Lão Cung, sao ông lại tới đây? Lý Hồ đâu dám do dự, lập tức xuống xe cung kính nói. Cung Thiên Tề là ông cụ nhà Mạnh Nhật Trung Nguyên, chinh chiến một đời đã gặp vô số anh hùng hào kiệt. Điều đáng nói là nếu hồi đó không có Cung Thiên Tề ủng hộ thì chắc chắn sẽ khôi có Lý Hồ ngày hôm nay. Cung Thiên Tề khít mũi nói, đừng gọi lỗi là Lão Cung, tôi không nhận nổi. Lão Cung, ông nói đùa rồi, nếu năm đó không phải do Lão Cung tiến cử, thì làm sao có tôi của ngày hôm nay. Trước mặt Cung Thiên Tề, Lý Hồ hạ thấp tư thế. Cung Thiên Tề lạnh lùng nói. Hóa ra cậu vẫn chưa quên gốc của mình. Nếu đã còn nhớ chuyện này, tại sao còn phải làm khó nhóc Dương? Cái gì, nhóc Dương? Nghe vậy, Lý Hồ sửng sốt. Những năm qua, ông ta lục đục trong nội bộ, một lòng muốn thăng chức, hoàn toàn không quan tâm đến động tính lớn ở Trung Nguyên. Hơn nữa, Dương Tiêu nổi lên như một thế lực mới, chỉ trong 1-2 tháng đã kết bạn với nhiều gia đình giàu có ở Trung Nguyên, Lý Hồ không biết cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì tất cả các tầng lớp xã hội chỉ chú ý đến các chuyên động trong vòng tròn của họ,
tin tức vệ các vân đê bên ngoài thường bị chặn. Ông quen thằng nhóc này, Lý Hỗ kinh ngạc hỏi. Cung Thiên tê khít mũi, nếu không phải có nhóc Dương, mạng của tôi đã mất lâu rồi, cậu nói xem quen hay không quen. Thằng nhóc này là ân nhân của nhà họ Cung, Lý Hỗ sửng sốt. Lúc này, Lý Hỗ cảm thấy hơi sởn cả tóc gáy. Ân nhân của Cung Thiên tè, muốn động nhất định phải cân nhắc một chút. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tạ Quần căm hận Dương Tiêu, ánh mắt Lý Hỗ hơi lạnh. Nhiều năm qua, Tạ Quần luôn đối xử tốt với ông ta, mỗi năm vào dịp năm mới, Tạ Quần đều tặng quà nặng ký tỏ lòng thành kính. Tạ Quần là một doanh nhân nhân thông minh, rất được Lý Hỗ yêu thích. Mà năm đó Cung Thiên Tê đã giúp ông ta, nhưng đó chỉ là chuyện cũ. Nếu phải lựa chọn, ông ta chắc chắn sẽ ủng hộ Tạ Quần. Điều quan trọng nhất là Lý Hỗ đã có chỗ đứng, cộng với những mối quan hệ đã có, ông ta sẽ sớm được thăng chức. Chờ ông ta được thăng chức, cho dù là gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên cũng phải sợ ông ta ba phân. Cung Thiên Tề nghiêm nghị nói, cậu đã biết nhóc Dương là ân nhân cứu mạng của tôi, mà còn không mau thả người. Lão Cung, học trò rất xin lỗi, Dương Tiêu đã phạm tội, tôi mặc bộ quần áo này làm sao có thể vì tình mà làm việc riêng được. Xin lỗi, hôm nay học trò chỉ có thể việc công làm việc công, đi. Lý Hỗ không hề cho Cung Thiên Tề mặt mũi. Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Lý Hồ, toàn thân Cung Thiên Tề run lên. Ông gờ sống cả đời, khi còn trẻ từng giúp đỡ rất nhiều bề dưới, ai mà biết được Lý Hỗ này sau khi có chút quyền thế lại tự phụ như vậy. Được lắm Lý Hỗ, cậu tốt nhất là không nên làm tổn hại một cọng tóc của nhóc Dương, nếu không, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Cung Thiên Tề sắp nổ tung. Thầy yên tâm, học trò sẽ công ra công. Lý Hồ không lạnh không nhạt đáp. Trên thực tế, trong lòng Lý Hồ đã điện cuông, gặp quỷ thật mà, xem ra muôn Dương Tiêu biên mát khỏi thế giới này là không có khả năng. Với thế lực của nhà họ Cung, nếu Dương Tiêu bóc hơi khỏi thế giới, e rằng công việc của ông ta sẽ khó giữ. Tuy nhiên, dựa vào bản chất ác liệt lần này, chỉ cần Dương Tiêu không chịu nổi là đủ. Nếu hại người tử vong, Dương Tiêu sẽ chỉ bị giết trong suy nghĩ của mình. Cung Thiên Tề nhìn Dương Tiêu. Nhóc Dương yên tâm, tôi sẽ huy động tất cả quan hệ đưa cậu ra ngoài. Không cần lãng phí tấm lòng như vậy đâu, ông Cung đã vất vả rồi. Bi Tiêu rất cảm kích nói. Lý Hồ mát kiên nhẫn nói với tài xế, đi đi. Vâng, tài xế trả lời ngay lập tức. Kít, kít. Ngay khi xe chuẩn CBI rời đi, từng đoàn xe lần lượt đến hiện trường. Lý Hồ, ông dám giam giữ cậu Dương, thật to gan. Trong phút chốc. Bước xuông khỏi một chiếc xe hơi sang trọng là bóng dáng Lưu Quyền chủ nhà họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc. Chuyện này dường như thuộc thẩm quyền của Hình Kiên. Lý Hồ, ông muốn làm gì? Ngay sau đó, Hoa Mộ Tranh nhà họ Hoa, một trong 10 đại gia hàng đầu bước ra khỏi xe. Đúng vậy, cô Hoa nói đúng, liên quan gì đến ông? Một giây tiếp theo, Kim Đại Trung cũng xuống xe. Lưu Quyền, Hoa Mộ Tranh, Kim Đại Trung, tại sao những người này lại tới đây? Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo suýt khiến Lý Hỗ ngã quy. Lý Hồ, ông biết tình hình cụ thể lúc đó không? Làm sao ông biết Dương Tài Ba không phải người bị hại? Ngay lập tức Liêu Thân Y, Liêu Giang Hà của Trung Nguyên đến hiện trường. Đúng vậy, nhóc Dương là người bị hại, nếu không tin có thể đi điều tra. Trên một chiếc xe sang trọng khác, bước xuống xe là Thánh Cờ Bạch Nguyên Kiệt cùng cháu gái Bạch Du Tĩnh. Tôi biết rất rõ chuyện này. Điện hạ nhà tôi mới là người bị hại lớn nhất. Một chiếc Maybach màu đen độc đoán nhanh chóng lao đến, Lý Thần Chiến với thân hình cao giáo toàn thân dữ tợn cũng đến. Chậc chậc, mọi người đến sớm vậy, tôi đến chậm một bước. Lại thêm một người khác tới, nhìn kỹ thì đó là Long Ngũ người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Tuyết Tiểu. Quần hùng đều đến, một luồng hơi thở uy nghiêm áp lực ập ập đến. Lý Hỗ ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn to như muôn rơi ra ngoài. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thánh Cờ Bạch Nguyên Kiệt, ông lớn vùng xám Lý Thân Chiến, hà còn có Long Ngũ từng thống trị Trung Nguyên 10 năm trước. Sao những người này lại tới đây? Trái tim của Lý Hỗ như thắt lại trên cổ họng, ông ta thật sự suýt bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đau tim. Lúc này Lý Hồ kinh hãi trong lòng nổi lên một trận gió bão, ông ta hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều gia đình quý tộc ở thành phố Trung Nguyên lần lượt đến. Ông lớn vùng xám cùng Thánh Cờ cũng lần lượt đến, điều này không phải quá kinh khủng sao? Nghĩ đến thái độ của Hình Kiến đối với mình vừa nãy, Lý Hỗ kinh hãi nhìn Dương Tiêu, rau. Sốt cuộc cậu là ai?
Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Chuyện đó, không còn sớm nữa phải không? Mau đi thôi, tôi hơi đói rồi, đi nhanh còn có thể ăn tối. Dương Tiêu cười trêu chọc. Nghe đến đây, Lý Hồ ổ suýt hộc máu. Vừa nãy chính xác là ông ta muốn Dương Tiêu bốc hơi khỏi thế giới, sự xuất hiện của Cung Thiên Tề đã phá vỡ hoàn toàn bố cục của ông ta. Không ngờ, chưa tới một phút, quần hùng ở Trung Nguyên đều đến, khiến Lý Hồ gần như sợ hãi. Nếu nhiều ông lớn như vậy lần lượt gây khó khăn, cho dù chức cao vọng trọng cũng không chịu nổi. Người bình thường, không, điều này tuyệt đối không có khả năng. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Lý Hồ lại kêu lên. Cậu ấy là ai? Lý Hồ, cậu ấy không phải ai khác, cậu Dương chính là lưỡi dao sắc bén của đất nước năm xưa, Mr. Yang, cũng chính là thần chết điện hạ dung trời chuyển đất năm xưa. Đột nhiên, một chiếc xe công vụ lao tới, một bóng dáng trang nghiêm bước xuống. Hải, lưỡi dao sắc bén của đất nước, Mr. Yang. Thần chết điện hạ dung trời chuyển đất năm xưa. Nghe vậy, trái tim của Lý Hỗ như vỡ ra, ánh mắt nhìn Dương Tiêu như nhìn thấy ma sởn tóc gáy. Mr. Yang, thần chết điện hạ. Tương tự như vậy, nghe thấy điều này, không chỉ Lý Hồ bị sốc, mà cả Cung Thiện Tế và những người khác cũng bị sốc. Cái tên này, đương nhiên họ đã nghe đền từ rất lâu rồi. Mr. Yang, biệt danh thần chết, lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc, đã tạo ra huyền thoại này đến huyền thoại khác, 5 năm trước chính phủ tuyên bố xuất ngũ. Trong lòng của vô số người trẻ tuổi ở trong nước, Mr. Yang là truyền kỳ, một nhân vật truyền kỳ không bao giờ phai nhạt. Người anh em Dương, cậu là thần trên năm xưa. Kim Đại Trung là người đầu tiên kinh ngạc nói. Long Ngũ trợn mắt há mồm, đờ mò, thật hay giả. Vẻ mặt của Bạch Du Tĩnh, Bạch Nguyên Kiệt, Lưu Quyên và những người khác lúc này muôn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Hiển nhiên họ không ngờ thân phận của Dương Tiêu lại kinh khủng như vậy. Vèo 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 on trong phút chốc, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn người vừa nói. Nhìn kỹ thì người vừa nói chuyện mặc trang phục công sở, vẻ mặt nghiêm nghị, khi nhìn về phía Dương Tiêu ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người vừa đến này là Phương Văn Châu, một ông lớn cao cấp ở thành phố Trung Nguyên, kiểm soát toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Tiểu Văn, cậu nói thật không? Đôi mắt già nua của Cung Thiên Tề tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Văn Châu tôn kính nhìn Cung Thiên Tề, thầy, những gì học trò nói đều là sự thật. Tin tức này do bên Đề Đô đích thân xác nhận. Cái gì? Do bên Đề Đô đích thân xác nhận. Nghe vậy, đám người há to miệng, mỗi người đều trợn mắt há hốc. Má ơi, mặt mũi Lý Hỗ tràn đầy kinh hãi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta không thể tin được nhìn chằm điểm Dương Tiêu, cậu. Cậu thật sự là Mr. Yang. Cậu thật sự là thần chết điện hạ. Làm nghề như bọn họ, cơ bản chẳng ai là chưa từng nghe đến biệt danh thần chết này. Đều là chuyện cũ năm xưa. Hồ Dương Tiêu cười nhẹ. Trời ơi! Sau khi xác nhận được thân phận của Dương Tiêu, Lý Hồ thật sự sắp ngất xỉu. Ông ta kinh hãi, Lý Hỗ không ngờ. Mình lại xúc phạm Dương Tiêu, thần chết năm xưa. Giờ này phút này, ngay cả ý nghĩ giết Tạ Quần, Lý Hỗ cũng đã cỏ. Nếu không phải Tạ Quần, ông ta sẽ không làm khó Dương Tiêu, càng sẽ không gặp biến cố lớn như vậy. Nghĩ đến việc xúc phạm thần chết điện hạ sâu sắc, Lý Hồ thật sự sắp hôn mê bất tỉnh. Phương Văn Châu, nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên đích thân bước tới kính cân nói, chào cậu Dương, tôi là Phương Văn Châu, lão thủ trưởng bên Đề Đỗ đã đích thân hạ lệnh bảo tôi đưa cậu về nhà. Ha, tôi chỉ qua uống một chén trà, sao lại quấy rầy đến bên Đề Đô rồi? Dương Tiêu dở khóc dở cười. Dương Tiêu cũng rất ngạc nhiên, chuyện anh đá Dương Bân Hàn ở sân bay lan truyền quá nhanh rồi nhỉ? Thế mà người bên Đề Đô đã nhận được tin tức. Không thê không nói. Sau khi Dương Tiêu chủ động xin xuất ngũ, trước tiên anh lần theo tụng thích của phó đội trưởng Lăng Anh huyện rơi xuống, sau đó xác định mình đã mắt gốc tu luyện, sau đó theo nguyện vọng của thầy đến Trung Nguyên làm người ở rễ. Tuy nhiên, Dương Tiêu có thể chắc chắn, khi mình xuất hiện sau nhiều năm, nhất định sẽ gây chấn động mạnh. Phương Văn Châu cung kính nói, thân phận thần triệt điện hạ tôn quý, không thể có sơ suất, lão thủ trưởng nói, ông ấy không cho phép cậu xuất ngũ. Không cho phép cũng không có cách nào. Cũng đã đưa ra thông báo xuất ngũ rồi. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Hạ khi xuống xe, Dương Tiêu xua tay, được rồi, trò hề đến đây là kết thúc. Tôi đã biết ở thành phố Trung Nguyên vẫn còn một số người sâu, cảm ơn mọi người đã vì Dương Tiêu tôi mà đến đây. Tôi, Dương Tiêu rất cảm kích, về phần thân phận của tôi,
mong mọi người hãy giữ bí mật. Hiểu, hiểu, Kim Đại Trung và những người khác nhanh chóng gật đầu. Trong lòng mỗi người đều nổi lên từng trận sóng gió, bọn họ đã đoán được Dương Tiêu có lai lịch phi thường từ lâu, nhưng bọn họ không ngờ Dương Tiêu lại có lai lịch lớn như vậy. Mr. Yang năm xưa, thần chết điện hạ dung trời truyền đất 5 năm trước. Cả đám người, cảm thấy như mơ, họ chỉ cảm thấy tất cả những điều này là quá viễn vông. Thế mà họ đã kết bạn với thần chết điện hạ, người từng chấn động toàn cầu. Ôi trời ơi, thật sự quá khiếp sợ. Dương Tiêu cũng dở khóc dở cười, anh vốn tưởng rằng tất cả đại gia tới nộp tiền bảo lãnh anh ra ngoài là được rồi, nhưng không ngờ lại kinh động đến bên đề đô. Đúng vậy, lần này thân phận bại lộ, thân phận thần chết này hoàn toàn không che giấu được nữa. Phương Văn Châu lạnh lùng liếc nhìn Lý Hồ, ý hốt sợ hãi nhìn Dương Tiêu, thần chết điện hạ, tôi có mắt không tròng xúc phạm cậu, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Lý Hồ hoàn toàn cúi đầu với Dương Tiêu. Ông ta biết thế hệ thần chết kiêng kỵ là có ý gì. Người này giao cho ông. Dương Tiêu nhìn Phương Văn Châu. Phương Văn Châu cung kính nói, thần chết điện hạ yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm trị không thai. Vừa nói, Phương Văn Châu lạnh lùng nhìn Lý Hồ nói, Lý Hồ, lá gan của ông thật sự không nhỏ. Người đâu, bắt Lý Hồ lại tiến hành điều tra cho tôi. Vâng, một người tiến lên bắt giữ Lý Hồ. Xong rồi, sau khi bị bắt, vẻ mặt Lý Hồ tràn đầy tuyệt vọng. Chuyện giữa ông ta và Tạ Quần đơn giản là không thể qua khỏi cuộc điều tra, một khi bị bại lộ thì có lẽ ông ta sẽ phải ngồi tù cả đời. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Tiêu quay sang Long Ngũ nói, anh Long Ngũ, đi, đưa tôi đến bệnh viện. Được, được rồi, Long Ngũ lập tức tỉnh táo đáp lại. Nhìn Dương Tiêu rời đi, bọn Kim Đại Trung đều sững sờ, vô cùng hỗn loạn tại chỗ. Nói thật, thân phận Dương Tiêu bại lộ không kém gì một cơn rồng bão, tất cả đều choáng váng. Ở hiện trường to lớn, chỉ có Hoa Mộ Tranh có thể coi là bình tĩnh, bởi vì ở Giang Nam cô đã biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh toát lên một chút gợn sóng. Cô biết nếu thân phận Long Chủ của tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới này bị bại lộ, e rằng những người này sẽ còn sốc hơn nữa ồ sau khi trở về, mọi người đều đạt được sự đồng thuận. Tất cả đều giữ bí mật về thân phận của Dương Tiêu. Dương Tiêu đã từng là thần chết dung trời chuyển đất, tin tức này quá nặng ký. Thậm chí, thân phận của Dương Tiêu không chỉ là một điều cấm kỵ, mà còn là một bí mật của chính phủ. Vì vậy, thân phận của Dương Tiêu không được dễ dàng tiết lộ với công chúng. Trong chốc lát, ai cũng hiểu tại sao Dương Tiêu lại nhẫn nhịn suốt 5 năm mà không tiết lộ thân phận. Hóa ra thân phận của Dương Tiêu thật sự gây sốc. Đưa Dương Tiêu đến bệnh viện. Long Ngũ không dám tin hỏi, tôi nói này người anh em, cậu thật sự là thân chết năm xưa à? Anh Long Ngũ, tất cả đều là quá khứ. Ảnh mất Dương Tiêu chấp động. Nghe thấy tiếng anh Long Ngũ này, trong lòng Long Ngũ dâng lên một dòng chảy ấm áp. Anh hiểu rằng dù Dương Tiêu có phải thần chết hay không thì người đàn ông trước mặt cũng là anh em tốt của anh. Sau sự việc này, Dương Tiêu hoàn toàn hiểu rằng vẫn có những kẻ ở thành phố Trùng Nguyên có ý xấu với mình. Tạ Quân, dám lộn xộn với Dương Tiêu tôi, rất tốt, tôi nhớ kỹ khoản nợ này rồi. Sau khi xuống xe, sắc mặt Dương Tiêu trở nên lạnh lùng. Bây giờ, Dương Tiêu không có thời gian để ý tới Tạ Quần, xử lý xong Dương Bân Hàn, vừa mới ra khỏi phòng giam, ưu tiên hàng đầu là đến bệnh viện xem Đường Kiến Quốc và Triệu Câm bị thương như thế nào. Vừa vào tới phòng bệnh, Đường Kiến Quốc nhìn thấy Dương Tiêu lập tức nổi trận lôi đình, Dương Tiêu cậu được lắm, cậu còn có mặt mũi mà tới đây hả? Thằng phế vật xui xẻo nhà cậu, tương lai tươi sáng của tôi bị cậu phá hủy rồi. Hôm nay tôi phải đánh chết đồ sao chổi nhà cậu. Nhìn Đường Kiến Quốc đang xúc động, Dương Tiêu chẳng hiểu gì cả. Tương lai tươi sáng bị mình phá hủy. Rốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Bân Hàn đột kích, Đường Kiến Quốc bị vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế đánh vào đầu, gây chấn động nhẹ. Vì sự cố này, đã đưa tới cho Đường Kiến Quốc không ít rắc rồi. Bồ, Đường Mộc Tuyết nhìn Đường Kiến Quốc đang nổi điên, vội vàng ngăn cản. Mặt Đường Kiến Quốc đen lại, như thế Dương Tiêu nợ ông ta 100 triệu tệ vậy, Mộc Tuyết, con đừng ngăn cản bó, hôm nay bồ sẽ đánh chết tên khôn kiếp này. Đánh chết cậu ta, phải đánh chết cậu ta, đồ rác rưởi này là sao chổi, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở đề đô cái chó má gì, theo mẹ, thân phận này không chỉ vô dụng mà còn mang tai họa đến cho nhà mình. Triệu Câm hét lên. Đến bây giờ, thảm nhất là Triệu Cầm, khuôn mặt của bà ta gần như bị nước nóng làm biến dạng. Nhìn thấy Dương Tiêu, trong mắt Triệu Cầm tràn đầy tức giận,
nếu có thể, bà ta thật sự muốn đứng dậy nhào nát xương cốt của Dương Tiêu. Nhìn thấy bố mẹ tức giận, Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, bố, mẹ, chuyện này không thể trách Dương Tiêu cũng là người bị hại. Dương Bân Hàn đột kích, quả thật đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình họ. Mộc Tuyết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Bố mẹ vợ vì mình mà bị thương, Dương Tiêu thực sự cảm thấy xấu hổ. Điều anh không mong muốn nhất là vì mình mà làm liên lụy đến gia đình Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết xoa dịu Đường Kiến Quốc, sau đó nhìn Dương Tiêu cười gượng, bố mắt việc rồi. Mắt việc, Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Đường Kiến Quốc tức giận trách măng, đúng vậy, là do sao chổi nhà cậu, dẫn đến việc tôi mắt công việc vật vả lắm mới tìm được này. Đây, Dương Tiêu nở nụ cười gượng. Đường Kiến Quốc tức giận nói, đây cái gì mà đây? Tôi không phải mật việc bình thường, vốn tôi đang có hy vọng vào trung tâm vận chuyên hành khách. Ồ, Dương Tiêu rất kinh ngạc. Sau khi hiểu rõ, Dương Tiêu mới hiểu toàn bộ quá trình. Trong khoảng thời gian này Đường Kiến Quốc lái taxi, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều biết về việc này. Thì ra khi bà Triệu qua đời, bởi vì tình huống đặc biệt Đường Kiến Quốc đã xin nghỉ phép, thời gian là đến 3 giờ chiều nay. Chiều nay 3 giờ Đường Kiến Quốc phải báo cáo với trung tâm vận tải hành khách, bởi vì chiếc taxi là thuê của người khác. Hiện tại, do Đường Kiến Quốc vi phạm quy định, chủ sở hữu taxi sợ sau này Đường Kiến Quốc sẽ không thể ổn định nên đã không cho ông ta thuê nữa. Trong thực tế, đây là điều thứ yếu. Điều quan trọng nhất là Đường Kiến Quốc muốn vào trung tâm vận. Tải hành khách có một công việc ổn định. Nói thăng ra, Đường Kiến Quốc có quan hệ tốt với một vị lãnh đạo nào đó của trạm xe. Mấy ngày nay Đường Kiến Quốc đã tặng không ít quà cho người ta, muốn trở thành nhân viên hợp đồng của trạm xe. Xét cho cùng, dù công nhân hợp đồng tại trạm xe không phải biên chế nhưng ít ra họ cũng là lao động tự do, thu nhập khá ổn định và tốt hơn nhiều so với chạy taxi. Chiều nay lãnh đạo định hỗ trợ Đường Kiến Quốc, đã hẹn giờ xong, ai dè Đường Kiến Quốc vì nhập viện mà đến muộn, muốn trở thành nhân viên hợp đồng đã vô tình gián tiếp bị sụp đổ. Như đã biết. Nhân viên hợp đồng trạm xe không phải là việc mà ai muốn thì có thể làm được, không biết bao nhiêu người đánh vỡ ra đâu muốn được vào trạm xe kiếm một công việc tử tế. Nghĩ Dương Bân Hàn là anh cả của năm mà không tiết lộ thân phận. Hóa ra thân phận của Dương Tiêu thật sự gây sốc. Đưa Dương Tiêu đến bệnh viện, Long Ngũ không dám tin hỏi, tôi nói này người anh em, cậu thật sự là thân chết năm xưa à? Anh Long Ngũ, tất cả đều là quá khứ. Ảnh mất Dương Tiêu chấp động. Nghe thấy tiếng anh Long Ngũ này. Trong lòng Long Ngũ dâng lên một dòng chảy ấm áp. Anh hiểu rằng dù Dương Tiêu có phải thần chết hay không thì người đàn ông trước mặt cũng là anh em tốt của anh. Sau sự việc này, Dương Tiêu hoàn toàn hiểu rằng vẫn có những kẻ ở thành phố Trùng Nguyên có ý xấu với mình. Tạ Quân, dám lộn xộn với Dương Tiêu tôi, rất tốt, tôi nhớ kỹ khoản nợ này rồi. Sau khi xuống xe, sắc mặt Dương Tiêu trở nên lạnh lùng. Bây giờ, Dương Tiêu không có thời gian để ý tới Tạ Quân. Xử lý xong Dương Bân Hàn, vừa mới ra khỏi phòng giam, ưu tiên hàng đầu là đến bệnh viện xem Đường Kiến Quốc và Triệu Câm bị thương như thế nào. Vừa vào tới phòng bệnh, Đường Kiến Quốc nhìn thấy Dương Tiêu lập tức nổi trận lôi đình, Dương Tiêu cậu được lắm, cậu còn có mặt mũi mà tới đây hả? Thằng phế vật xui xẻo nhà cậu, tương lai tươi sáng của tôi bị cậu phá hủy rồi. Hôm nay tôi phải đánh chết đồ sao chổi nhà cậu. Nhìn Đường Kiến Quốc đang xúc động, Dương Tiêu chẳng hiểu gì cả. Tương lai tươi sáng bị mình phá hủy. Rốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Bân Hàn đột kích, Đường Kiến Quốc bị vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế đánh vào đầu, gây chấn động nhẹ. Vì sự cố này, đã đưa tới cho Đường Kiến Quốc không ít rắc rối. Bói, Đường Mộc Tuyết nhìn Đường Kiến Quốc đang nổi điên, vội vàng ngăn cản. Mặt Đường Kiến Quốc đen lại, như thế Dương Tiêu nợ ông ta 100 triệu tệ vậy. Mộc Tuyết, con đừng ngăn cản bó, hôm nay bổ sẽ đánh chết tên khôn kiếp này. Đánh chết cậu ta, phải đánh chết cậu ta. Đồ rác rưởi này là sao chổi, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô cái chó má gì, theo mẹ, thân phận này không chỉ vô dụng mà còn mang tai họa đến cho nhà mình. Triệu Câm hét lên. Đến bây giờ, thảm nhất là Triệu Câm, khuôn mặt của bà ta gần như bị nước nóng làm biến dạng. Nhìn thấy Dương Tiêu, trong mắt Triệu Câm tràn đầy tức giận, nếu có thể, bà ta thật sự muốn đứng dậy nhào nát xương cốt của Dương Tiêu. Nhìn thấy bố mẹ tức giận. Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, bỏ, mẹ, chuyện này không thể trách Dương Tiêu cũng là người bị hại. Dương Bân Hàn đột kích, quả thật đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình họ. Mộc Tuyết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi.
bồ mẹ vợ vì mình mà bị thượng, Dương Tiêu thực sự cảm thấy xấu hổ. Điều anh không mong muốn nhất là vì mình mà làm liên lụy đến gia đình Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết xoa dịu Đường Kiến Quốc, sau đó nhìn Dương Tiêu cười gượng, bồ mắt việc rồi. Mắt việc, Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Đường Kiến Quốc tức giận trách mắng, đúng vậy, là do sao chổi nhà cậu, dẫn đến việc tôi mắt công việc vật vả lắm mới tìm được này. Đây, Dương Tiêu nở nụ cười gượng. Đường Kiến Quốc tức giận nói, đây cái gì mà đây? Tôi không phải mật việc bình thường, vốn tôi đang có hy vọng vào trung tâm vận chuyên hành khách. Ồ, Dương Tiêu rất kinh ngạc. Sau khi hiểu rõ, Dương Tiêu mới hiểu toàn bộ quá trình. Trong khoảng thời gian này Đường Kiến Quốc lái taxi, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều biết về việc này. Thì ra khi bà Triệu qua đời, bởi vì tình huống đặc biệt Đường Kiến Quốc đã xin nghỉ phép, thời gian là đến 3 giờ chiều nay. Chiều nay 3 giờ Đường Kiến Quốc phải báo cáo với trung tâm vận tải hành khách, bởi vì chiếc taxi là thuê của người khác. Hiện tại, do Đường Kiến Quốc vi phạm quy định, chủ sở hữu taxi sợ sau này Đường Kiến Quốc sẽ không thể ổn định nên đã không cho ông ta thuê nữa. Trong thực tế, đây là điều thứ yếu. Điều quan trọng nhất là Đường Kiến Quốc muốn vào trung tâm vận. Tải hành khách có một công việc ổn định. Nói thẳng ra, Đường Kiến Quốc có quan hệ tốt với một vị lãnh đạo nào đó của trạm xe. Mấy ngày nay Đường Kiến Quốc đã tặng không ít quà cho người ta, muốn trở thành nhân viên hợp đồng của trạm xe. Xét cho cùng, dù công nhân hợp đồng tại trạm xe không phải biên chế nhưng ít ra họ cũng là lao động tự do, thu nhập khá ổn định và tốt hơn nhiều so với chạy taxi. Chiều nay lãnh đạo định hỗ trợ Đường Kiến Quốc, đã hẹn giờ xong, ai dè Đường Kiến Quốc vì nhập viện mà đến muộn, muốn trở thành nhân viên hợp đồng đã vô tình gián tiếp bị sụp đổ. Như đã biết, nhân viên hợp đồng trạm xe không phải là việc mà ai muốn thì có thể làm được, không biết bao nhiêu người đánh vỡ ra đâu muốn được vào trạm xe kiếm một công việc tử tế. Nghĩ Dương Bân Hàn là anh cả của Dương Tiêu, Đường Kiến Quốc không chút giận lên người Dương Tiêu thì có thể chút lên ai. Đúng vậy, bây giờ chủ xe không còn cho thuê nữa, mong muốn trở thành nhân viên hợp đồng, của ông ta cũng nguội lạnh, không cần nói Đường Kiến Quốc tức giận với Dương Tiêu đến mức nào. Chuyện là như vậy đấy, Đường Mộc Tuyết kể lại. Dương Tiêu nghe xong, không nhịn được bật cười, chỉ là chuyện nhỏ này. Bồ, đến mức bố phải tức giận như vậy. Đến mức, chẳng phải cậu là người nhà họ Dương ở Đà Đô hả? Chẳng phải cậu rất giỏi hả? Tới đi, có bản lĩnh thì lấy hợp đồng công việc đưa cho tôi, đừng để tôi nhìn cậu không vừa mặt. Nhìn vẻ mặt của Dương Tiêu thoải mái như vậy, Đường Kiến Quốc tức giận mà không có chỗ xả. Đúng vậy, cậu giỏi thì cậu làm đi. Triệu Câm châm chọc nói. Bây giờ, tin tức về việc Đường Mộc Tuyết trở thành chủ mới của nhà Đường đã lan truyền trong nhà họ Đường, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đương nhiên biết chuyện. Vì vậy, Dương Tiêu đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô, đương nhiên hai người cũng biết đến. Giấy không thể gói được lửa, Dương Tiêu cũng không có ý định dâu. Đối với Dương Tiêu, chỉ cần thân phận thân chết và long chủ không bị lộ ra trước mặt bố mẹ vợ là đủ. Tuy nhiên, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vẫn có thành kiến với Dương Tiêu. Bọn họ đã nghe nói Dương Tiêu đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô, là một đứa con rơi, nhiều năm trước đã bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi nhà. Ở trong mắt hai người, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô bị đuổi khỏi nhà cho dù có xuất thân tốt thì vẫn chẳng khác gì đồ bỏ đi. Dương Tiêu nhìn Đường Kiến Quốc, bồ, bây giờ Mộc Tuyệt đã là chủ của nhà họ Đường, nếu bồ muốn đi làm thì có thể tìm việc ở trong công ty. Không cần đến những nơi như trạm xe. Hừ, cậu thì biết cái gì? Không giống nhau, chuyện này không giống. Đường Kiến Quốc tức giận nói. Trước đây ông ta không thể hòa nhập vào vòng tròn lớn của nhà Đường, sau khi rời khỏi nhà họ Đường ông ta chạy taxi. Đối với nơi như trạm xe, Đường Kiến Quốc có một tình cảm đặc biệt. Mong ước lớn nhất của ông ta trong những năm gần, đây là tìm được một công việc tử tế ở trạm xe giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Giờ đây, cô con gái lớn Đường Mộc Tuyết có nhiều triển vọng, trở thành người đứng đầu nhà họ Đường. Thân là bề trên, Đường Kiến Quốc không muốn can thiệp vào sự nghiệp của con gái mình. Hơn nữa, ông ta thực sự không thể hòa hợp với nhà họ Đường. Đường Mộc Tuy, ít cũng thuyết phục, bó, nếu bố thật sự không chịu nỗi nhàn rồi, thì thật sự có thể tìm một công việc ở tập đoàn Tuyết Tiêu, bố thích làm gì thì làm. Mộc Tuyết, con biết bố không thích bầu không khí như vậy mà, đó không phải là điều mà bố theo đuổi. Đường Kiến Quốc cô chấp nói. Sự nghiệp của con gái thành công. Đường Kiến Quốc thân là một người bố đương nhiên rất vui cho Đường Mộc Tuyết. Đường Kiến Quốc cũng biết nếu đến công ty của con gái,
ông ta có thể tự chọn một vị trí. Chỉ là Đường Kiến Quốc thật sự không có sở trưởng gì, ông ta yêu thể diện, không muốn bị người trong công ty âm thầm nói mình bát tài, tất cả đều là bởi vì con gái của ông ta mới được vị trí đó. Đường Mộc Tuyết cười khổ nhìn Dương Tiêu, thật sự không có cách nào với bô cả. Triệu Cầm nằm trên giường bệnh truyền dịch, chế nhạo. Dương Tiêu, không phải cậu là người nhà họ Dương ở Đề Đô hả? Không phải nhà họ Dương ở Đề Đô các cậu có quyền thế ngật trời hả? Được rồi, cậu hãy giúp bố vợ lây được công việc ở trạm xe, nếu cậu làm được, tôi sẽ không so đo chuyện này với cậu. Chuyện này là thật, tinh thần Dương Tiêu phần chắn lên. Anh cùng cha khác mẹ đột kích mang lại ảnh hưởng rất lớn cho gia đình, trong lòng Dương Tiêu không hề có chút áy náy thì đương nhiên đó là giả dối. Nếu giúp Đường Kiến Quốc có được công việc này, có thể xoa dịu cơn tức giận của hai người, thì tự nhiên hai bên sẽ êm đẹp. Đường Kiến Quốc lạnh lùng khít mũi, đừng ăn nói lớn lối, cậu cho rằng công việc ở trạm xe dễ lấy hả? Số lượng nhân viên hợp đồng rất có hạn, nhưng không phải ai cũng lấy được. Bó, một nhân viên hợp đồng đơn giản thì tính là gì? Nếu như bế thích, muốn làm trạm trưởng cũng không phải vấn đề lớn. Dương Tiêu cười nhẹ. Cái gì? Làm trạm trưởng? Vừa nói ra lời này, vốn Đường Kiến Quốc đang tức giận mắt lập tức mở to, cả người ngây ngốc tại chỗ. Trạm trưởng, Đường Mộc Tuyết cùng Triệu Câm đều kinh ngạc ha Dương Tiêu, ánh mắt lập tức thay đổi. Ngay sau đó, ánh mắt của Đường Kiến Quốc và Triệu Câm đều trở nên rất nghi ngờ. Trưởng trạm trạm xe? Làm sao có thể? Như đã biết, trạm trưởng trạm xe có biên chế chính thức, là người của nhà nước. Cậu đang lừa gạt ai hả? Coi tội là đứa trẻ 3 tuổi hả? Đường Kiến Quốc tỉnh táo lại càng khó chịu hơn. Thường đi lang thang quanh trung tâm vận tải hành khách, làm gì có chuyện Đường Kiến Quốc không biết trạm trưởng trạm xe có ý nghĩa gì. Đừng quên, thành phố Trung Nguyên là một thành phố mới cập 1, tuy trạm xe mà ông ta nói không phải là trạm xe tông của thành phố Trung như hiện nó thuộc về một trạm xe nhỏ. Tuy nhiên, trạm trưởng trạm xe của một trạm nhỏ cũng là một người quyền cao chức trọng, dưới trướng cai quản rất nhiều người. Hơn nữa, Dương Tiêu chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, sao có thể để mình trở thành trạm trưởng chứ? Cho dù bây giờ Dương Tiêu có được sự công nhận của nhà họ Dương ở Đề Đô, chẳng lẽ tay của nhà họ Dương ở Đề Đô có thể với tới tận thành phố Trung Nguyên? Theo ý kiến của Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm, sở dĩ Đường Mộc Tuyết có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Đường là không liên quan gì đến Dương Tiêu, hoàn toàn là thực lực của Đường Mộc Tuyết. Cả hai người đều không có mặt trong ngày Đường Mộc Tuyết năm quyên nhà họ Đường, cũng không hiểu tình hình cụ thể. Bởi vì chuyện này không phải là chuyện vinh quang gì của nhà họ Đường, nên đám con cháu dòng chính nhà họ Đường cũng không công khai. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm chỉ biết nhà họ Đường đã thay đổi, con gái lớn của họ Đường Mộc Tuyết hiện là người đứng đầu nhà họ Đường và đã sáp nhập tập đoàn Y Dược Đường Nhân và tập đoàn Tuyết Tiêu. Điều họ không biết là sự việc này trước sau đều do một tay Dương Tiêu góp sức. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là phế vật chính công, thành kiên này trong chốc lát không thể xóa bỏ. Mặc dù họ biết Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, bắt được kẻ sát hại bà Triệu, thậm chí còn biết Dương Tiêu xuất thân từ nhà họ Dương ở Đế Đô. Tuy nhiên, trong mắt hai người những thứ này đều vô dụng. Chỉ cần Dương Tiêu không đạt tới bước bọn họ phải ngước nhìn, thì Dương Tiêu vẫn là phế vật. Chấp niệm quá sâu khó có thể xua tan. Bó, bây giờ con cũng không phải là con của trước kia, chỉ cần bố bằng lòng, chỉ một vị trí trạm trưởng trạm xe nhỏ kia con có thể lấy được. Dương Tiêu tự tin nói. Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, Dương Tiêu, đừng mạnh miệng. Đường Mộc Tuyết biết trạm xe thuộc quyền quản lý của Cục Giao thông gạch dưới vận tải, nói thế nào thì cũng thuộc về nhà nước. Cho dù bây giờ cô đang nắm quyền điều hành toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu, cô cũng không có tự tin để bố mình ngồi lên vị trí trạm trưởng. Được, tôi muốn xem hôm nay thằng nhóc nhà cậu để tôi ngồi lên vị trạm trưởng như thế nào. Đường Kiến Quốc hăng hái nói. Cái chết của bà Triệu ở huyện Thiên Sơn, hành động của Dương Tiêu khiến Đường Kiến Quốc sinh ra chút ân tượng tốt với Dương Tiêu. Vì Dương Bân Hàn đột kích, dẫn đến việc ông ta đã mất việc, mất hy vọng trở thành một nhân viên hợp đồng trạm xe, bị đánh một trận chân động nhẹ. Ấn tượng của Đường Kiến Quốc về Dương Tiêu trở nên vô cùng tồi tệ. Nói Dương Tiêu là sao chổi còn nhẹ chán, nếu không phải Đường Mộc Tuyết ngăn cản, vừa rồi Đường Kiến Quốc đã tiến lên dạy dỗ Dương Tiêu một trận rồi. Triệu Câm nằm trên giường tức giận. Nói, đúng vậy, Dương Tiêu, đừng để bà đây coi thường cậu, cậu có bản lĩnh thì lấy cho tôi xem L. Bố, mẹ, Mộc Tuyết, mọi người yên tâm, chuyện này con sẽ lo. Dương Tiêu nghiêm nghị nói.
Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, Dương Tiêu. Mộc Tuyết, không sao đâu, tin anh. Dương Tiêu nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ tính trước kỹ càng của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết vẫn không khỏi vô cùng lo lắng cho Dương Tiêu. Xét cho cùng, để bố làm trạm trưởng cũng không phải chuyện nhỏ. Dương Tiêu để lại ánh mắt yên tâm rồi bước ra ngoài bệnh viện. Nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Tiêu rời đi, Đường Kiên Quốc lại khít mũi, ông ta không tin Dương Tiêu ăn nói bậy bạ. Chuyện làm trạm trưởng không phải chuyện đùa của trẻ con, cho dù là nhà họ Dương ở Đề Đô ra mặt, có lẽ cũng không dễ xử lý. Triệu Cầm chế nhạo, nếu phế vật này làm không xong, quay về xem bà đây xử lý cậu ta như thế nào. Nghĩ khuôn mặt suýt biến dạng vì Dương Tiêu, Triệu Cầm thật sự muốn tát chết Dương Tiêu cho hả giận. Đường Mộc Tuyết vô cùng lo lắng, cô thật sự không hiểu tại sao Dương Tiêu lại nói ra lời như vậy. Đường Mộc Tuyết không hề hay biết người đàn ông của cô mạnh đến mức nào. Ngay khi thân phận lưỡi dao sắc bén của đất nước bại lộ, trong toàn bộ thành phố Trung Nguyên này ai dám khống bẩy nê Dương Tiêu ba phân. Anh Long Ngũ, anh tra cho tôi xem ai là người phụ trách trạm xe gạch dưới Trung Nguyên Nam ở thành phố Trung Nguyên. Ra khỏi bệnh viện, Dương Tiêu đã gọi điện cho Long Ngũ. Giờ đây, tập đoàn Tuyệt Tiêu có mạng lưới tình báo của riêng mình, vì vậy những vấn đề nhỏ nhặt như này có thể trực tiếp liên hệ với Long Ngũ. Long Ngũ đã tỉnh táo lại sau khi biết thân phận thần chết điện hạ của Dương Tiêu, anh nhanh chóng tra ra tất cả các thông tin phụ trách trạm xe Trung Nguyên Nam. Chuyện này có lẽ cậu phải đến nhà họ Tạ, một trong 10 đại gia hàng đầu ở Trung Nguyên. Trong nhà họ Tạ có người đang làm ở trong cục giao thông. Long Ngũ nói thật. Nghe vậy, Dương Tiêu chê nhạo, nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ có người làm trong cục giao thông. Thú vị, thật thú vị. Không phải oan gia không chạm trán. Vừa hay đang nghĩ đến khi nào đến thăm nhà họ Tạ, ai dè nhà họ Tạ này lại có quan hệ với cục giao thông. Vì thế, Dương Tiêu không chút do dự bắt taxi đến nhà họ Tạ. Dương Tiêu biết muốn giúp Đường Kiến Quốc giải quyết công việc, nhất định phải nhờ cục giao thông can thiệp. Thân phận của Dương Tiêu quá đặc biệt, chưa đến bước cuối cùng, Dương Tiêu không có ý định tiết lộ thân phận của mình để giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự nhà họ Tạ, chủ nhà họ Tạ, Tạ Quân nhận được một cuộc điện thoại như bị sét đánh ngang tai sững sờ tại chỗ. Cái gì? Lý Hồ bị bắt mang đi điều tra. Tạ Quân đột nhiên tải mặt. Ông ta loạng choạng như thể bị trút hết sức lực, ngồi trên chiếc ghế gỗ gụ trong phòng khách. Dương Tiêu, lại là tên Dương Tiêu này, ngay cả Lý Hồ cũng là bại trong tay thằng danh này, rốt cuộc Dương Tiêu có lai lịch gì? Tạ Quân dựng tóc gáy, ông ta biết Lý Hồ xúc phạm Dương Tiêu nên mới chọc giận những nhân vật lớn ở Trung Nguyên. Ông lớn quyền lực ở Trung Nguyên này đã đích thân ra lệnh bắt Lý Hồ, tiến hành điều tra Lý Hồ. Lý Hồ là ai? Đó là cấp trên hàng, đầu của Hình Kiến. Địa vị đó cao quý đến mức nào? Theo lời đồn, ông lớn quyền lực này nhận được cuộc gọi từ Đề Đô, lập tức ra mặt cứu Dương Tiêu. Chẳng lẽ là nhà họ Dương ở Đề Đô ra tay? Trán Tạ Quân đổ đầy mồ hôi lạnh. Tin tức Dương Tiêu có biệt danh là thần chết, lưỡi dao sắc bén của đất hoàn toàn được giữ bí mật, khi nhà họ Đường thay đôi. Tạ quản mới biết Dương Tiêu là người của nhà họ Dương ở Đề Đô. Trong mắt ông ta, Dương Tiêu là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, không thể gây sóng gió gì cả. Ai có thể ngờ rằng lần này nhờ Lý Hỗ giải quyết Dương Tiêu, ông ta lại gặp rắc rối lớn. Kít đúng lúc này, một chiếc taxi dừng trước biệt thự của nhà họ Tạ. Sau khi xuống xe, Dương Tiêu đi thẳng vào phía trong nhà họ Tạ. Đứng lại, nhóc con, cậu làm gì thế hả? Biết đây là đâu không? Cút ngay, không thì đừng trách ông đây không khách sáo với cậu. Trước khi đến cửa nhà Tạ, một nhân viên bảo vệ ở cửa thấy Dương Tiêu ăn mặc bình thường đã khinh thường mắng mỏ Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào nhân viên bảo vệ không tức mà uy mắng, không khách sáo. Thật không, lập tức bảo Tạ quần cút ra đây gặp tôi. Cái gì, bảo chủ nhà nhà họ Tạ lập tức cút ra đây gặp cậu ta. Thằng nhóc này bị điên à? Vừa rút lời. Nhân viên bảo vệ ở cửa kinh hoàng như vừa nhìn thấy ma. Bảo chủ nhà nhà bọn tôi ra gặp cậu. Thằng nhóc nhà cậu trước khi đi ra ngoài quên uống thuốc hả? Nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Dương Tiêu, nhân viên bảo vệ ở cửa vô cùng tức giận. Tạ Quân là ai? Đó là một trong 10 đại gia hàng đầu ở Trung Nguyên, chủ nhà họ Tạ, là một doanh nhân có tiếng trong toàn bộ Trung Nguyên. Trong mặt của nhân viên bảo vệ, Tạ Quân là người có giá trị con người hơn 100 triệu tệ ở tỉnh Hà Nam to lớn, ai dám vô lễ với Tạ Quân. Bảo Tạ Quân chủ nhà nhà họ Tạ ra ngoài gặp cậu ta, tên nhóc này thật sự kiêu ngạo.
Dương Tiêu cũng lười lãng phí thời gian với người này, tôi nói lại lần cuối, bảo Tạ Quân cút ra ngoài gặp tôi. Đờ mờ, danh con, chưa xong hả? Nói cho cậu biết, đây là biệt thự nhà họ Tạ, một trong 10 đại gia hàng đầu ở Trung Nguyên, là biệt thự nhà họ Tạ, cút ngay, ngay lập tức. Nhân viên bảo vệ ở cửa sững sờ, thật sự không hiểu Dương Tiêu lây đâu ra can đảm dám ăn nói bừa bãi trước biệt thự nhà họ Tạ. Dương Tiêu cười giễu cợt, cút, thật không, tránh ra cho tôi. Người này đã không hợp tác, Dương Tiêu tự nhiên có ý định xông vào nhà họ Tạ. Này, thằng nhóc nhà cậu hưng phấn hả? Bảo vệ nhìn Dương Tiêu định xông lên, mũi anh ta suýt nữa phun khói. Dẹt dẹt dẹt. Trong tích tắc, nhân viên bảo vệ ở cửa bấm nút, rồi khui điện trong tay lập tức phát ra dòng điện lớn, phát ra tiếng dẹt dẹt, đặc biệt kinh người. Tiểu súc sinh, tôi thấy cậu chán sống rồi. Dám xông vào nhà họ Tạ, lá gan của cậu thật lớn. Nhân viên bảo vệ ở cửa tức giận nói. Bịch bịch bị trồ nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều nhân viên bảo vệ trong khắp nơi trong biệt thự của nhà họ Tạ đã nghe tin mà đến. Có chuyện gì vậy? Một nhóm nhân viên bảo vệ vây quanh. Nhân viên bảo vệ ở cửa mặt mày nghiêm nghị, tiểu súc sinh này không chỉ yêu cầu chủ nhà chúng ta cút ra ngoài gặp cậu ta, còn có ý định xông vào nhà họ Liệt các anh em, các người nghĩ nên xử lý thằng nhóc này như thế nào? Cái gì, bảo chủ nhà cút ra ngoài gặp cậu ta, thằng nhóc này chê sông lâu hả? Xử lý thằng nhóc này như thế nào? Chuyện này không đơn giản, trừng trị cậu tai. Đúng vậy, vừa nhìn đã thấy thằng nhóc này không êm dịu, các anh em trừng trị cậu tan. Nhóm nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ mặt hung dữ, muôn lao vào xé Dương Tiêu ra từng mảnh. Trừng trị cậu ta, nhân viên bảo vệ ở cửa tức giận hét lên. Trừng trị cậu ta, một đám người tức giận mắng. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng, những nhân viên bảo vệ nhà họ Tạ này thật sự có đức tính không kém gì ông chủ Tạ Quân. Hỗn láo, ai dám ra tay đánh cậu Dương? Ngay khi nhóm nhân viên bảo vệ chuẩn bị ra tay đánh Dương Tiêu, một giọng nói như sấm sét bất ngờ bùng nổ, Tạ Quân vội vàng lao từ trong nhà họ Tạ ra. Chủ nhà, nhìn thấy Tạ Quân tới gần, đám nhân viên hào vệ lập tức dừng tay. Bopi, y vừa bước tới, Tạ Quân đã tát mạnh vào mặt nhân viên bảo vệ ở cửa. Trừng trị cậu lấy. Ngay cả cậu Dương, mà cậu cũng dám xúc phạm, mẹ nó cậu chán sông hả? Cậu Dương, chủ nhà, tên khôn kiệp này vừa bảo người cút ra ngoài gặp cậu ta. Tôi thấy cậu ta dám báng bổ uy nghiêm của chủ nhà, cho nên tôi GNS bị cho cậu ta biết tay một chút. Bị Tạ Quân tát một cái vào mặt, nhân viên bảo vệ ở cửa chợt cảm thấy ấm ức, cái gì? Còn có chuyện như vậy? Tạ Quân kinh hãi hỏi. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Tạ Quân, đúng vậy. Lời này thật sự do tôi nói, bảo ông cút ra ngoài gặp tôi thì có vấn đề hả? Đối với lão nghé con Tạ Quân này, Dương Tiêu sẽ không cho mặt mũi đẹp. Kể từ lúc trong hội nghị thâm định báu vật mình giúp Kim Đại Trung làm mắt mặt Tạ Quân đã hoàn toàn nhớ mình. Trong bữa tối từ thiện do Tô Thiên Lung tổ chức ở thành phố Trung Nguyên, vào đêm hôm đó ông ta đã hợp tác với Bạch Quỳnh gài bẫy anh nhưng may mắn trong nháy mắt bị mình nhìn thấu tiến hành giết ngược lại đến đường cùng. Nếu đổi là một người bình thường, thì e là đã bị Tạ Quân chơi đùa chết lâu rồi. Thằng nhóc này xong đời rồi. Nhìn thấy Dương Tiêu không cho Tạ Quân thể diện, nhân viên bảo vệ ở cửa mừng thâm trong lòng. Ngay lúc nhóm nhân viên bảo vệ xác định Dương Tiêu sắp gây chuyện lớn, Tạ Quân cô nặn ra một nụ cười, Tạ. Sao, hoàn toàn không có vấn gì. Ở trước mặt cậu Dương, Tạ Quân tôi chỉ là cái rắm. Hử, y khi nghe thấy điều này, tất cả các nhân viên bảo vệ tại hiện trường nghi ngờ phải chăng mình đã nghe nhầm. Tạ Quân chủ nhà họ Tạ nói mình là cái rắm. Sao có thể như thế được? Mặt mũi Tạ Quân tràn đầy run rẩy, ông ta hiểu sâu sắc Dương Tiêu trước mặt không còn là phê vật Dương Tiêu khi xưa nữa. Ngay cả ông lớn đứng sau ông ta cũng vì Dương Tiêu mà bị bắt đi điều tra, nếu dám xúc phạm Dương Tiêu thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tạ Quân là một người khôn ngoan, ông ta hiểu sâu sắc Dương Tiêu của ngày hôm nay không còn là quả hồng mềm khi đó nữa. Lý Hồ là người ông tìm. Dương Tiêu cười lạnh. Cảm nhận được cái lạnh băng tỏa ra từ cơ thể của Dương Tiêu, Tạ Quân bị dọa toàn thân giật mình. Cậu Dương, tôi cũng bị lão già Điền Lộc kia mê hoặc. Nếu không phải Điền Lộc, dù cho tôi 10 lả gan cũng không dám xúc phạm cậu. Giờ này phút này, Tạ Quân hồi hận nứt ruột. Nếu ông ta biết Dương Tiêu có sức mạnh phi thường, ông ta sẽ không bao giờ xúc phạm Dương Tiêu nữa. Điền Lộc, con trai của lão già này gạch dưới mới chết ông ta đã nóng nảy muôn vệ Tây Thiên Hà. Trong mặt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng. Nghe vậy, Tạ Quân càng hoảng sợ.
Đúng dự như đoán, cái chết của Điền Chân Hưng cậu chủ nhà họ Điền không tránh khỏi có liên quan với Dương Tiêu. Đúng đúng đúng, tất cả là do Điền Lộc bảo tôi làm. Tạ Quân vội vàng nói. Với tâm lý mình sống là được, Tạ Quân rất không có tình người đẩy Điền Lộc ra ngoài. Chỉ cần Dương Tiêu chút hết giận lên Điền Lộc, nhà họ Tạ của ông ta sẽ không phải chịu đòn mang tỉnh hủy diệt. Dương Tiêu làm sao có, thể không bia được tâm tư nhỏ của Tạ Quân, anh nhìn chằm chằm Tạ Quân lạnh lùng mắng, ông nghĩ làm như vậy là có thể chôn tránh trách nhiệm. Quỳ xuống cho tôi. Tôi, Tạ Quân trợn tròn mắt. Toàn thân Dương Tiêu bốc lửa, quỳ xuống. Phí Châu dưới hơi thở mạnh mẽ này, Tạ Quân đã không còn kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, hai chân mềm nhũn ra, hoàn toàn ngã quỵ trên mặt đất. Dường như những gì trước mặt ông ta không phải là một con người, mà là ác quỷ, kẻ có thể đòi mạng ông ta bất cứ lúc nào. Cậu Dương, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, xin cậu tha cho nhà họ Tạ một con đường sống. Tạ Quân kinh hãi vội vàng nói. Ông ta thật sự đã hối hận đứt ruột. Nếu cho ông ta một cơ hội khác, Tạ Quân sẽ không xúc phạm đến người siêu tàn nhân như Dương Tiêu này. Nhìn Tạ Quân đang quỳ trên mặt đất, trên mặt Dương Tiêu không hề có gợn sóng. Theo như tính cách của anh trước kia, Tạ Quân dám hãm hại anh, thì hiện tại Tạ Quân đã là người chết rồi, đâu còn tư cách nói chuyện với anh. Dương Tiêu sờ cằm thờ ơ nói, cho ông thêm một cơ hội cũng không phải là không thế. Cậu Dương, cơ hội gì, cậu nói đi. Tạ Quân giật mình kinh ngạc nói. Lúc này, bên trong bệnh viện, Đường Kiến Quốc nhìn về phía Triệu Cầm, bà nói xem Dương Tiêu sẽ thật sự để tôi làm trạm trưởng à. Hừ, Đường Kiến Quốc, ông thật sự sống càng ngày càng thụt lùi, lời của phê vật Dương Tiêu mà ông cũng lờ nờ. Chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, có thể tạo ra sóng gió gì? Triệu Cầm khinh thường nói. Cứ như thể Dương Tiêu thật sự vô dụng, những gì anh nói vừa nấy đều là vô nghĩa. Dung Rango đúng lúc này, điện thoại của Đường Kiến Quốc vang lên. Có phải ông Đường không ạ? Chúc mừng ông đã trở thành trưởng trạm xe Trung Nguyên Nam. Ngay sau đó từ đâu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói chúc mừng. Trở thành trưởng trạm xe. PT lời này vừa dứt, Đường Kiến Quốc không nhịn được hít một hơi lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm gạch dưới nhìn nhau, ánh mắt hai người đờ đẫn, lập tức ngơ ngác. Chuyện trạm trưởng này thật sự đã giải quyết xong. Khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp không tì vết của Đường Mộc Tuyết tràn đầy vẻ khó tin. Sau khi nghe điện thoại xong, Đường Kiến Quốc kích động suýt nhảy cẳng lên. Triệu Cầm vội hỏi, không phải gọi nhầm đấy chứ? Không, không, là bên Cục Giao thông Vận tải gọi tới, nhưng không phải là trạm trưởng chính thức mà là trạm trưởng trạm xe tạm thời. Nếu muốn trở thành chính thức thì cần phải khai báo thay đổi, có lẽ sẽ mất một thời gian nồ được Kiến Quốc vui mừng như một đứa trẻ 3 tuổi. Ông ta là một người dân bình thường. Việc trở thành trạm trưởng của một trạm xe nhỏ là điều mà trước đây ông ta chưa bao giờ dám tưởng tượng. Triệu Cầm kinh ngạc, chẳng lẽ Dương Tiêu này thật sự được người nhà họ Dương ở Đề Đô chấp nhận rồi? Không, không có khả năng, Đường Mộc Tuyết đột nhiên nói chắc nịch. Sống cùng Dương Tiêu 5 năm, Đường Mộc Tuyết rất chắc chắn Dương Tiêu là một người rất cứng đầu tận trong xương. Thậm chí, ở một số phương diện Dương Tiêu còn cứng đầu hơn mình. Mộc Tuyết. Tên này không được nhà họ Dương ở Đề Đồ công nhận đâu à? Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều giật mình. Nếu không phải nhà họ Dương ở Đế Đô điều động quan hệ, bọn họ thật sự không hiểu làm sao Dương Tiêu có thể giành được vị trí trạm trưởng. Đường Mộc Tuyết cũng rất khó hiểu, có lẽ Dương Tiêu đã mượn sức mạnh của đám người nhà họ Cung. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự của nhà họ Tạ. Làm xong chuyện trạm trưởng, Tạ Quân lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Dương Tiêu đang ngồi ở ghế xê chính nịnh nọt. Cậu Dương, cậu thấy trạm trưởng tạm thời có được không? Tạm thời, vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lùng. Tạ Quân sợ Dương Tiêu tức giận, nhanh chóng giải thích, cậu Dương, không phải là tôi sẽ không xử lý. Cậu cũng biết đấy, trạm xe thuộc thẩm quyền của Cục Giao thông Vận tải. Nếu muốn trở thành chính thức thì phải trình báo với bên trên. Trình độ của ông Đường bố vợ cậu Đường Kiên Quốc cậu cũng biết mà. Cho nên, tôi chỉ có thể hết sức có được một cái tạm thời, quen một thời gian trước. Sau đó chuyên thành chính thức. Vậy cũng được. Lúc này Dương Tiêu mới gật đầu. Nếu để Đường Kiến Quốc trực tiếp đảm nhiệm chức phụ trạm trưởng, e rằng sẽ thực sự không thích hợp. Rốt cuộc, Đường Kiến Quốc không hiểu rõ về đầu mồi then chốt của giao thông. Nếu bị một người có lòng xấu âm thầm hãm hại, thì cực kỳ không ổn. Học tập trước, sau đó cho thời câu, chín muôi rồi chuyên cũng không sao.
Dương Tiêu hiểu, chỉ cần đề cập đến những vấn đề về đơn vị của nhà nước này thì thủ tục tương đối rườm rà. Nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Dương Tiêu biến mất, Tạ Quân như được miễn tội chết. Ông ta hiểu sâu sắc, lần này có thể coi đã xúc phạm Dương Tiêu năng nê, với năng lực của Dương Tiêu, muốn ra tay với nhà họ Tạ thì dễ như trở bàn tay. Lý Hô ông lớn đứng sau nhà họ Tạ vì Dương Tiêu mà đã bị bắt đưa đi điều tra, điều này đủ để chứng minh lai lịch hiện tại của Dương Tiêu đáng sợ như thế nào. Tạ Quân lại nhìn Dương Tiêu nịnh nọt nói, cậu Dương, chuyện cậu giao đã làm xong, cậu xem có phải cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, khoan dung cho sự không hiểu biết này. Lần này, Tạ Quân hạ tư thế rất thấp, ông ta sợ sẽ chọc giận Dương Tiêu liên lụy đến toàn bộ nhà họ Tạ. Nhìn Tạ Quân sợ hãi, ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh. Không thể phủ nhận việc Đường Kiến Quốc trở thành trạm trưởng trạm xe mà Tạ Quân làm đã khiến Dương Tiêu hài lòng. Ông là người thông minh, tôi không muốn loại chuyện này lại tái diễn. Nếu có lần sau, nhà họ Điền chính là ví dụ điển hình nhất. Dương Tiêu trầm giọng nói. Vâng vâng vâng, cậu Dương yên tâm, tuyệt đối không có lần xô. Mặt mày Tạ Quân tràn đầy hốt hoảng, gật đầu như dã tỏi, trong lòng đã đặt Dương Tiêu vào đầu danh sách không thể trêu chọc. Tuy nhà họ Điền không phải nhà quan chức nhưng cũng là một sự tồn tại vang dội ở thành phố Trung Nguyên. Trước khi tập đoàn Tuyết Tiêu được thành lập, tập đoàn Dược phẩm Điền Thị là tập đoàn dược phẩm lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, nhận được chính sách nâng đỡ của các ông lớn trong tỉnh. Cách đây không lâu, vào một đêm sâm chớp, nhà máy sản xuất của tập đoàn Dược phẩm Điền Thị đã bị hỏa hoạn thiêu đít nhiều loại thuốc bị thiêu rụi, số thuốc nhà họ Điền bị mất là không thể đo lường được. Điều quan trọng nhất là Điền Chấn Hưng. Cậu chủ nhà họ Điền đã bị một chiếc xe lớn đâm chết. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Tạ Quân không rét mà run. Ông ta biết rất rõ Dương Tiêu dám động vào nhà họ Điền, thì tự nhiên cũng dám động vào nhà họ Tạ mình. Nếu ông ta có mắt không tròng lại xúc phạm Dương Tiêu, e rằng ông ta thật sự sẽ nổi gót nhà họ Điền. Hy vọng là vậy, Dương Tiêu từ từ đứng dậy. Tạ Quân cảm thấy như chút được gánh nặng, ông ta biết lần này nhà họ Tạ đã thoát được một kiếp, để thực sự là một may mắn. Ông ta rất muốn cảm ơn Đường Kiến Quốc bố vợ của Dương Tiêu, nếu không phải nhờ việc của Đường Kiến Quốc thì ông ta đã không có khả năng lôi kéo làm thân với Dương Tiêu. Sau khi đứng dậy, Dương Tiêu thờ ơ nói, lần này còn có bóng dáng của nhà họ Điền. Đúng đúng đúng, chuyện cậu Dương bị giam giữ tôi cũng không biết, tất cả là do tên khốn điên Lộc kia thông báo với tôi, nên mới dẫn đến tôi phạm sai lầm lớn. Tạ Quân vội vàng nói. Bây giờ... Tạ Quân chỉ mong Dương Tiêu sẽ trút hết cơn giận còn lại lên nhà họ Điền, đừng gây rắc rối gì với nhà họ Tạ. Vẻ mặt Dương Tiêu u ám, trong mắt lộ ra sát ý. Lão nghé con Điền Lộc này lần trước may mắn không chết, không làm người cho tốt lại tái phạm, xem ra nhà họ Điền thật sự không muốn tồn tại nữa. Dương Tiêu thấp giọng nói với Điền Lộc, đừng tìm chê, nếu không, khi tôi rảnh rỗi, ông ta sẽ là người tôi giải quyết điều tiên. Cậu Dương yên tâm. Tôi nhất định sẽ thông báo với ông tại Tạ Quân bảo đảm nói. Dương Tiêu hừ lạnh, không ở lại nữa, đi về phía bên ngoài nhà họ Tạ. Cung tiễn cậu Dương, Tạ Quân cung kính nói. Sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, Dương Tiêu gọi điện cho Lý Thân Chiến. Tình huống bên nhà họ Điền thế nào rồi? Dương Tiêu hỏi. Không hiểu sao không giải quyết nhà họ Điền, Dương Tiêu luôn cảm thấy nặng lòng, như có điểm báo trước sẽ xảy ra. Lý Thân Chiến báo cáo, điện hạ. Sau sự việc lần trước, nhà máy sản xuất dược phẩm Điền Thị bị đốt cháy, hàng trăm triệu nguyên. Liệu dược phẩm biến thành bột, điều này đã khiến một số lượng lớn công ty dược phẩm không có nguồn cung ứng, có không ít thương nhân đã làm trái với hợp đồng rồi. Ngoài chuyện này ra, định giá thị trường của nhà họ Điền giảm liên tục. Hiện tại định giá thị trường chỉ còn dưới 2 tỷ tệ, ước chừng vài ngày nữa sẽ giảm xuống dưới 1 tỷ rưỡi. Hai ngày này lão già Điền Lộc kia làm gì? Dương Tiêu hỏi. Lý Thần Chiến nói thật, hành tung của Điền Lộc bí mật. Ngày nào ông ta xuất hiện trước công chúng, thì đều thường giải quyết các tranh chấp phụ kiện của nhà họ Điền. Hiện tại không có tin tức riêng tư nào chắc chắn. Được rồi, chú ý quan sát động thái của Điền Lộc, nêu lão già này không. Biết sống chết, tìm cơ hội thích hợp xử ông ta đi. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Là lưỡi dao sắc bén của đất nước năm xưa, không biết Dương Tiêu đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ. Anh đã sớm hiểu ra một đạo lý, đó là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ dễ dàng để gió xuân thổi bùng tái sinh. Vâng, điện hạ, Lý Thần Chiến trịnh trọng nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu ngồi taxi đến bệnh viện. Vừa lên taxi, Long Ngũ đã gọi điện tới.
Anh Long Ngũ, Dương Tiêu nhíu mày. Dương Bân Hàn đột kích khiến gần như cả gia đình phải nhập viện, nhưng Long Ngũ biết chuyện đó. Vào thời điểm này, nếu không có tình huống đặc biệt Long Ngũ sẽ không gọi cho mình. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Long Ngũ đã nhanh chóng vang lên, việc lớn không tốt, tập đoàn Tuyết Tiêu bị tấn công. Tập đoàn Tuyết Tiêu bị tấn công. Nghe thấy, lời này, Dương Tiêu chợt thay đổi sắc mặt. Tập đoàn Tuyết Tiêu bị tấn công. Dương Tiêu sửng sốt. Đến nay, tập đoàn Tuyết Tiêu đã ngồi vững trên vị trí tập đoàn dược phẩm số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Tập đoàn dược phẩm Điền Thị xếp hạng 2 đã bị tập đoàn Tuyết Tiêu đàn áp nghiêm trọng. Hơn nữa, anh có quan hệ tốt với nhiều gia đình giàu có ở thành phố Trung Nguyên, ai to gan như sải dám tìm mình gây rồi. Tiêu Biêu Nhật của thành phố Trung Nguyên là tứ đại gia tộc của thành phố Trung Nguyên. Bồn dòng họ lớn là họ Cung, họ Triệu, họ Lưu và họ Trương. Trong đó nhà họ Cung có quan hệ tốt với mình, nhà họ Lưu chịu khô trong tay mình chịu tôn thất lớn, chủ nhà Lưu Quyền sẽ không tìm mình chuốc lấy phiền phức. Cuối cùng, cả Triệu Tín chủ nhà họ Triệu và Triệu Vô Cực cậu chủ nhà họ Triệu đều có thủ oán với họ. Trương Tử Hào cậu chủ nhà họ Trương từng có xích mích với mình. Chẳng lẽ nhà họ Triệu và nhà họ Trương trong tứ đại gia tộc đã tấn công tập đoàn Tuyết Tiêu? Long Ngũ sốt sắng nói, đúng vậy, tập đoàn Tuyết Tiêu không chỉ bị dư luận công kích, mà hai lô thuốc của chúng ta đã bị người khác âm thầm động tay chiêm đoạt và tiêu hủy. Là ai làm, đã tra rõ chưa? Vẻ mặt Dương Tiêu nghiêm túc hỏi. Long Ngũ tức giận, đối thủ quá gian, trước mắt nắm bắt được một chút, bên ra tay là tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Nghe thấy thế Dương Tiêu kinh ngạc. Nhà họ Đường vẫn luôn sản xuất dược phẩm, Dương Tiêu ở nhà họ Đường 5 năm, tuy rất ít tham gia nhưng anh biết tất cả các tập đoàn dược phẩm có tiếng ở Dây En Nguyên. Đây là lần đầu tiên Dương Tiêu nghe nói đến tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Nếu đối phương chỉ là một tập đoàn dược phẩm vô danh, không có khả năng sẽ có can đảm tấn công tập đoàn Tuyết Tiêu. Long Ngũ nghiêm nghị nói, đúng, là tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Anh Long Ngũ, anh chắc mình không nhầm chứ? Ở thành phố Trung Nguyên chui đâu ra tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên? Dương Tiêu hỏi. Long Ngũ cũng đau cả đầu, tôi cũng thắc mắc, thành phố Trung Nguyên hoàn toàn không có tập đoàn dược phẩm này. Tôi thậm chí còn chưa tìm được trụ sở của họ, tôi nhận được tin tức thì lập tức liên lạc với cậu ngay. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, tôi về ngay. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu nói với tài xế, bác Tài, không đến bệnh viện nữa, quay xe đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Bên phía bệnh viện có Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyệt vừa mới năm quyên điều hành tập đoàn Tuyết Tiêu, e là trong chốc lát vẫn chưa vận hành tốt được. Nói trắng ra, Dương Tiêu đau lòng Đường Mộc Tuyết. Dương Bân Hàn đột kích khiến Đường Mộc Tuyết sợ hãi không nhỏ. Đường Kiên Quốc và Triệu Cầm vẫn đang nằm bệnh viện cân người chăm sóc, Đường Mộc Tuyết ở lại bệnh viện là việc thích hợp. Một mặt chăm sóc bố mẹ, mặt khác từ từ vượt qua nỗi sợ hãi. Về phần tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu sẽ xử lý, anh là chỗ dựa vững chắc nhất của Đường Mộc Tuyết. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng trước biệt thự nhà họ Tạ. Chủ nhà, Điền Lộc chủ nhà nhà họ Điền xin gặp lại. Bảo vệ kịp thời báo cáo. Tạ Quần vừa mới tỉnh táo khỏi cơn hoảng sợ, nghe vậy lập tức nổi cơn tam bành, má nó, lão già Điền Lộc này đã lừa ông đây thảm, lão già khôn kiếp kia còn có mặt mũi tới gặp tôi. Bóp, hai Tạ Quần hét lên đập mạnh xuống bàn. Nghĩ đến việc chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Tạ là Lý Hồ bị bắt đưa đi điều tra, Tạ Quần để có ý định dùng dao đâm chết Điền Lộc. Ha 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 ha, sao chủ nhà Tạ lại tức giận như vậy? Ngay sau đó, một tiếng cười sảng khoái vang lên, Điền Lộc chủ nhà họ Điền xông vào. Điền Lộc, tổ tiên nhà ông biết lần này ông đã mang đến cho nhà tôi tai họa lớn như thế nào không? Nhìn thấy Điền Lộc, Tạ Quần tức giận đến mức sắp nổ tung. Điền Lộc cười khẩy. Dương Tiêu đã đến nhà họ Tạ rồi hả? Hừ, chuyện của nhà họ Tạ tôi đã nghe nói rồi. Chủ nhà Tạ yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay chém chết Dương Tiêu. Tự tay giết Dương Tiêu, chỉ dựa vào ông. Tạ Quân cười khinh. Nhà máy sản xuất dược phẩm Điền Thị bị hỏa hoạn thiêu rụi, định giá thị trường không ngừng giảm. Điền Trấn Hưng con trai của Điền Lộc đã bị một chiếc xe lớn đâm chết, Điền Lộc còn chẳng bằng cái rắm. Bây giờ, lão già này lại ăn nói bừa bãi trước mặt ông ta, thật nực cười. Chỉ một mình chủ nhà Điền thì đương nhiên sẽ không được. Nếu thêm tôi vào thì sao? Đột nhiên, sau lưng Điền Lộc có thêm một bóng người. Bóng người này trông rất u ám,
đôi mắt của anh ta như một con rắn độc khiến người khác rùng mình. Nhìn thấy người này, Tạ Quần nhíu mày, cô ối cùng kinh ngạc nói, cậu là Đường Hạo của nhà họ Đường. Đúng, chính là tôi Đường Hạo. Người thanh niên bí ẩn đi theo Điền Lộc Đên nhà họ Tạ là Đường Hạo. Trải qua bao thăng trầm, sắc mặt Đường Hạo ảm đạm, toàn thân hiện lên sát khí, giống như bọn giết người không chớp mắt khiến người khác sợ hãi. Bên này Dương Tiêu cũng nhanh chóng đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Lúc này, Lý Minh Hiên nghe thấy tiếng gió mà đến. Dương Tiêu hỏi, Lý Minh Hiên, anh gạch dưới, đã bao giờ nghe nói ở trong nước có tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên chưa? Thưa Điện Hạ, thuộc hạ không biết. Lý Minh Hiên trịnh trọng nói. Dương Tiêu sờ cằm, thật kỳ lạ. Dám tấn công tập đoàn Tuyết Tiêu, gây tranh cãi công khai trên các phương tiện truyền thông, lại dám bí mật đập phá hai lô thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu, đây không phải chuyện người thường có thể làm được. Tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Sao lại cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ? Dương Tiêu tự lắm bầm, ngẫm nghĩ tên công ty. Chẳng lẽ là Đường Hạo? Hạo Thiên, Đường Hạo, cả hai đều có chữ Hạo On không đúng. Đường Hạo đã bị Dương Tiêu đuổi ra khỏi nhà, cùng Đường Dĩnh và bà cụ Đường như chó nhà có tang rời khỏi nhà họ Đường. Bởi vì Đen Giang Nam cứu Hoa Mộ Tranh, cộng thêm Dương Bân Hàn tấn công, Dương Tiêu thật sự không đi hỏi thăm tin tức của ba người này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Dương Tiêu, ba người này không khác gì con trâu chấu sau mùa thu. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, ba người này thật sự vô dụng. Cộng thêm khoản nợ khổng lồ của công ty Lý Minh Hiên cũng đủ khiến bọn Đường Hạo phải đau đầu. Đang êm đẹp tập đoàn Tuyết Tiêu bị tấn công ác ý, đau đầu nhất vẫn là Long Ngũ. Trước khi Đường Mộc Tuyết hoàn toàn kiểm soát toàn bộ công ty, anh ấy đã quan tâm đến nội bộ của tập đoàn rất nhiều. Như đã biết, hiện nay tập đoàn Tuyết Tiêu đã hợp nhất với tập đoàn Y Dược Đường Nhân, nhận rất nhiều con cháu dòng chính của nhà họ Đường. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường này bình thường lười biếng quen rồi, nhiều người trong số họ không tuân theo kỷ luật, điều này thực sự rất khó chịu. Lăn lộn hơn nửa tiếng, Long Ngũ thở phì phò đến văn phòng nội bộ. Dương Tiêu rót một tách trà cho Long Ngũ, anh Long Ngũ, thế nào rồi? Đừng nhắc tới, cha được rồi, người ra tay không phải ai khác chính là đối thủ cũ của chúng ta. Long Ngũ nhấp một ngụm trà nói. Dương Tiêu bất ngờ nói, ồ, đối thủ cũ. Cốc cốc cốc. Ngay sau đó, trong văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Dương Tiêu lên tiếng. Nhìn chăm chú, chỉ thấy một người phụ nữ mảnh mai trong bộ đồng phục OL bước vào văn phòng. Người này là thư ký của Lý Minh Hiên, khi người phụ nữ nhìn thấy Lý Minh Hiên thì lập tức báo cáo, Lý Tông, vừa rồi chúng ta nhận được một khoản tiền hàng trăm triệu tệ, người. Chuyên là Đường Hạo, hình như nói sẽ không bao giờ nợ, bất kỳ thiệt hại đã thanh toán nào đối với công ty của chúng ta. Cái gì, khoản tiền trăm triệu tệ? Từ Đường Hạo. Làm sao có thể? Lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Tạ. Sắc mặt Đường Hạo tái nhợt như ma cà rồng đùa giỡn nói, nếu chủ nhà Tạ không phản đối, thì hãy ký vào hợp đồng liên minh này đi. Nhìn hợp đồng liên minh giấy trắng. Mực đen trước mặt, Tạ Quân trở nên hoảng hốt, rơi vào do dự. Chủ nhà Tạ, chẳng lẽ ông đã quên nồi nhục mà Dương Tiêu mang đến cho mình rồi à? Điện Lộc lạnh lùng nói. Nỗi nhục mà Dương Tiêu đã mang đến cho ông ta. Nghĩ đến đại hội giám định bảo vật vì Dương Tiêu mà mình mất hết thể diện trước Kim Đại Trung đối thủ một mắt một còn của mình, nghĩ đến bữa tối từ thiện do Tô Thiên Lung tổ chức Dương Tiêu đã biến mình trở thành trò cười, rồi lại nghĩ đến vừa nãy Dương Tiêu khiên ông ta quỳ gôi tại chỗ. Đôi mắt Tạ Quần tràn đầy tức giận, ông ta nhanh chóng ký tên vào hợp đồng liên minh. Dương Tiêu, mẹ nó cậu chờ đói. Lần này, Đường Hạo có số vốn chục tỷ tệ đã thành tâm mời Tạ Quần gia nhập liên minh cùng nhau nhắm tới Dương Tiêu. Biết được Đường Hạo được nhà họ Dương ở Đề Đô ủng hộ, Tạ Quần càng tin tưởng hơn. Dương Tiêu chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô không thể so sánh với Dương Bân Hàn cậu chủ lớn của nhà họ Dương. Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn của nhà họ Dương bị Dương Tiêu đá rất nặng ở sân bay, điều này đủ chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người đã trở nên vô cùng cứng nhắc. Hai hồ tranh đấu, ắt hẳn sẽ có một con bị thương. Tạ Quần là người luôn có thù tất báo. Ông ta khuất phục trước mặt Dương Tiêu chỉ là kế tạm thời. Một khi có cơ hội, Tạ Quần sẽ giống sói đói hỗ mạnh vò lầy Dương Tiêu, hung hăng căn Dương Tiêu. Cho dù Dương Tiêu có kết bạn với nhiều nhân vật lớn ở Trung Nguyên, thậm chí là nhà họ Cung Mạnh Nhật ở Trung Nguyên, chỉ cần bọn họ có sự ủng hộ của nhà họ Dương ở Đề Đô, Tạ Quần ắt sẽ có niềm tin chiến đấu với Dương Tiêu. Tạ Quần là một người rất có tham vọng,
ông ta nhất định không cam lòng tầm thường như vậy. Dù có chết ông ta cũng muốn chết trên đường xung phong. Ép giả cầu toàn, đó không phải bản sát của ông ta. Nhìn Tạ Quần ký tên vào hợp đồng liên minh, Đường Hạo cười nham hiểm, chủ nhà Tạ, như vậy mới đúng. Ông yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt được Dương Tiêu. Chủ nhà Tạ đã không phản đối, thì chúng ta tùy ý dân binh tấn công tập đoàn Tuyết Tiêu. Lúc này, trong phòng họp tập đoàn Tuyết Tiêu, Lý Minh Hiên sửng sốt, cô chắc chắn người chuyên khoản là Đường Hạo. Vâng, Lý Tổng, ở đây có biên bản chuyên tiên. Nữ thư ký nhanh chóng mở ảnh chụp màn hình, đưa điện thoại cho Lý Minh Hiên. Nhìn kỹ, chính xác là Đường Hạo đã chuyên khoản 580 triệu tệ. Trước đó Lý Minh Hiên đơn phương kiện tập đoàn Y Dược Đường nhân vi phạm lợi đồng, nhà họ Đường đã phải bồi thường 600 triệu tệ. Nhà họ Đường tuyên bố phá sản, cuối cùng được Dương Tiêu bí mật mua lại với mức giá 20 triệu tệ. 20 triệu tệ này đã được trả vào tài khoản của Lý Minh Hiên, vẫn còn nợ Lý Minh Hiên 580 triệu tệ. Bây giờ, vậy mà đã chuyên 580 triệu tệ, điều này thực sự không thể tin nổi. Dương Tiêu kinh ngạc nói, Đường Hạo chuyên khoản, 580 triệu tệ, đây không phải số tiền nhỏ. Điện hạ, Đường Hạo lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lý Minh Hiên cũng rất kinh ngạc. Thời kỳ nhà họ Đường do bà cụ Đường lãnh đạo, lúc đỉnh cao tài sản cũng chỉ gần 100 triệu tệ. 580 triệu tệ đã đủ để thành lập một gia đình hạng nhất ở thành phố Trung Nguyên. Vì thế, Dương Tiêu nhìn Long Ngộ, không lẽ tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên được đăng ký bởi Đường Hạo? Đúng vậy, là tên khốn Đường Hạo kia đăng ký, vốn đăng ký 10 tỷ tệ. Vẻ mặt Long Ngũ âm u nói. Cái gì, vốn đăng ký là 10 tỷ tệ? Vừa dứt lời, không chỉ Lý Minh Hiên thay đổi sắc mặt, mà trong lòng Dư Ích Tiêu cũng vô cùng chấn động. Lý Minh Hiên trợn mắt há miệng, 10 tỷ tệ, thật hay đùa vậy. Anh Long Ngũ, tin tức có đáng tin gạch dưới không? Vẻ mặt Dương Tiêu nặng nề. Anh biết Đường Hạo không phải người tốt gì, nếu Đường Hạo thực sự có vốn tài chính chục tỷ tệ, có nhiều tiền như vậy, có lẽ anh ta sẽ làm ra những chuyện mất lý trí. Với sự hiểu biết của Dương Tiêu về Đường Hạo, chỉ cần Đường Hạo có cơ hội, rất nhanh anh ta sẽ trở thành một nhân vật tàn nhẫn. Đường Hạo không phải kẻ ngốc, ngược lại Đường Hạo rất thông minh. Chỉ là trong thời gian ở nhà họ Đường, Đường Hạo chỉ không đặt sự khôn khéo của mình vào con đường đúng đắn. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, một khi Đường Hạo vùng lên, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với anh và Đường Mộc Tuyết. Long Ngũ trịnh trọng nói, tin tức rất đáng tin cậy. Tôi đã nhờ quan hệ kiểm tra hồ sơ đăng ký, hơn nữa, Đường Hạo lấy tốc độ nhanh chóng sát nhập với tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Bây giờ, ở Trung Nguyên không còn Điền Thị, chỉ còn lại tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Cùng với sự ra mắt của tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên, vị trí tập đoàn dược phẩm số 1 của tập đoàn Tuyết Tiêu chúng ta ở Trung Nguyên đã đổi chủ. Sự việc này đã gây chấn động mạnh ở thành phố Trung Nguyên. Hạo Thiên, hay cho một Hạo Thiên. Khuôn mặt của Dương Tiêu lập tức bao phủ mây mù. Đánh giá qua tên tuổi của tập đoàn dược phẩm mới do Đường Hạo thành lập, thấy rõ Đường Hạo có nhiều tham vọng. Dám dùng tên Hạo Thiên cũng đủ cho thấy lần này, Đường Hạo đập nồi dìm thuyền, chuẩn bị trận sống mái. Và mục tiêu đầu tiên của Đường Hạo là tập đoàn Tuyết Tiêu, chính là anh và Đường Mộc Tuyết. Lý Minh Hiên nghi ngờ nói, Đường Hạo lấy đâu ra nhiều vốn tài chính như vậy? Tròn trấn 10 tỷ tệ, đối với Đường Hạo mà nói thì hầu như không có khả năng làm được. Không cần đoán mò nữa, chắc chắn là chuyện tốt của Dương Bân Hàn, anh trai cùng cha khác mẹ với tôi đã làm. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, đối với người anh trai cùng cha khác mẹ Dương Bân Hàn này, đây là một kẻ chủ mưu âm hiểm. Dương Tiêu hiểu sâu sắc điều Dương Bân Hàn giỏi nhất là sử dụng điểm mạnh của bản thân che đậy khuyết điểm của đối phương. Lần này đến thành phố Trung Nguyên không thấy mình đâu, lại gặp Lăng Ảnh Huyện ở bên Hồ Nhạn Minh đã khiến anh ta tức xì khói, Dương Bân Hàn này không tự mình gieo một quả bom hẹn giờ thì sẽ có quỷ. Khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là Dương Bân Hàn lại coi Đường Hạo như một quả bom hẹn giờ chồng lại mình. Không hổ là anh cả tốt của mình, nham hiểm và xảo quyệt hơn ai hết. Đúng lúc này, đội trưởng an ninh của tập đoàn Tuyết Tiêu nhanh chóng đi tới phòng họp, vội vàng nói, sếp Dương, sếp Long, sếp Lý, ấy nên lớn không tốt, có thằng nhóc tên Đường Hạo xông vào đây. Đường Hạo xông vào tập đoàn Tuyết Tiêu, tên này thật to gan, để tôi đi xem thử. Dương Tiêu nghe vậy, trên mặt đột nhiên tràn đầy tức giận. Lúc này, bên cạnh Đường Hạo là một nhóm đàn ông to cao vạm vỡ, nhóm nhân viên bảo vệ của tập đoàn Tuyết Tiêu lần lượt rút lui. Nhiều nhân viên bảo vệ bị lật nhào.
ngã nhào xuống đất, bị đánh thành đầu lợn. Đường Hạo mặc một bộ vest xông vào tập đoàn Tuyết Tiêu, một cơn sóng gió ập đến xung quanh. Dường như anh ta là quỷ vương, và không ai có thể ngăn cản anh ta. Theo sau Đường Hạo là hai nhân vật nặng ký là Điền Lộc và Tạ Quân. Khuôn mặt của Điền Lộc và Tạ Quân ngập tràn giễu cợt, như thể Dương Tiêu đã bị đánh bại, quỳ xuống trước mặt bọn họ sám hối sâu sắc. Tất cả dừng tay lại. Ngay khi nhóm nhân viên bảo vệ vừa rút lui, đột nhiên vang lên một âm thanh vang dội. Ngay lập tức, Dương Tiêu cùng Long Ngũ, Lý Minh Hiên và một nhóm người đến sảnh lớn văn phòng của tập đoàn Tuyết Tiêu. Đường Hạo, thật sự là NHTL nhìn rõ người nọ, trong mắt Dương Tiêu lộ ra một chút lạnh lùng. Nhìn thấy vẻ mặt u ám trên mặt Dương Tiêu, Đường Hạo cười xấu xa, đúng vậy, Dương Tiêu, là tôi Đường Hạo, không ngờ đúng không? Nói cho cậu biết, từ nay về sau, tôi Đường Hạo đã trở lại, tôi Đường Hạo tới báo thù. Dương Tiêu, kinh hãi đi, Dương Tiêu, run cầm cập đi. Ha 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 hai. Ngay lập tức, một trận cười âm vang bắp nết toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu, một lớp mây đen vô hình bao phủ tập đoàn Tuyết Tiêu. Là Đường Hạo tới rồi. Trời ạ, không phải Đường Hạo đã bị Dương Tiêu đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Sao anh ta lại xuất hiện? Không đúng, mọi người nhìn đi, phía sau Đường Hạo có Điền Lộc chủ nhà nhà họ Điền, Tạ Quân một trong 10 đại gia đứng đầu ở Trung Nguyên. Xảy ra chuyện gì, anh Hạo định trở lại à? Với sự xuất hiện mạnh mẽ của Đường Hạo, rất nhiều con cháu dòng chính nhà họ Đường thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Đường Hạo đám con cháu dòng chính nhà họ Đường kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy vẻ mặt ngông nghênh kiêu ngạo của Đường Hạo, Lý Minh Hiên và Long Ngũ đều mang vẻ mặt lạnh lùng, bọn họ cũng khá thờ ơ với Đường Hạo. Bây giờ Đường Hạo này lại càng kiêu ngạo, độc đoán xông vào tập đoàn Tuyết Tiêu, khiến cho hai người càng chán ghét Đường Hạo hơn. Đường Hạo, khiến tôi run cầm cập. Chỉ dựa vào anh chẳng qua chỉ là chó nhà có tang bị Dương Bân Hàn lợi dụng mà thôi. Bị Đường Hạo mặt mày âm hiểm nhìn chằm chằm, Dương Tiêu cười lắc đầu. Trong mắt Dương Tiêu, cho dù Đường Hạo nhận được số tiền chục tỷ tệ từ Dương Bân Hàn, thì trong mắt anh vẫn chỉ là một tên hê lòe thiên hạ mà thôi. Trước sự giễu cợt của Dương Tiêu, Đường Hạo cũng không để ý, tôi là chó nhà có tang. Đúng, bây giờ tôi nhà tan người chết, quả thật là chó nhà có tang. Vợ anh ta ly hôn với anh ta, còn bà nội của anh ta bị Dương Tiêu làm tức chết, quả thật trước mặt Dương Tiêu anh ta rất sa sút. Đúng, anh ta là con chó nhà có tang thì sao? Chỉ cần anh Tạ chưa chết, Đường Hạo vẫn sẽ căn Dương Thiếu. Nhưng Dương Tiêu này, cậu đừng đặc ý, Đường Hạo tôi còn sống thì vẫn sẽ nhớ cậu, cho dù tôi trở thành con chó điên cũng sẽ căn một miếng thịt trên người cậu. Đường Hạo cười nham hiểm. Nụ cười của anh ta vô cùng méo mó, giống như bóng ma khiến người khác không rét mà run. Chỉ sau khi trải qua những thăng trầm lớn, chúng ta mới có thể cảm nhận được tâm trạng méo mó của Đường Hạo vào lúc này. Điên rồi, Đường Hạo đã điên rồi. Nếu anh ta có thể giết Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyệt ngay lập tức, cho dù khiến anh ta thân bại danh sách, cho dù khiến anh ta chết đi lập tức, Đường Hạo cũng cam lòng. Hận thù mãnh liệt, Lý Minh Hiên nhíu mày nói. Hại mắt Dương Tiêu lạnh lùng, anh biết bây giờ Đường Hạo đã bị hận thù làm cho mù quáng, vì báo thù mình Đường Hạo sẽ không tiếc giá nào. Anh hiểu rõ, Đường Hạo không ngốc mà ngược lại rất thông minh. Sau khi tha hóa có lẽ Đường Hạo sẽ dễ dàng kích thích tiềm lực của mình hơn. Nếu không phải có nhiều người vây xem, lúc này Dương Tiêu thật sự muốn dọn sạch Đường Hạo. Dương Tiêu chế giễu nói, tốt, tôi muốn xem thử một mình Đường Hạo anh căn miếng thịt trên người tôi như thế nào. Một mình tôi, không không không. Dương Tiêu, muốn giết chết anh không phải chỉ có một mình tôi. Đường Hạo cười âm hiểm nói. Điền Lộc bước tới với ánh mắt đầy sát khí, Dương Tiêu, cái chết của con trai tôi Điện Trấn Hưng có liên quan rất lớn đến cậu đúng không? Dương Tiêu. Đừng trách Tạ Quân tôi trở mặt không nhận người, mà là cậu ức hiếp người quá đáng. Tạ Quân cũng tiến lên một bước. Dương Tiêu nhìn Tạ Quân, chủ nhà Tạ, sự lựa chọn của ông thực sự khiến tôi bất ngờ. Vừa mới gây sốc cho Tạ Quân một trận xong, ông già này lại lật mặt với mình, tốc độ trở mặt của ông ta khiến người khác trổ mắt đứng nhìn. Mọi chuyện ầm ĩ đến bước này, đều là nhờ có cậu, Dương Tiêu. Thái độ Tạ Quân kiêu ngạo. Nghĩ đến tất cả những sỉ nhục mà dì Si Tiêu đã mang đến cho mình, Tạ Quân đã có ý định muốn lập tức giết chết Dương Tiêu. Bây giờ Đường Hạo dẫn đầu tìm Dương Tiêu quay rồi, có Đường Hạo ở trước mặt, ông ta Tạ Quân không hề sợ hãi Dương Tiêu. Dương Tiêu gật đầu nói, rất tốt, chủ nhà Điện, chủ nhà Tạ,
rất tốt, lựa chọn của các người thật sự sáng suốt, Dương Tiêu này nhớ kỹ rồi. Trong chốc lát một loại hơi thở giết người mãnh liệt trào ra khỏi cơ thể Dương Tiêu. Điền Lộc may mắn không chết, lần trước ông ta suýt hủy tập đoàn Tuyết Tiêu, đáng chết. Tạ Quần chơi âm ngoan với mình, hại mình bại lộ thân phận thần chết, cũng đáng chết. Không biết sống chết, Long Ngũ chế nhạo. Về thân phận thần chết của Dương Tiêu, Long Ngũ đã biết rõ. Đám quân ô hợp Đường Hạo này dám động vào thần chết dung trời chuyển đất năm xưa, thật sự là chê lầu. Nếu là trước kia, Long Ngũ sẽ thật sự đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu. Kể từ khi biết được thân phận thật sự của Dương Tiêu, Long Ngũ đã không còn lo lắng cho Dương Tiêu nữa. Thần chết năm xưa, giết địch như ma, trên tay máu chảy đầm đìa, chỉ đám quân ô hợp này thì tính là gì? Hai chủ nhà đứng ra, Đường Hạo diêu cọt, Dương Tiêu, nhìn thấy chưa? Muôn diệt cậu không chỉ có một mình tôi. Ha, một bãi cát rời, cũng muốn tạo sóng. Dương Tiêu cười khinh thường. Với thực lực của anh ở thành phố Trung Nguyên, tuy anh không thê một tay che trời, nhưng ít nhát cũng có thể che nửa bầu trời. Chỉ cần Đường Hạo không điên cuồng nhằm vào người nhà anh, Dương Tiêu thật sự không coi trọng Đường Hạo. Một bãi cát rời, giọng điệu của cậu Dương quả thực không nhỏi. Ngay khi lời nói của Dương Tiêu vừa dứt, một giọng nói khinh thường đột nhiên vang lên. Bộp 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 bộp. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên trong trang phục kiêu tôn trung sơn toát ra khí chất lạnh lùng dẫn theo một nhóm người mặc đồ đen đến hiện trường. Toàn thân đám người này toát ra hơi thở mãnh liệt, khiến người ta kinh hãi. Dương Tiêu lập tức nhíu mày, anh ý thức được người này không phải nhân vật đơn giản. Anh ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, nhóm người trước mặt anh nhất định là những nhân vật tàn ác đã từng giết người, đã từng nhìn thấy máu. Nhìn rõ người tới, sắc mặt Long Ngũ thay đổi, Phùng Tứ. Long Ngũ, biệt lại vô dạng, nhìn chăm chăm vào Long Ngũ, người đàn ông trung niên cười đùa. Sao biệt lai vô dạng, hy vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc đồ kiểu tôn trung sơn, Đường Hạo quay đầu lại cười nói, Tứ gia tới chậm một bước rồi. Ha ha, ra rồi, hành động đương nhiên sẽ chậm lại, người đàn ông trung niên thờ ơ nói. Dương Tiêu nhìn Long Ngũ thay đổi sắc mặt lớn nói, anh Long Ngũ, anh biệt người này à? Ông ta là Phùng Tứ dẫn đầu vùng xám của thành phố Trung Nguyên, bây giờ được người qua đường tôn là Phùng Tứ gia. Long Ngũ thấp giọng nói. Phùng Tứ gia, nghe thấy cái tên này, khóe miệng Dương Tiêu giật mạnh. Đúng vậy, người này là Phùng Tứ gia, là người dân đầu ở vùng xám của thành phố Trung Nguyên. 10 năm trước, khi Long Ngũ thống trị Trung Nguyên, Phùng Tứ chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Sau khi Long Ngũ quy ẩn giang hồ, Phùng Tứ gia đã chân chỉnh một số lượng lớn các băng nhóm xã hội ở Trung Nguyên bằng một thế lực xâm xét, ngồi vững vị trí thủ lĩnh số 1 trong vùng xám của thành phố Trung Nguyên. Vương Thiên Long bị đích thân Long Ngũ giết là khi nhân dịp Long Ngũ quy ẩn giang hồ mà trồi dậy. Sau đó, Lý Thần Chiến đến thành phố Trung Ni khai phá đất, tạo TNG thiên hạ. Cách đây không lâu, theo cái chết của Vũ Diệp Thiên Long, ở thành phố Trung Nguyên chỉ còn lại đỉnh núi Lý Thần Chiến và Phùng Tứ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Phùng Tứ ở thành phố Trung Nguyên đã ăn sâu, nêu lay chuyên, Lý Thần Chiến hoàn toàn không phải là đối thủ của Phùng Tiểu. Điều mà Dương Tiêu không bao giờ ngờ tới là Đường Hạo lại mời Phùng Tứ đỉnh núi của vùng xám đến. Có vẻ như Đường Hạo đã chuẩn bị đầy đủ cho lần này hạ chiến thư với tập đoàn Tuyết Tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt co giật của Dương Tiêu, Đường Hạo cười lạnh không thôi. Đúng vậy, Phùng Tứ gia là do anh ta đích thân mời tới. Đường Hạo không ngốc, mà ngược lại rất thông minh, lần này bị Dương Tiêu đuổi đi, hoàn toàn phát huy được tiềm lực của bản thân Đường Hạo. Nhờ vào uốn ba tắc lưỡi, Đường Hạo cứng rắn lôi kéo Phùng Tứ gia vào vũng nước này. Phùng Tứ gia liếc mắt nhìn Dương Tiêu, một sức mạnh cưỡng chế từ cấp trên phóng về phía Dương Tiêu, cậu Dương, nêu thêm Phùng Tứ gia này vào, thử hỏi, sẽ còn là bãi cát rời không? Ha 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 hét. Ba người Đường Hạo, Điền Lộc, Tạ Quân đều cười âm hiểm, như thể hợp đồng liên minh của bọn họ như vàng, cuối cùng tập đoàn Tuyết. Tiêu sẽ biên thành một bãi không có gì. Phùng Tứ, Dương Tiêu này thừa nhận ông quả thực là một nhân vật ở thành phố Trung Nguyên, nhưng ông nghĩ khi gia nhập liên minh với Đường Hạo thì cơ hội chiến thắng của mình sẽ tăng lên rất nhiều à. Dương Tiêu nhìn thẳng Đường Hạo, khóe miệng diêu cọt. Anh từng đi khắp thế giới. Không biết anh đã nhìn thấy bao nhiêu con rắn địa phương như Phùng Tứ này rồi. Thần chết uy nghiêm áp lực vừa xuất hiện, người người quỳ xuống trước mặt anh xưng thân. Có tăng thêm cơ hội chiến thắng hay không, không cần cậu Dương nhọc lòng. Phùng Tứ diêu cọt.
ông ta là thống lĩnh tối cao của vùng xám ở Trung Nguyên, cho dù là Lý Thần Chiến đứng trước mặt ông ta cũng sẽ bị lu mờ. Phùng Tứ cũng đã nghe nói, Lý Thần Chiến đối thủ cũ của ông ta hơn nửa là người của Dương Tiêu. Trước khi Vương Thiên Long chưa chết, Phùng Xám ba chân thế chân vạc, Phùng Tứ muốn thống trị Trung Nguyên cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ Vương Thiên Long đã chết, Lý Thần Chiến tích hợp một số lượng địa bàn lớn trước kia của Vương Thiên Long, điều này khiến Phùng Tứ rất ghen tị với Lý Thần Chiến. Một núi không thể có hai hổ, muốn thống trị Trung Nguyên, Phùng Tứ phải làm mọi cách giết chết Lý Thần Chiến. Mà Lý Thần Chiến lại là người của Dương Tiêu, sự xuất hiện lần này của ông ta được coi như một trận chiến chính thức với Dương Tiêu. Điều khiến Phùng Tứ khó chịu nhất là đao sẹo thuộc hạ thân tín bên cạnh ông ta bị Dương Tiêu tống vào tù, cả đời này sẽ không bao giờ ra ngoài được. Sòng bạc lớn nhất của ông ta vì Dương Tiêu mà bị Hình Kiên hốt gọn một ô, không cần nói Phùng Tứ căm ghét Dương Tiêu đến mức nào. Trước kia Phùng Tứ không biết át chủ bài của Dương Tiêu, không dám tùy tiện tấn công. Bây giờ, mọi người ở thành Trung Nguyên đều biết thân phận con rơi nhà họ Dương ở đề đô của Dương Tiêu, Phùng Tứ đương nhiên muốn làm khó Dương Tiêu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Phùng Tứ và Đường Hạo, Điền Lộc, Tạ Quần có cùng lợi ích chung. Lần này, Phùng Tứ xuất hiện là vì muốn giết Dương Tiêu, giết Lý Thần Chiến, thống trị toàn bộ vùng xám của thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Phùng Tứ cười gật đầu, được rồi. Chuyện tiếp theo hãy để chúng tôi rửa mắt mong chòi. Cho dù bọn Phùng Tứ vùng xám khổng lồ này gia nhập, bọn họ vẫn không thể làm cho trái tim Dương Tiêu dao động. Nhưng, trực giác nói cho Dương Tiêu biết mình chỉ nhìn thấy cái trước mặt, Đường Hạo này hơn nửa là còn chỗ dựa khác. Chỗ dựa phía sau này tuyệt đối không phải người bình thường, tạm thời Đường Hạo chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Dương Tiêu, cậu hại tôi nhà tan người mắt, Đường Hạo này với cậu không đội trời chung, trông mắt lên mà nhìn, không bao lâu nữa ai chết trong tay ai nhất định sẽ có kết quả. Đường Hạo uy nghiêm đáng sợ nói. Dương Tiêu dửng dưng nhún vai, tốt, ở nhà họ Đường trước đây, chúng ta thật sự không thể hiện được bản lĩnh của mình. Lần này anh dẫn đầu tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên, lại mời được nhiều người tham gia liên minh như vậy, hy vọng các người cũng đừng làm tôi thất vọng. Yên tâm, tôi sẽ khiến cậu tuyệt vọng quỳ xuống xin tha. Đường Hạo kiên quyết nói. Lần này anh ta có được sự hỗ trợ của Dương Bân Hàn cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đề Đô, lần này Đường Hạo đã chuẩn bị tốt đập nôi dìm thuyên quyết một trận sống mái. Lần này, không phải Dương Tiêu chết thì là Đường Hạo chết. Anh ta hiểu sâu sắc nếu không thể gạch dưới lay chuyên được Dương Tiêu, thì đến lúc đó không cần Dương Tiêu ra tay, Dương Bân Hàn cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ tự tay giết mình. Dương Tiêu cười khây, tốt chiên thư của các người Dương Tiêu này nhận được rồi, không còn sớm nữa, mời trở về. Đường Hạo tỏ vẻ không nghe thấy, nhìn lướt qua toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu. Ánh mặt càng ngày càng lạnh âm hiểm. Cuối cùng, Đường Hạo nhìn về phía đám con cháu dòng chính nhà họ Đường, bị Dương Tiêu và Đường, Mộc Tuyết đè ép, chắc các người rất khó chịu đúng không? Nói cho các người biết, tôi, Đường Hạo không phải như trước đây. Tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên có vốn đăng ký 10 tỷ tệ. Ngoài ra, tôi còn có sự hỗ trợ hết mình của Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đề Đô. Ở lại đây, sau này chỉnh đốn thì đừng chi nhà họ Đường không thương tiếc. Đi theo tôi sẽ xây dựng một nhà họ Đường hoàn toàn mới. Cái gì, xây dựng một nhà họ Đường hoàn toàn mới? Nghe vậy, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ xúc động, không ít người đã dục dịch. Nhưng mà bọn họ biết Dương Tiêu là cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô, cho dù bị đuổi khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô cũng không phải là người bọn họ có thể đắc tội. Điều quan trọng nhất là vào ngày Dương Tiêu ủng hộ Đường Mộc Tuyết lên năm quyền. Trịnh Thu quản gia của nhà họ Dương ở Đề Đô đã đích thân đến, điều này đủ cho thấy thái độ của người nhà họ Dương ở Đề Đô đối với Dương Tiêu. Nói trắng ra, trận chiến này hoàn toàn không phải là trận chiến giữa Đường Hạo và Dương Tiêu, mà là một trò chơi sinh tử giữa Dương Bân Hàn cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đề Đô và Dương Tiêu. Trong một trận long tranh hồ đấu có liên quan đến rất nhiều thứ, nếu đồng đội mắc sai lầm, có thể tưởng cuối cùng sẽ thê thảm như thế nào. Nhìn đám con cháu dòng chính nhà Đường do dự, Đường Hạo lại hét lớn, các người yên tâm, hôm nay Đường Hạo này đưa các người đi, Dương Tiêu hoàn toàn không dám giữ lại. Lời này vừa dứt, nhiều con cháu dòng chính nhà họ Đường hoàn toàn không nén được nổi bôn chôn trong lòng. Anh Hạo, tôi biết anh sẽ dẫn chúng tôi xây dựng một nhà họ Đường hoàn toàn mới, tôi đi theo anh. Một thanh niên trực tiếp đứng lên. Đúng vậy, đi theo Đường Hạo nhà họ Đường mới có tương lai mới. Đi theo Đường Mộc Tuyết thì đâu còn có nhà họ Đường.
Tôi thấy chỉ có nhà họ Dương thôi, tôi ủng hộ Đường Hạo. Lại có thêm một người trung niên có ảnh hưởng sâu xa trong nhà họ Đường đứng ra. Bà nội bị Dương Tiêu hại chết, tên xúc sinh này mang tội tày trời, nhất định sẽ bị ông trời trừng phạt. Anh Hạo, tôi bằng lòng đi theo anh xây dựng một nhà họ Đường hoàn toàn mới. Trong chốc lát, hết bóng dáng này đến bóng dáng khác đứng ra. Không lâu sau, Đường Hạo chiếm ít nhất tá ni 10% đám con cháu dòng chính nhà họ Đường, chỉ có chưa đến 20% đám con cháu dòng chính nhà họ Đường còn đang do dự. Nhìn đám con cháu dòng chính nhà họ Đường căm phân dâng trào, Dương Tiêu tự diêu, thật sự là nuôi một lũ chó điên không quen biết. Tôi, Dương Tiêu nói tại đấy, hôm nay chỉ cần các người đi theo Đường Hạo, thì sau này sẽ không có chuyện quay đầu lại. Quay đầu lại, Dương Tiêu cậu đề cao tên thân mình quá đấy, cậu cho rằng mình là ông trời hả? Nói cho cậu biết, cậu sẽ không chịu nổi mây ngày nữa đâu. Đường Hạo khinh thường nói. Đúng vậy, có anh Hạo, anh là cái thá gì? Ông đây không thèm quay lại tập đoàn Tuyết Tia Up đúng vậy, Đường Mộc Tuyết chỉ là phụ nữ có trông dựa vào đâu mà dẫn dắt chúng ta. Anh Hạo đã trở lại, anh Dương Tiêu sớm muộn gì cũng chết. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường nổi loạn từng người nói những lời cay đắng, rất muốn lập tức tiễn Dương Tiêu về Tây Thiên. Dương Tiêu không quan tâm chuyện này, thật không? Yên tâm, các người sẽ vì sự ngu ngốc hôm nay của mình mà hối hận. Tôi tuyên bố, những người nhà họ Đường ở lại, sau này sẽ được tăng gấp đôi tiền lương và phúc lợi trong tập đoàn Tuyệt Tiêu. Gấp đôi tiền lương và phúc lợi. Đậu mái nghe đến đây, sắc mặt của đám con cháu dòng chính nhà họ Đường vừa làm phản đều tái xanh. Mẹ nó, Dương Tiêu gài người tan mẹ nó tiền lương và phúc lợi đều tăng gấp đôi sao không nói sớm, nếu nói trước có đánh chê ông đây cũng sẽ không ủng hộ Đường Hạo. Xếp Dương muôn năm, còn lại chưa đến 20% người nhà họ Đường đều hét lên. Nhóm người này ai đối xử tốt với mình thì dựa vào người đó, nhóm người này đã muôn rời đi, Dương Tiêu sẽ không giữ lại. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết còn ở đó, chỉ cần nhà họ Đường còn một người, tên tuổi của nhà họ Đường sẽ còn vang dội khắp Trung Nguyên, lưu truyền nghìn đời. Đường Hạo hừ lạnh, gấp đôi thì sao? Tôi, Đường Hạo sẽ thưởng đãi ngộ gấp 10 lần cho tất cả những người đi theo Đường Hạo này, chúng ta đi. Đi theo anh Hạo có thịt ăn, Dương Tiêu cậu chờ xong đời đi. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường, giơ ngón tay giữa với Dương Tiêu, vẻ mặt khinh thường đi theo Đường Hạo rời khỏi tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu, chúng tội chóng mắt lên nhìn, Tạ Quân âm hiểm nói. Dương Tiêu, thù giết con không đội trời chung, tối sẽ tự tay diệt cậu. Điền Lộc tàn nhẫn nói. Phùng Tứ Gia nở một nụ cười đầy mưu mô, dân theo đám thuộc hạ tỉnh nhuệ của mình rời đi. Khi mọi người đi hết, Long Ngũ nhìn Dương Tiêu nghiêm nghị nói, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Đường Hạo, e là người chồng lưng cho Đường Hạo không chỉ như những gì thấy trước mắt này. Người anh em, tiếp theo chúng ta nên đối phó như thế nào? Đối phó như thế nào? Hai mắt gạch dưới Dương Tiêu lập lòe sáng như đuốc, sau đó từ trong người Dương Tiêu trào ra một loại hơi thở mạnh mẽ. Những người đã xâm phạm tập đoàn Tuyết Tiêu, dê không thai. Giết, giết không tha. Nghe vậy, Lý Minh Hiên và Long Ngũ đều nâng cao tinh thần. Cuối cùng thần chết năm đó cũng xuất hiện trở lại trên thế giới sao? Đúng vậy, những người đã xâm phạm tập đoàn Tuyết Tiêu, diệt không thai hôm nay Đường Hạo dẫn người đến tập đoàn Tuyết Tiêu đưa chiên thư, bọn họ đều nằm trong danh sách đen phải giết của Dương Tiêu. Tuy nhiên, trước đó Dương Tiêu không định làm một mạch cho xong âm thầm giết toàn bộ bọn Đường Hạo. Dương Tiêu biết rõ, hành trình tương lai của tập đoàn Tuyết Tiêu là sao trời biển rộng, không chỉ giới hạn trong một thành phố Trung Nguyên nhỏ. Vì vậy, trước khi tập đoàn Tuyết Tiêu gạch dưới bao phủ cả nước tiên vào đâu trường thế biết Dương Tiêu phải để Đường Mộc Tuyết trở thành Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trái đất. Cuộc tấn công của bọn Đường Hạo là một nền tảng đá thử vàng cho Đường Mộc Tuyết. Chỉ cần anh ở đó, tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ không bao giờ sụp đổ, chỉ cần anh ở đó, Dương Tiêu sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết sinh ra trong nhà họ Đường hạng 2 ở Trung Nguyên, hiện tại đang phụ trách toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu còn chưa thể. Hiện hết tài năng, Đường Mộc Tuyết cần phải có kinh nghiệm. Khi tất cả sức mạnh của anh đã khôi phục, sẽ đạt được tâm pháp tối cao của Long Môn, Dương Tiêu cần phải báo thù cho mối thù đẫm máu của Đông Phương Thần Ưng 5 năm trước. Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới Cân Dương. Tiêu kế thừa, Long Môn đã dựng nên rất nhiều đối thủ trên thế giới, tất cả đều cần Dương Tiêu tiêu diệt. Đến lúc đó, chỉ sợ Dương Tiêu sẽ không phân thân được, không thể đảm đương toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu. Vì vậy, trước khi Dương Tiêu rời khỏi tập đoàn Tuyết Tiêu,
anh phải rèn luyện Đường Mộc Tuyết trở thành người không ai có thể đụng. Muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, một khi Đường Mộc Tuyết thực sự không sợ bất kỳ mưa gió gì, thì Dương Tiêu sẽ không lo lắng gì nữa, toàn bộ hậu phương sẽ hoàn toàn ổn định. Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu không để ý tới Đường Hạo. Trước kia không, bây giờ càng không. Chỉ cần đám người Đường Hạo không dở trò ám chiêu, chém dê trên bề mặt, một mình Đường Mộc Tuyết có thể đối phó. Tuy nhiên, chỉ cần có người dám âm thầm tấn công gia đình anh, Dương Tiêu sẽ tiêu diệt đối phương bằng một lực lượng xâm xét. Long Ngũ kinh hãi nói, người anh em, không phải cậu định trực tiếp diệt bọn họ đây chứ? Như đã biết, bây giờ tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên đang nhắm vào tập đoàn Tuyết Tiêu, tạo nên một trận chấn động rất lớn trong toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Nếu bọn Đường Hạo đột nhiên biến mất, e rằng sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Dương Tiêu Diễu còn nói, anh Long Ngũ, trực tiếp diệt bọn họ thì quá hời cho bọn họ, đừng quên, phế phẩm có thể lợi dụng được. Lợi dụng phế phẩm, nói thế nào? Long Ngũ kinh ngạc nói. Dương Tiêu nói thẳng, bây giờ Mộc Tuyết vẫn chưa đủ mạnh. Nghe vậy, Long Ngũ chợt hiểu ra, ý của cậu là để bọn Đường Hạo làm bàn đạp cho em dâu. Đúng vậy, trước đây tôi đã nói tương lai tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ bước lên sân khấu thế giới. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Nghĩ đến tương lai tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ bước lên sân khấu thế giới, nhiệt huyết trong cơ thể Long Ngũ bùng lên. Thân là đống mày râu, làm sao Long Ngũ lại không muốn làm ăn lừng lây? 10 năm trước, anh thống trị Trung Nguyên, các nhà giàu quan chức nhìn thấy anh như nhìn thấy hổ. 10 năm sau, anh chiến đấu ác liệt trên thương trường, tự nhiên hy vọng có thể để lại một truyền kỳ của riêng mình. Long Ngũ trịnh trọng nói, người anh em, cậu muốn tôi làm như thế nào? Anh Long Ngũ, anh tiếp xúc với thương trường chưa bao lâu, nhưng so với Mộc Tuyết thì anh mạnh tên, thái độ kiên định, sẽ không thiệu quyết đoán. Thương trường như chiến trường, nhưng là chiến tranh vô hình. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này anh Long Ngũ cần mạnh mẽ thật nhanh trong trận chiến này. Mộc Tuyết đã tôi luyện trên thương trường nhiều năm, nhưng Mộc Tuyết là người tốt bụng, trong tình hình chung rất dễ bỏ lỡ cơ hội tốt. Đây là khuyết điểm của Mộc Tuyết. Bây giờ, Mộc Tuyết là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuyết Tiêu, và anh Long Ngũ không chỉ là đại diện pháp luật của tập đoàn Tuyết Tiêu, mà còn là tổng giám đốc của tập đoàn. Tôi hy vọng sau này hai người có thể học hỏi điểm mạnh của nhau trên thương trường, chuẩn bị tốt cho tương lai của tập đoàn Tuyết Tiêu. Nhìn Long Ngũ, Dương Tiêu nói lời ý nghĩa sâu xa. Đã quen biết Long Ngũ nhiều năm như vậy, Dương Tiêu biết rất rõ cách làm người của Long Ngũ. Có tài có đức, chắc chắn không phải là một người đàn ông lỗ mãng. Nếu tự tôi luyện bản thân, sau này, toàn bộ các khu kinh doanh trên thế giới sẽ có chỗ đứng cho Long Ngũ. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, Dương Tiêu muốn lợi dụng Đường Hạo để tôi luyện. Đường Mộc Tuyết thành một người mạnh nhất trên trái đất và Long Ngũ kiên cố như thép. Được, tôi hiểu rồi. Long Ngũ trịnh trọng nói. Long Ngũ rất rõ ràng, Dương Tiêu đã nói rất rõ, bây giờ anh cần phải biến hình. Từ một đại ca trong xã hội thống trị Trung Nguyên 10 năm trước, anh phải biến thành một ông lớn thương nhân rong ruổi trên thương trường. Dương Tiêu nhìn Lý Minh Hiên, bảo bộ anh tăng cường đầu tư vào công ty Trung Nguyên Tử, sau đó hợp tác với nhà họ Cung và những gia tộc giàu có khác giám sát mọi hành động của tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên. Chỉ cần bọn Đường Hạo đọ sức, các người không cần ra tay, để Mộc Tuyết tự mình xử lý. Vâng, Điện Hạ, Lý Minh Hiên cung kính nói. Anh ta biết lần này Dương Tiêu chuẩn bị làm một việc lớn, hơn nữa ý nghĩ rất rõ ràng. Dương Tiêu muốn bản thân lớn mạnh, tuy rằng ngoài mặt nói không cần can thiệp, nhưng chỉ cần Dương Tiêu lên tiếng, anh nhất định có thể đánh bại tất cả kẻ địch do tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên đứng đầu. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Dương Tiêu lại gọi cho Lý Thần Chiên. Lý Thần Chiên, nhớ theo dõi Phùng Tứ 24/24, lão già này đã dục dịch, khi theo dõi nhớ chú ý đến sự an toàn của mình, một khi Íp Ni Hô Tứ có động thái lớn thì nhớ thông báo kịp thời cho tôi. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ hiểu, Lý Thần Chiên cung kính nói. Trong chốc lát, thay đổi bất ngờ, toàn bộ bô cục thành phố Trung Nguyên đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Hầu như cả hai bên đối đầu đều ẩn hiện, ai cũng biết một khi đối thủ bị lật đổ sẽ thu được bao nhiêu vinh quang và của cải. Bọn Đường Hạo nằm mơ cũng muốn lập tức đè Dương Tiêu xuống đất trà sát mạnh. Mà Dương Tiêu không hề sợ hãi, anh tin tưởng sự quyết đoán của Đường Mộc Tuyết, đối phó với quân hô lập Đường Hạo này là hoàn toàn không có vấn đề gì. Long Ngũ và Lý Minh Hiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ biết lần này họ đã làm một cuộc bỏ phiêu lớn. Lần này đặt toàn bộ nền tảng của tập đoàn Tuyết Tiêu,
không bao lâu nữa tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ càn quét đất nước, bước ra sân khấu thế giới, bọn họ có thể công thành danh toại, lưu lại tiếng thơm muôn đời. Mà Lý Thần Chiến cũng mài dao, anh ta đã chướng mắt Phùng Tứ từ lâu, vừa hay Phùng Tứ khiêu chiến với Dương Tiêu, anh ta có thể dùng cơ NN này chính thức công kích Phùng Ứ. Ngày hôm sau, Dương Tiêu lái xe Maserati đưa Đường Mộc Tuyết cầm hoa đến nghĩa trang ở thành phố Trung Nguyên. Đặt bó hoa trước mộ bà cụ Đường, Đường Mộc Tuyết xúc động nói, bà nội tự hào cả đời, nhưng không ngờ cuối cùng lại kết thúc như thế này. Dương Tiêu cũng không khỏi thổn thức. Khi ông cụ Đường còn sống đối xử tốt với Dương Tiêu, bà cụ Đường sông sờ sờ bị tức chết, đây không phải là điều Dương Tiêu muốn thấy. Đường Mộc Tuyết thở dài một hơi, cô hiểu lập trường của mình khác với bà cụ Đường. Mong bà nội yên giấc ngàn thu, bà nội yên tâm, Đường Mộc Tuyết tôi sẽ xây dựng một nhà họ Đường hoàn ti mới, dẫn dắt nhà họ Đường đến đỉnh vinh quang. Bà nội, tâm nguyện bà chưa hoàn thành, đời này Mộc Tuyết nhất định sẽ hoàn thành. Đường Mộc Tuyết cúi đầu sâu. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, nghe nói Đường Hạo có được sự ủng hộ của Dương Bân Hàn Anh cả anh, lại gây sóng gió à? Đúng vậy, Mộc Tuyết, cơn bão mới đã bùng lên. Dương Tiêu chậm rãi lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên nói, đây là muốn làm gì? Anh hy vọng không bao lâu nữa có thể nhìn thấy Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trên trái đất. Dương Tiêu cười dịu dàng. Thẻ này là lúc đầu Lý Minh Hiên đưa cho Dương Tiêu, hiện tại trong thẻ còn hơn 10 tỷ tệ. Hơn 10 tỷ tệ cộng với tập đoàn Tuyết Tiêu, đủ vốn để Đường Mộc Tuyết đối đầu với Đường Hạo. Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trên trái đất. Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết không kìm được nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Anh lái xe đưa Đường Mộc Tuyết tới tập đoàn Tuyết Tiêu. Lúc rời đi, Đường Mộc Tuyết nói với Dương Tiêu, lâu lắm rồi Đường Đường không liên lạc với chúng ta, hôm nay nếu anh có thời gian thì đến trường gặp Đường Đường đi. Cũng được, con nhóc này hình như đã bắt đầu đi học rồi. Dương Tiêu gật đầu. Lần cuối cùng gặp Đường Đường là ở công ty của Lý Minh Hiên, lúc đó con nhóc này bị Đường Long bắt nạt, tình cờ mình đến đó. Sau khi làm việc trong công ty của Lý Minh Hiên gần 2 tháng, chắc con nhóc đã kiêm đủ tiền học phí rồi. Lúc này, trên đường sắt cao tốc thành phố Trung Nguyên. Đường Hạo nhìn em gái Đường Dĩnh, Dĩnh, em chắc chắn muốn ra ngoài thư giãn à? Anh, bây giờ anh đã nhận được sự hỗ trợ của Dương Bân Hàn cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đề Đô, em ở lại Trung Nguyên cũng vô nghĩa, tốt hơn hệt là ra ngoài thư giãn, có lẽ sẽ gặp được cơ hội bất ngờ. Đường Dĩnh trông khá thoải mái. Đường Dĩnh kiên quyết muốn rời đi, Đường Hạo tự nhiên cũng không tiện giữ lại, Dĩnh, ở bên ngoài tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cần gì thì gọi điện cho NHTL. Anh, ở Trung Nguyên anh nhất định phải chú ý an toàn. Đường Dĩnh dặn dò. Mặc dù trước kia hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh đã từng có xích mích, nhưng đối mặt với nguy hiểm vẫn không thê không nương tựa nhau. Đường Dĩnh biết cô ta đã không thể phát triển ở thành phố Trung Nguyên, tốt hơn hết là rời Trung Nguyên tìm kiếm cơ hội. Đường Hạo trịnh trọng nói, Dĩnh yên tâm, chỉ cần có anh đây, mối thù đẫm máu của bà nội. Nỗi nhục mà hai anh em chúng ta phải chịu, sớm muộn gì Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết cũng phải nợ máu trả băng máu. Vâng anh, em đi đây. Đường Dĩnh kéo vali đi về phía bên trong nhà ga. Nhìn em gái Đường Dĩnh rời đi, Đường Hạo không kìm được nắm chặt tay. Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chờ đó cho tôi, có một ngày Đường Hạo này sẽ khiến các người bỏ tới quỳ trước mặt tôi. Ánh mắt Đường Hạo âm hiểm khác thường. Dương Tiêu lái xe Maserati nhanh chóng đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Trước khi đến, Dương Tiêu đã hỏi Lý Minh Hiên nói Đường Đường đã nghỉ việc gần nửa tháng, đã đưa tiền công tổng cộng là 8.000 tệ. Dương Tiêu biệt Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên là học viện công lập, học phí một năm là 34.000 tệ, 8.000 tệ đủ cho Đường Đường chỉ tiêu hàng ngày. Dương Tiêu vẫn khá ấn tượng với con nhóc Đường Đường này. Ngoài thành kiên hơi lớn với mình trong những năm qua, con nhóc này cũng tốt bụng, cách làm người khá rông với khí phách hiện tại của Đường Mộc Tuyết. Sau khi dừng xe dưới gara, Dương Tiêu gọi điện thoại cho Đường Đường, nhưng không kết nối được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì thế, Dương Tiêu đã đi về phía bên trong trường học. Các người đã nghe nói chưa? Quán quân múa nghệ thuật Trung Nguyên lần này là Đường Đường của hệ múa nghệ thuật, mà không phải Mộc Tử Tỉnh cô chủ nhà họ Mộc. Đương nhiên tôi đã nghe nói về chuyện này rồi. Chẳng, thế à, Đường Đường thực sự rất giỏi. Trong cuộc thi múa nghệ thuật Trung Nguyên đã đánh bại Mộc Tử, Tỉnh cô chủ nhà họ Mộc,
trở thành hắc mã lớn nhát trổ hết tài năng, khiến không ít người bàng hoàng. Đúng thế, nghe nói nhóm lãnh đạo đã trợn mắt há hốc mồm. Trên đường đi, Dương Tiêu nghe thấy nhiều người xì xào bàn tán. Dương Tiêu sờ cằm cười nhẹ, quán quân múa nghệ thuật Trung Nguyên à. Xem ra con nhóc này thực sự không phụ lòng mong đợi. Đường đường là sinh viên múa nghệ thuật, hơn nữa con nhóc này có năng khiếu múa, Dương Tiêu đã biết từ lâu. Chỉ là điều khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là vừa mới đi học con nhóc này đã giành được giải quán quân múa nghệ thuật Trung Nguyên, quả thực rất giỏi. Như đã biết, trong khoảng thời gian này cả một kỳ nghỉ hè đã trôi qua, trong kỳ nghỉ hè đường đường đi làm thời vụ, không có nhiều thời gian để luyện múa. NS lúc này, ở một nơi nào đó trong phòng múa của Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc quần dài đen có tua rua cùng mấy cô gái có vẻ mặt hằm hè vây quanh đường đường đang tập múa. Đường đường không hề để ý có người muôn nhằm vào mình, cô gái mặc quần dài đen có tua rua bước tới, đây đường đường một cách nặng nề. Đường đường mắt trọng tâm ngã xuống tại chỗ. Nhìn thấy đường đường ngã xuống, cô gái xinh đẹp không hề ý thức được mình đã làm quá. Cô ta trợn mắt nhìn đường đường, được lắm, vậy mà đã giành được giải quán quân múa nghệ thuật của thành phố Trung Nguyên, nói, có phải cô đã làm giao dịch xấu hổ với giám khảo không? Mục Tử Tình, cô đừng nói bậy. Nhìn thấy người nọ, đường đường rất tức giận. Mục Tử Tinh là cô chủ nhà họ Mộc, một trong 10 đại gia mạnh nhất ở Trung Nguyên, được Học viện Nghệ Trung Nguyên công nhận là đệ nhất nữ thân, ngày thường cũng là nhân vật số 1 trong khoa múa nghệ thuật. Lần khai giảng này ở thành phố Trung Nguyên tổ chức cuộc thi múa nghệ thuật, cô ta và đường đường đều tham gia, trong trận PK cuối cùng, cô ta chỉ kém đường đường một điểm bỏ lỡ chức quán quân. Theo quan điểm của Mục Tử Tinh, đường đường là một kẻ vô dụng, chỉ là một con đĩ từ khu ô chuột. Đường đường dựa vào đâu lại có thể giành được chức quán quân? Rõ ràng quán quân phải thuộc về cô ta, không thể thuộc về con đi đường đường này. Vì vậy, Mục Tử Tình luôn kiêu ngạo lại xoát thân từ gia đình giàu có, khi đoạt giải Á quân chỉ cảm thấy thất bại, giờ cô ta dân người tới đây tìm lại chỗ đứng. Tôi nói bậy, tôi nghĩ cô đã giao dịch chuyện đáng xấu hổ với giám khảo. Mục Tử Tình nói chắc nịch. Ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh thường. Như thể đường đường đã làm chuyện ô nhục mới giành được giải quán quân múa nghệ thuật Trung Nguyên. Đường đường đứng dậy, tức giận nói, Mục Tử Tình, cô đừng quá đáng, tôi không, có, tôi chưa từng làm chuyện sâu hổ. Cô làm việc luôn ngay thẳng và trung thực, có nền tảng vững chắc về múa nghệ thuật, trong kỳ nghỉ hè mỗi tối cô cũng đã luyện tập các kỹ năng cơ bản. Bởi vì đường đường rất rõ ràng tình huống trong nhà. Năm nay chân tay của bố đã khá hơn, nhưng mấy năm không đi làm. Trong chốc lát cũng không hòa nhập được với xã hội. Mẹ cô Triệu Cầm thì không cần phải nói, là một người lang thang điên hình, yêu thích sự phù phiêm thường tiêu tiên như nước. Chị Đường Mộc Tuyết là người chăm sóc gia đình, bây giờ lại trở thành chủ nhà họ Đường, chắc chắn chịu áp lực rất lớn. Cô còn dành một tình cảm đặc biệt với Dương Tiêu, nhưng rất khó nói. Vì vậy, trong những ngày qua Đường Đường ít khi liên lạc với gia đình mình. Một mặt cô muốn tự chủ, nâng cao thực lực của bản thân. Mặt khác đường đường đã rung động, cô thật sự không biết nên đối mặt với Dương Tiêu như thế nào. Lần khai giảng này, cô đã nhờ vào kỹ năng cơ bản vững chắc may mắn đánh bại Mộc Tử Tỉnh, mới giành được giải quán quân múa nghệ thuật Trung Nguyên. Cô không làm chuyện xấu hổ, thì sao có thể giành được giải quán quân múa nghệ thuật Trung Nguyên? Khoảng cách giữa tôi và cô còn cân tôi phải nói nhiều hả? Mộc Tử Tỉnh ngữ nghễ trách mắng. Bị Mộc Tử Tỉnh làm nhục, đường đường tức giận, Mộc Tử Tỉnh. Tôi nói lại lần nữa, tôi không có. Không có, thật không, tôi nói cho cô biết, những người khá xinh đẹp xuất thân không tốt giống như cô những giám khảo này dám động tâm hả? Cô đã giao dịch chuyện na sâu hổ với những giám khảo này. Mục Tử Tỉnh khinh thường nói. Tử Tỉnh nói đúng, chắc chắn cô đã làm ra chuyện xấu hổ ghê tởm cùng giám khảo múa nghệ thuật. Đúng, đường đường, cô đã kiểm tra sức khớp chưa? Tôi nói cô biết. Những giám khảo này có rất nhiều người mặc bệnh lây truyền qua đường tình dục, cô cẩn thận bị nhiễm HIV nhai. Không ngờ con đĩ này vì lấy được giải quán quân, sẽ không ngại hủy hoại bản thân. Sau này mọi người đừng gọi cô ta là đường đường nữa, gọi cô ta là con đĩ đi. Mấy cô gái với khuôn mặt đầy đặn phía sau Mộc Tử Tinh không vừa mắt đường đường, càng nói bậy hơn. Đường đường ấm ức suýt khóc. Rõ ràng mình không làm chuyện xấu hổ nào, tại sao lại vu oan cho mình. Con đĩ, con sao sao sao. Trong chốc lát, mấy cô gái phía sau Mộc Tử Tỉnh nhìn chằm chằm đường đường với vẻ chán ghét. Dường như đường đường có một bí mật không thê cho người khác biết với giám khảo múa nghệ thuật,
nên mới giành được giải quán quân. Tôi không có, tôi không phải con đi. Nước mặt âm ức của Đường Đường làm nhòe đôi mắt. Rõ ràng cô giành được giải quán quân múa nghệ thuật là nhờ thực lực của mình, bọn Mộc Tử Tỉnh dựa vào đâu lại muôn làm nhục cô. Mộc Tử Tinh, cô chủ nhà họ Mộc một trong 10 đại gia mạnh. Nhất Trung Nguyên khinh bí nhìn chằm chằm Đường Đường nói, cô không phải con đi thì là gì? Nếu tôi đoán đúng, cô đã bị những giám khảo đó chơi nát đúng không? Có cần tôi mang cho cô 2 lọ chống viêm nhiễm không? Mộc Tử Tinh, cô đừng nói bậy. Đường Đường rất kích động. Tôi nói bậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộc Tử Tinh lập tức tràn ngập vẻ oán hận. Chát! Đột nhiên, Mộc Tử Tinh tát một cái vào khuôn mặt xinh xắn của Đường Đường. Đường Đường không ngờ Mộc Tử Tinh sẽ đánh mình, bất ngờ mất cảnh giác Đường Đường bị Mộc Tử Tinh tát rất mạnh vào mặt. Bị Mộc Tử Tinh đánh trúng, Đường Đường che khuôn mặt xinh đẹp của mình, không kìm chế được nước mắt rơi xuông. Từ nhỏ đến lớn, tuy bố mẹ cô không có năng lực gì nhưng họ rất chiều chuộng cô, chị gái Đường Mộc Tuyết cũng rất quan tâm cô. Đường Đường chưa bao giờ chịu loại sỉ nhục sâu sắc này, không cần nói lúc này Đường Đường âm ức như thế nào. Sau khi tát Đường Đường, Mộc Tử Tỉnh tàn nhân nói, cô nhắc lại xem, cô và giám khảo múa nghệ không có bí mật không thể cho người khác biết. Theo quan điểm của Mộc Tử Tỉnh, chắc chắn Đường Đường đã dạng chân ra làm giám khảo múa nghệ thuật vui vẻ, sau đó đã trao giải quán quân cho Đường Đường. Đừng quên, cô ta sinh ra trong nhà họ Mộc thuộc đại gia mạnh Nhật Trung Nguyên. Nhìn toàn bộ thành phố Trung Nguyên, ngoài tứ đại gia tộc, thì chính nhà họ Mộc bọn họ có thế lực lớn nhất. Thậm chí, nhà họ Mộc đã phát triển nhanh chóng, có khuynh hướng trở thành dòng họ lớn thứ 5 ở Trung Nguyên. Bởi vì xuất thân của cô ta, những giám khảo múa nghệ thuật này không dám có ác ý với mình, nên cô ta mới có ý đồ với Đường Đường. Để trở nên nổi tiếng, Đường Đường đã ngủ với nhóm giám khảo múa nghệ thuật. Ngoài những thứ đó ra, Mộc Tử Tỉnh không thể nghĩ ra Đường Đường có tư cách gì hơn được mình. Muốn có gia thế mình có gia thế, muốn có thực lực thì mình là đệ nhất khoa múa, muốn có nhan sắc thì mình là hoa khôi học viện nghệ thuật Trung Nguyên. Đường Đường là cái thá gì? Muốn gia thế không có gia thế, nền tảng về múa còn kém hơn bản thân, chỉ có ngoại hình đẹp nhưng không bảo dưỡng xinh đẹp được như mình. Mộc Tử Tỉnh, cô đừng ngậm máu phun người, tôi dùng năng lực của mình thăng cô dựa vào đâu lây lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Bị Mộc Tử Tỉnh tát một cái, Đường Đường rất kích động. Không còn khách sáo nữa. Lớn từng này rồi cô còn chưa bị ai đánh bao giờ, Đường Đường thực sự tức giận. Ai yo, một con nhóc lông lá ở khu ổ chuột cũng dám la lối trước mặt tôi. Không, muốn sống nữa hả? Mộc Tử Tỉnh vô cùng tức giận. Cô ta xuất thân danh môn, toàn thân kiêu ngạo, trong mặt cô ta Đường Đường chỉ là tên hề không lên nỗi sân khấu. Đường Đường nghiến răng nghiến lợi, Mộc Tử Tỉnh, đừng cho rằng mình có xuất thân tốt thì có thể tùy tiện làm nhục người khác. Nói xong, Đường Đường lau nước mắt, xách cặp đi về phía ngoài phòng tập múa. Muốn đi, không dễ như vậy đâu. Mộc Tử Tinh cười lạnh. Trong tích tắc, mấy cô gái giữ tợn sau lưng Mộc Tử Tinh lập tức dừng lại trước mặt Đường Đường. Đường Đường tức giận, Mộc Tử Tỉnh, cô định làm gì? Bảo bọn họ tránh ran. Tránh ra, đồ đĩ, đi cái gì mà đi? Không lẽ có tật giật mình à? Mộc Tử Tinh châm chọc nói. Đúng thế. Con đi Đường Đường này chột dạ rồi hả? Một cô gái giữ tợn đây ngực Đường Đường. Đường Đường đâu phải đối thủ của cô gái giữ tợn, bị đây một cái thân thể Đường Đường liên tục lui về phía sau. Đừng đi, nói cho chúng tôi biết cô đã phục vụ nhóm giám khảo múa nghệ thuật kia sảng khoái như thế nào. Một cô gái giữ tợn khác đầy Đường Đường. Đúng thế, tất cả chúng tôi đều rất tò mò cô đã phục vụ giám khảo múa nghệ thuật kia như thế nào. Là một người một phòng hay một mình cô cùng phục vụ cả nhóm? Mấy cô gái giữ tọn đó từng người nói những lời khó nghe, như thế Đường Đường đã thực sự làm chuyện gì đó sâu hố. Dưới sự ép buộc của mấy cô gái, cơ thể của Đường Đường bị ép vào một góc của phòng tập múa. Hai mắt Đường Đường đẫm lệ vừa xấu hổ vừa tức giận, các người đừng bắt nạt người quá đáng. Bắt nạt người quá đáng? Bắt nạt cô thì sao? Mộc Tử Tinh khinh thường nói. Đúng, chúng tôi bắt nạt cô đấy thì sao? Thỏ chịu đúng không? Khó chịu thì tới cắn chúng tôi đi. Mấy cô gái giữ tợn đều mang vẻ mặt đầy vui đùa, như thế làm nhục Đường Đường là chuyện vui vẻ nhất của họ. Dù sao thì họ cũng có sự hậu thuẫn của Mộc Tử Tỉnh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không sợ. Các người, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Đường tái nhợt. Bạo lực học đường, đây rõ ràng là bạo lực học đường.
Có Mộc Tử Tỉnh là chỗ dựa vững chắc, những cô gái giữ tọ này mới dám nhắm vào cô như vậy. Mộc Tử Tỉnh ngạo nghề tiên lên nói, Đường Đường, cô hãy nói sự thật đi. Chỉ cần cô thừa nhận mình dây dưa với giám khảo múa nghệ thuật, chúng tôi sẽ lập rời đi. Nếu hôm nay cô không thừa nhận, thì đừng trách Mộc Tử Tỉnh này không khách sáo với cô. Người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau một nén hương. Sau khi để thua Đường Đường từ một khu ô chuột trong cuộc thi múa nghệ thuật Trung Nguyên, Mộc Tử Tỉnh đã không nuốt trôi. Chỉ cần Đường Đường thừa nhận mình đã làm chuyện đáng khinh, cô ta Mộc Tử Tỉnh có thể tuyên dương sùm, sau đó để cho người khác biết Đường Đường không thăng, quán quân chân chính vẫn là cô ta, Mộc Tử Tỉnh. Nếu hôm nay Đường Đường thật sự không thừa nhận, thì Mộc Tử Tinh sẽ không cho Đường Đường sắc mặt tốt. Mộc Tử Tinh, tôi nói rõ cho cô biết, tôi dùng thực lực của mình giành được giải quán quân. Đường Đường rất tức giận. Thấy Đường Đường còn cứng miệng, Mộc Tử Tỉnh hoàn toàn thẹn quá hóa giận, Đường Đường, chết đến nơi mà còn dám không nói thật. Ngay sau đó, Mộc Tử Tinh ngoắc tay với một nhóm bạn nam trong phòng tập múa. Nữ thần Tử Tinh, đám bạn nam đang nhảy múa nhanh chóng lao về phía trước. Trong Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, Mộc Tử Tỉnh được công nhận là đệ nhất nữ thần. Ngoài ra, Mộc Tử Tinh còn xuất thân từ gia tộc mạnh nhất ở Trung Nguyên, nếu được Mộc Tử Tinh thích, không chỉ bớt chiến đấu 20 năm, mà là bớt chiến đấu cả đời. Mộc Tử Tỉnh chỉ vào Đường Đường đùa cợt, con đĩ này có một chân với giám khảo, múa. Con đĩ này đã không biết xấu hổ, thì đừng trách tôi độc ác, tất cả các người hãy chơi với con đĩ này, tôi muốn quay video đăng nó lên mạng khiến con đĩ này mất hề danh dự. Cái gì, chơi Đường Đường? Nghe đến đây, nhóm bạn nam khoa múa nghệ thuật đã rất sốc. Mộc Tử Tỉnh, cô, Đường Đường vừa nghe thấy thê lập tức tái mặt. Nhìn đám bạn nam còn đang do dự, Mộc Tử Tỉnh cười xấu xa, yên tâm, nếu xảy y ra chuyện gì, tôi đảm bảo các người sẽ bình an võ sự, ngoài ra, sau khi xong việc tôi sẽ cho mỗi người 1 triệu tệ. 1 triệu tệ? Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, sở dĩ bọn họ học nghệ thuật còn chẳng phải là kiếm nhiều tiền. 1 triệu tệ đối với nhóm bạn nam này là một con số lớn. Trong chốc lát, rất nhiều bạn nam nhìn Đường Đường với vẻ vô cùng nhiệt tình. Có lời này của nữ thần Tử Tỉnh, tôi làm. Một người nhìn chằm chằm vào cơ thể Đường Đường đây vẻ khinh nhờn. Tôi cũng làm, lại thêm một người khác đứng ra. Không thê không thừa nhân, khuôn mặt của Đường Đường rất đẹp, nếu cô ăn mặc cẩn thận, e rằng Mộc Tử Tinh sẽ bị lu mờ trước mặt Đường Đường. Nghĩ đến việc có thể khinh nhờn Đường Đường, lại còn có thể kiếm được 1 triệu tệ, nhóm bạn nam đều rất kích động. Mộc Tử Tỉnh trêu đùa, tốt lắm, đi đi, tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết con đĩ này không sạch nữa ồ. Khà khà khà, nhóm bạn nam phấn khích xoa tay, không ngừng đi về phía Đường Đường. Đường Đường bị ép lùi vào trong góc, vẻ mặt cô vô cùng kinh hãi. Không lẽ mình thật sự sắp bị những người này khinh nhờn sao? Khuôn mặt của Mộc Tử Tinh tràn đầy nụ cười u ám. Như thể Đường Đường đã mất hết danh dự, trở thành con chuột chạy qua đường người người mắng chửi. Hỗn láo, tôi muốn xem hôm nay ai dám động vào một cọng tóc của em ấy. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói âm vang đột nhiên vang lên khắp phòng tập múa. Nhìn chăm chú, không biết Dương Tiêu mạnh mẽ đã đứng ở cửa phòng tập múa từ lúc nào. Nhìn thấy có một người xuất hiện ở lối vào phòng tập múa, bọn Mộc Tử Tinh đều sửng sốt. Hỏi thăm rất lâu. Dương Tiêu mới biết được vị trí của Đường Đường. Không ngờ vừa đến phòng tập múa thì lại đụng phải cảnh tượng này. Trong phút chốc, trong lòng Dương Tiêu trào lên lửa giận, từ trong cơ thể Dương Tiêu toát ra cảm giác muôn diệt người quét qua toàn bộ phòng tập múa. May mà mình đến kịp, nếu không con nhóc Đường Đường sẽ bị người khác khinh nhờn. Đám người cặn bã trước mặt hoàn toàn chọc giận Dương Tiêu. Đường Đường nhìn rõ người ở cửa, phòng tập múa, không nhịn được thốt lên, anh Rê. Nhóc. Không sao đâu, có anh rể ở đây. Dương Tiêu cho cô ánh mắt an ủi. Nhìn thấy ánh mắt an ủi của Dương Tiêu, Đường Đường cảm thấy nhẹ nhõm như được uống một viên thuốc an thần. Như thể chỉ cần có mặt của Dương Tiêu, mọi tình huống khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Mộc Tử Tinh chế nhạo, lôi còn tưởng là ai, hóa ra là anh rể của con đĩ này. Vẻ mặt cô ta rất khinh thường, coi Dương Tiêu cũng không đáng nhắc tới trước mặt cô ta. Anh rể của Đường Đường, vậy chẳng phải phế vật Dương Tiêu kia còn gì, một người đàn ông chế nhạo. Đúng vậy, anh rể của Đường Đường là phế vật Dương Tiêu nổi tiếng kia. Không ngờ phế vật này lại tới đây. Nhóm người chế nhạo, họ nhìn Dương Tiêu như thê đang nhìn chằm chằm vào một trò đùa lón.
không thể không nói ít ai biết được tin tức Dương Tiêu đã đích thân ủng hộ Đường Mộc Tuyết lên nắm quyền. Đến nay, ở thành phố Trung Nguyên, vô số người cho rằng bản thân Đường Mộc Tuyết quá giỏi, đã hạ bệ cả nhà họ Đường giành được địa vị vững chắc. Hầu hết không ai nghĩ rằng tất cả những việc này đều là do Dương Tiêu làm, trong mắt vô số người từ đầu đến cuối Dương Tiêu chỉ là phế vật. Nếu không có Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu đã chết đói lâu rồi. Hơn nữa, nhóm sinh viên Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên này hoàn toàn không biết tin tức mới nhất trong tầng lớp xã hội thượng lưu, rất nhiều tin tức chỉ là tin đồn. Mộc Tử Tỉnh xuất thân trong một gia đình quyền lực nhất Trung Nguyên, nhưng mỗi ngày cô ta đều nghĩ đến cách ăn mặc của bản thân, làm sao để bản thân trở nên hấp dẫn hơn với người khác giới, đâu có tâm trí tìm hiểu những thông tin mới nhất về Trung Nguyên. Nhiều nhà đại gia biết chính xác loại năng lượng mà Dương Tiêu sở hữu ở thành phố Trung Nguyên. Tuy nhiên, một số đứa con trong gia đình giàu có lại không coi trọng điều đó. Dương Tiêu nhìn Mộc Tử Tỉnh, thả ị. Em A Ran thả con đĩ này. Xin lỗi, một thằng phế vật như anh nói không tính. Mộc Tử Tỉnh khinh thường nói. Vẻ mặt Dương Tiêu u ám như sắp phát ra nước, tôi nói lại, thả Đường Đường Ran. Vèo ly trong giây tiếp theo, một luồng khí mãnh liệt trào ra từ cơ thể của Dương Tiêu, khiến bọn Mộc Tử Tỉnh sợ hãi. Hét cái gì mà hét? Anh là đứa con rơi bị nhà họ Dương ở Đề Đô đúng không? Có gì mà đặc ý? Biết tôi là ai không? Tôi là Mộc Tử Tỉnh, xuất thân từ nhà họ Mộc mạnh nhất Trung Nguyên. Nếu anh không muốn chết thì mau cút khỏi đây. Mộc Tử Tỉnh trách mắng như con sư tử cái. Dương Tiêu nghe vậy thì lạnh lùng nói, nhà họ Mộc ở Trung Nguyên. Xuất thân từ nhà họ Mộc thì là vốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của cô hả? Y cái gì, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông? Tất cả mọi người đều bị sốc, rõ ràng mọi người đều không ngờ tới Dương Tiêu sẽ làm nhục Mộc Tử Tỉnh theo cách này. Được lắm, gan chó của phế vật nhà anh thật lớn, anh dám mang tôi là chó. Mộc Tử Tỉnh sắp nổ tung. Cô ta sinh ra trong nhà họ Mộc, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, ai dám vô lễ với cô ta. Phế vật Dương Tiêu nổi tiếng ở Trung Nguyên lại dám sỉ nhục cô ta, không cần nói Mộc Tử Tỉnh tức giận đến mức nào. Trong phút chốc, trong mắt Mộc Tử Tỉnh tràn đầy hung ác. Cô ta chỉ vào Dương Tiêu, hét vào mặt nhóm bạn nam có mặt tại hiện trường, lên, các người lên hết cho tôi, đánh tên phế vật này răng rơi đầy đất cho tôi, đánh tên phế vật này quỳ xuống trước mặt tôi sám hối, lên, lên hết cho tôi. Tức giận, Mộc Tử Tỉnh hoàn toàn tức giận. Cô ta điên cuồng cực độ, đã có suy nghĩ lột ra Dương Tiêu. Hả, chúng tôi xông lên. Nhóm bạn nam đều ngắn ra, bọn họ đâu có gan đánh Dương Tiêu. Bảo bọn họ lây mạnh hiệp yêu bất nạt Đường Đường cũng đủ rồi, một khi bảo bọn họ làm thật, nhóm bạn nam này hoàn toàn thấy khó. Đàn ông ở giữa là nhạy cảm nhất, nhóm bạn nam này đều có thể cảm nhận được, Dương Tiêu trước mặt này chắc chắc không đơn giản. Lên, nếu các người không lên, cẩn thận một cú điện thoại của tôi sẽ khiến các người xong đời. Mộc Tử Tỉnh uy hiếp. Vừa rút lời, nhóm bạn nam đều hoảng sợ. Không ai sẽ nghi ngờ lời nói của Mộc Tử Tỉnh. Bọn họ tin dựa vào thực lực mạnh nhất của nhà họ Mộc ở Trung Nguyên, đủ để tất cả bọn họ lặng lẽ bốc hơi khỏi thế giới. Nhà họ Mộc là một nhà khổng lồ, áp gạch dưới. Lực đến mức nhóm bạn nam suýt chút nữa không thở nổi. Mộc Tử Tỉnh lại quát, chỉ cần các người đánh phế vật này ngã xuông, tôi vẫn sẽ cho các người 1 triệu tệ như cũ. Vẫn sẽ cho 1 triệu tệ như cũ. Nghe thấy điều này, nhóm bạn nam lập tức nâng cao tinh thần. Có phần thưởng lớn nhất định có can Hani Mộc Tử Tỉnh không tin mình cho tiền nhóm nam sinh này sẽ không đấu với Dương Tiêu. Lên, xử anh tai một bạn nam cao lớn dẫn đầu hét lên. Lên, tất cả chúng ta xử lý anh ta chắc chắn sẽ dễ dàng. Một bạn nam can đảm khác đã bắt đầu dục dịch. Bịch 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 bị trồ chỉ trong vòng 10 giây, nhóm bạn nam can đảm đã bao vây Dương Tiêu. Anh dễ, cẩn thận, Đường Đường lo lắng hét lên. Cho dù Đường Đường biệt Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, nhưng lúc này Đường Đường vân đổ hôi lạnh thay Dương Tiêu. Nhiều người như vậy, tất cả cùng đánh, cô sợ Dương Tiêu sẽ không chồng lại được. Đáy mắt Dương Tiêu trọt lóe một tia sắc bén, giống như chim ưng, không muốn chết thì cút hết cho tôi. Vui lời nói vừa dứt, một luồng khí mãnh liệt quét qua bốn phía, như thể dưới luồng khí mãnh liệt này nhiệt độ không khí trong phòng tập múa đã giảm mạnh. Bộp bộp bộp. Nhóm bạn nam này chưa bao giờ gặp qua hơi thở mãnh liệt như vậy, tất cả sợ hãi tái mặt lảo đảo lùi lại. Một khi hơi thở giết người mạnh mẽ trên người Dương Tiêu toát ra, nhóm bạn nam này làm gì có thể chống lại được. Nhóm bạn nam can đảm này đều sắp bị dọa sợ,
họ chỉ cảm thấy người đứng trước mặt này hoàn toàn không phải con người, mà là một con gấu khổng lồ. Một khi loài gấu khổng lồ này tức giận, trong nháy mắt có thể nghiền nát bọn họ ra thành từng mảnh. Trách mắng nhóm bạn nam xong, Dương Tiêu đi về phía Đường Đường. Mấy cô gái giữ tợn giữ Đường Đường sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng buông Đường Đường ra. Nhóc, cái tát này là ai đánh? Dương Tiêu bước lên hỏi. Nhìn thấy vết năm ngón tay in trên mặt Đường Đường, cơn tức giận của Dương Tiêu không thể nguôi ngoai. Đường Đường mở miệng, nhìn Mộc Tử Tình. Dương Tiêu hiểu, anh nhìn về phía Mộc Tử Tình bướng bỉnh kia, cái tát trên mặt Đường Đường là do cô đánh. Hừ, con đi này đã dạng hai chân của mình mua chuộc dám khảo múa, tôi đánh cô ta đấy thì sao? Anh dám đánh tôi chắc? Mộc Tử Tình vẫn không hề sợ hãi. Sau lưng cô ta là nhà họ Mộc gia tộc mạnh nhất ở Trung Nguyên, Mộc Tử Tình không tin Dương Tiêu dám đánh cô ta. Ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh, cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô. Anh dám đánh tôi, đến đi, loại người như anh đánh tôi thử xem, phế vật, đừng để tôi coi thường đồ ngốc như anh. Mộc Tử Tình hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt, cô ta đặc biệt để sát mặt vào gàn Dương Tiêu, trên mặt tràn đầy khiêu khích. Trong mắt cô ta, Dương Tiêu hoàn toàn là phế vật, làm sao dám đánh cô ta. Nhìn chằm chằm Mộc Tử Tình kiêu ngạo trước mặt, ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng. Tết, đánh đúng không? Thỏa mãn côi. Dương Tiêu tức giận hét lên, tay phải đột nhiên giơ lên không trung, vung tay về phía Mộc Tử Tình kiêu ngạo bướng bỉnh. Anh dám đánh tôi? Thấy Dương Tiêu giơ tay lên, Mộc Tử Tình cực kỳ hoảng sợ, cô ta muốn tránh nhưng đã không kịp. Chát! Trước sự chứng kiến của nhiều sinh viên trong phòng tập múa, tay phải của Dương Tiêu đã nhanh chóng tát vào mặt Mộc Tử Tình. Mộc Tử Tình mắt tròn mắt dẹt nhìn lòng bàn tay rơi xuống không thương tiếc, sau đó, một lực vô cùng mạnh mẽ khiến khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tử Tình run lên, cô ta hét lên mắt trọng tâm rồi lập tức gục đầu xuống. Sức lực của Dương Tiêu vô cùng mạnh, Mộc Tử Tình ngã quy xuống đầu óc ong ong, hoàn toàn trồng rồng. Hít! Nhìn thấy Mộc Tử Tình cô chủ nhà họ Mộc, một trong gia đình mạnh nhất ở Trung Nguyên bị Dương Tiêu tát ngã quy, nhiều học viên không khỏi hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu. Vào lúc này, tất cả mọi người trong phòng tập múa đều nhìn Dương Tiêu như thế họ đang nhìn một con quái vật. Như đã biết, Mộc Tử Tình sinh ra trong nhà họ Mộc, một trong những gia đình quyền lực nhất Trung Nguyên, mà nhà họ Mộc đang mơ hồ trở thành gia tộc lớn thứ 5 ở Trung Nguyên. Cái tát của Dương Tiêu không chỉ đánh vào mặt Mộc Tử Tình, mà còn gián tiếp đánh vào mặt nhà họ Mộc. Omi Goto sau vài giây im lặng, hiện trường bật thốt lên. Anh dễ, Đường Đường trợn to hai mắt kinh ngạc. Người kinh ngạc nhất hiện trường là Đường Đường, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu vì mình không tiếc đánh Mộc Tử Tình. Sau khi tát Mộc Tử Tình một cái rất mạnh, Dương Tiêu nhìn chằm chằm Mộc Tử Tình nói, tuổi còn trẻ trong xương cốt đã có tính đàn bà đanh đá, đáng đánh. Anh dám mang tôi là đàn bà đanh đá? Biết tôi xoát thân từ nhà họ Mộc không hả? Anh dám đánh tôi? Anh không sợ nhà họ Mộc làm khó anh hả? Mộc Tử Tình tỉnh táo lại như muốn nổi điên. Vẻ mặt cô ta dữ tợn đáng sợ. Hai mắt đỏ ngầu, sắc bén chừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh lùng nói, một nhà họ Mộc nho nhỏ ở trước mặt tôi là cái thá gì? Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu không để nhà họ Mộc vào mắt. Đừng nói là gia tộc thuộc loại mạnh nhất Trung Nguyên, cho dù là Mộc Tử Tình này xuất thân từ tứ đại gia tộc thì như thế nào? Chỉ cần dám xúc phạm Dương Tiêu này, chuyện lớn thì chỉ cần một ý nghĩ Dương Tiêu sẽ khiến bọn họ biến mất. Nhóc, đau không? Dương Tiêu quay đầu nhìn Đường Đường với vẻ mặt yêu thương. Bị Dương Tiêu nhìn thấy, dáng vẻ chật vật, Đường Đường rất xấu hổ, anh dễ, em không sao. Gạch dưới lúc này, Đường Đường thật sự xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phụ nữ coi trọng dáng vẻ của bản thân, đương nhiên Đường Đường cũng không ngoại lệ. Cô chỉ muốn thể hiện những mặt tốt nhất của mình với Dương Tiêu, ai biết được dáng vẻ xấu hổ khi bị tát lại bị Dương Tiêu nhìn thấy. Con đi mày không sao? Thật không? Tôi nói cho các người biết, hai người các người đã gây chuyện lớn rồi. Mộc Tử Tình khàn giọng tức giận hét lên. Nếu có thể, Mộc Tử Tình không thể chờ đợi được nữa muôn lao tới xé xác Dương Tiêu ra thành từng mảnh. Bị Dương Tiêu thưởng cho một cái tát tại chỗ, Mộc Tử Tình chỉ cảm thấy mình chịu đựng sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Mình từ khi sinh ra lớn lên đã ngậm thìa vàng, đi nơi nào ai dám vô lễ với cô ta. Cái tát của Dương Tiêu rơi xuống. Phá vỡ tôn nghiêm của Mộc Tử Tình, cô ta đã có ý nghĩ giết Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh nhạt nhìn Mộc Tử Tình đang có ý điên cuồng, sao? Cô còn thèm đòn hả?
Dám đánh tôi, anh xong đời rồi, anh và con đi Đường Đường này hoàn toàn xong đời. Mục Tử Tinh hét lên như lệ quỷ. Ngay sau đó, Mục Tử Tinh nhìn nhóm bạn nam sợ hãi tại hiện trường, lên, các người lên hết cho tôi, phê tên phê vật này cho tôi, đánh phế tên này cho tôi, tiễn tên phê vật này về Tây Thiên cho tôi. Hận, một sự căm hận dày đặc trào ra từ cơ thể của Mục Tử Tỉnh. Do phút này, Mục Tử Tỉnh hoàn toàn có ý nghĩ giết người. Xuất thân trong những gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên, Mục Tử Tỉnh có đầy đủ cảm giác ưu việt của nguồn gốc hào môn. Sự uy nghiêm của cô ta không thể bị xâm phạm, lòng kiêu hãnh của cô ta không thể bị đè bẹp. Vì vậy, hôm nay Dương Tiêu phải chết. Chỉ khi Dương Tiêu chết, cô ta mới có thể rửa sạch nỗi nhục sâu sắc mà Dương Tiêu đã mang đến cho mình. Trong mắt Mộc Tử Tỉnh, Dương Tiêu hoàn toàn là một trò cười, cho dù cô ta tìm người giết Dương Tiêu, thì chỉ cần một cú điện thoại đã đủ ép được chuyện này. Như thể đối với Mộc Tử Tinh, cô ta giết Dương Tiêu chẳng khác gì giết một con mèo hay một con chó. Hả, nữ thần Tử Tinh, cô đang đùa à? Nhóm bạn nam hoảng sợ, anh chàng trước mặt này còn dám đánh Mộc Tử Tinh được sinh ra trong gia tộc mạnh nhất, bọn họ làm sao dám đánh Dương Tiêu? Hơn nữa hơi thở của Dương Tiêu quá kinh người. Bọn họ đều bị dọa sợ mặt tái xanh, trong lòng dây lên một cảm giác sợ hãi đối với Dương Tiêu. Mục Tử Tình tức giận trách mắng, một lũ thùng cơm, các người có nhiều người như vậy còn không có xử lý được một tên phế vật hả? Nói cho các người biết, hôm nay nếu các người không giết phế vật này tôi sẽ gọi một cú điện thoại xử lý các người. Cái gì? Nếu không giết Dương Tiêu, Mục Tử Tình sẽ xử lý bọn họ. Cảm nhận được cơn giận dữ đang hoành hành của Mục Tử Tình, nhóm bạn nam đều sợ hãi. Yên tâm, chỉ cần các người giúp tôi xử lý anh ta, tôi sẽ đưa cho mỗi người 5 triệu tệ, hơn nữa còn bảo đảm sẽ đưa các người ra nước ngoài du học, cả đời này không lo cơm ăn áo mặc. Mục Tử Tình thúc giục. Để rửa sạch sự sỉ nhục của Dương Tiêu, Mục Tử Tình không tiếc trả giá bất cứ thứ gì.